hồi 496, tử lý cầu sinh. Trong những tia sáng đầu tiên của một ngày mới, ba gã thúc ngựa phi nhanh. Khi đến một gò cao, khung cảnh mở rộng ra trước mắt, trùng trùng lớp lớp đồi núi trải rộng dường như vô tận. Bạt Phong Hàn cười rộ một chàng rồi nói, không cần đến ba ngày, chúng ta sẽ xuyên qua một vùng rừng núi hoang dã, muốn truy tung bọn ta trong địa hình này. Thật chỉ có kẻ ngốc mới nằm mơ như vậy. Khấu trọng quay đầu nhìn lại đưa mắt xem xét tỉ mỉ vùng bình nguyên phía hoa lâm ở đằng xa. Lấy làm lạ nói, tại sao địch nhân không động thủ đối phó chúng ta tại hoa lâm nhỉ? Từ từ lăng đáp, theo ta suy đoán thì bọn chúng có phần cố kỵ đột lợi. Trong ba lộ nhân mã đuổi theo chúng ta, theo như phân tích của biệt lạc cổ nạp thai huynh đệ. Chỉ có thâm mặt hoàn mới có gan giết chết chúng ta mà thôi. Những người khác đều e ngại kết thâm cừu với đột lợi. Có thể dẫn đến hậu hoạn vô cùng. Thâm mặt hoàn vốn có hiệt lợi chống lưng lại ẩn thân trốn đại mạc đối với đột lợi căn bản không hề e sợ bạt phong hàn mỉm cười sau khi bọn ta tiến vào vùng đồi núi này có thể chọn một điểm nào đó đột vây trốn thoát cho dù địch nhân muốn đuổi cũng không được mà muốn chặn cũng chẳng xong vậy nên đối phương nếu muốn cướp đoạt ngũ thải thạch hoặc giết chết chúng ta chỉ có cách chặn đầu trước khi chúng ta vào rừng đúng không khấu trọng hít một hơi rồi nói có phải ngươi nhận định trong những cánh rừng phía trước có phục binh đang nấp sẵn để cung nghênh đại giá của chúng ta bạt phong hàn trả lời khẳng định là như vậy cửa ải này chúng ta phải đột phá bằng thực lực rồi sau đó sẽ vòng lại truy sát thâm mặt hoàn từ từ lăng khẽ nhíu mày địch nhân đã bố trí nghiêm cẩn chờ đợi hơn nữa thực lực như thế nào còn chưa biết chúng ta xông vào như vậy không phải là thất sách lắm sao bạt phong hàn xong mục tinh quang lóe sáng đưa mắt dò xét một hồi đoạn nói các ngươi xem ở phía cánh rừng xa xa đằng kia có thể thấy chim chóc bay lượn đùa giỡn chỉ có cánh rừng ngay trước mặt chúng ta thì không hề thấy một bóng ma nào dựa vào điểm này có thể suy đoán trong rừng chỗ nào có phục binh ắt khiến chim chóc sợ hãi bay đi hết như vậy tình hình phân bố của phục binh ra sao có thể nhận biết rất rõ ràng điều tệ nhất là toán địch nhân này do ba phe a bảo giáp thiết phất do và thâm mặt hoàn kết thành liên minh vậy nên nhân số chắc phải gần đến ngàn người những tức tình báo chính xác liên quan đến ba lộ nhân mã này. Bọn họ đều có được từ huynh đệ biệt lạc cổ nạp thai. Toán quân của A bảo giáp do côn trực hoang, người mà họ đã có duyên gặp gỡ xuất lĩnh. Toán này chỉ có khoảng 20 người, nhưng lại là toàn cao thủ xuất chúng của các bộ tộc khiết đan. Chỉ dựa vào số người này cũng đủ sinh tử quyết chiến với ba người bọn họ. Thiết phất do tự thân thống lĩnh thuộc hạ của mình, gồm 50 thủ hạ tinh nhuệ tới từ phía Tây. Đương nhiên đây cũng toàn là những dũng sĩ thân kinh bách chiến. Hơn nữa, thiết phất do trí dũng song toàn, bản thân lại là cao thủ uy danh hiền hách trốn thảo nguyên. Thực lực của hắn không có gì phải bàn cãi. Hai toán nhân mã này tuy không nhiều nhưng cực kỳ tinh nhuệ. Nguyên do là vì bọn chúng không muốn phô trương một cách lộ liễu để tránh làm cho đột lợi nổi giận. Nếu như bất đắc dĩ phải hạ sát ba người, bọn chúng có thể lặng lẽ nhanh chóng biến mất, phủi tay sạch sẽ hoặc đổ hết trách nhiệm lên đầu tên sa tặc Thâm Mạt Hoàn. Thâm Mạt Hoàn thì khác, hắn đã kéo hết thủ hạ tinh nhuệ đến đây, tính ra lũ cường đạo này cũng đạt đến con số 800. Ác danh hung tàn của đám sa tặc sớm đã vang xa. Xưa nay tung hoành trên thảo nguyên chưa từng nếm mùi thất bại. Bọn chúng dù cho có phải nhất thời triệt thoái thì ắt sẽ lập tức quay lại tấn công địch nhân. Đương nhiên đây lại càng không phải loại dễ đối phó, cho dù là lực lượng của toán nào cũng đều khiến ba người đau đầu nhức óc nay cả ba toán liên thủ phục kích ba người một khi xa vào vòng vây bị bước phải khổ chiến sợ rằng không thể giữ mạng thoát thân khấu trọng cười méo sạch phép dùng binh phải dùng mưu kế lần này sách lược tốt nhất hình như là quay đầu trở lại hoa lâm sau đó mua một cái bè gỗ thuận đường thưởng ngoạn mỹ cảnh hai bên bờ tùng hoa từ từ lăng lạnh lùng thật chán tên tiểu tử nhà ngươi cứ những lúc như thế này toàn mở miệng nói chuyện tức cười tối qua ngươi còn hào khí lên tới mây xanh đáp ứng sẽ liên thủ với biệt lạc cổ nạp thai huynh đệ để trừ diệt thâm mặt hoàn. Giờ đây lâm trận lại bỏ chạy. Có phải định làm loạn cả đại kế diệt địch không? Khấu trọng mắt hổ rực sáng. Đoạn trầm giọng nói, đúng là mấy lời ta nói đáng cười thật. Lão bạt ngươi phát lệnh đi. Việc đánh nhau ở vùng rừng đồi núi như thế này. Ngươi có nhiều kinh nghiệm hơn. Bạt phong hàn cất tiếng. Ta chỉ muốn tìm kiếm một nơi địa thế có lợi nhất cho chúng ta để đột vây bất quá địch nhân đều có kinh nghiệm tác chiến phong phú nhưng lại không có quá nhiều cao thủ nơi nhìn có vẻ là yếu nhất nói không chừng cũng có thể là nơi tập hợp binh lực mạnh nhất của địch từ từ lăng bâng khuâng tự hỏi nếu như chúng ta xuống ngựa nghỉ ngơi vậy thì địch nhân sẽ làm thế nào bạt phong hàn đáp nếu vậy bọn chúng bắt buộc phải tấn công chúng ta trước khi trời tối nhưng theo ta thấy thì kế của lăng thiếu ra chắc là không có kết quả địch nhân át hẳn sẽ có người ở phía hoa lâm để chặn đường lui của bọn ta. Nếu không có rừng cây yểm hộ, chúng ta càng khó đột vây. Khấu trọng ngửa mặt nhìn trời cười lớn. Nếu đã tiến thoái đều không được như vậy, chúng ta lại cùng nhau làm lại một trận tạc xuyên chi chiến để xem kẻ nào có tư cách ngăn cản. Từ Tử Lăng không nhịn nổi cười phá lên. Cái đó không phải là tạc xuyên chi chiến gì cả, mà là tự tìm đường chết. Chỉ cần địch nhân phân bố nghiêm mật và cẩn thận trong rừng bọn ta không phải tự nhiên chui đầu vào lưới sao. Ta lại có một đề nghị khác có vẻ tốt hơn. Đó là đầu tiên hãy dò xét xem thâm mặt hoàn đang ở góc nào. Sau đó sẽ phát xạ mớ yên hoa hỏa khí mà biệt lạc cổ nạp thai đã đưa cho chúng ta. Nói không chừng khi đó có thể chuyển bại thành thắng. Từ chỗ bị săn đuổi biến thành thợ săn. Bạt Phong Hàn nói, điều này tuy không nằm trong kế hoạch mà chúng ta đã thương nghị với biệt lạc cổ nạp thai huynh đệ. Tuy nhiên có thể xem là một phương pháp để ứng biến trong tình thế này. Vấn đề là làm sao để tìm ra vị trí của Thâm Mạt Hoàn. Nguyên kế hoạch ban đầu là bọn họ sẽ tự mình làm mồi nhử, chỉ cần dẫn dụ được Thâm Mạt Hoàn đuổi theo chi sát, khi đó biệt lạc cổ nạp thai sẽ khóa đuôi đằng sau. Ba người bạt, Khấu, từ cùng với y sẽ tạo thế tiền hậu giáp kích đối phó với bọn sa tặc. Từ Từ lang Lạnh lùng nói, "Hãy theo ta", dứt lời gã thúc ngựa phi xuống chân đồi, hướng thẳng về phía địch trận, hai người kia cất tiếng cười dài cùng nhau phóng theo Từ Tử Lăng, ba người đều thi triển thuật cưỡi ngựa, nhân mã như nhất, cơ thể cùng với ái mã tựa hồ trở một thể thống nhất có liên hệ huyết nhục với nhau. Phi thẳng tới cánh rừng gần nhất bên phải, không ai bảo ai, bọn họ tự nhiên lập thành một thế trận hình tam giác. Phía trước là Từ Tử Lăng, Khấu Trọng và Bạt Phong Hàn song song chạy đằng sau, trên tay hai người, diệt nhật, vọng nguyệt đã sẵn sàng, tên đã được lắp sẵn. Vù, vù, hai tiếng hai mũi kình tiễn từ hai cây thần cung đã được quán chú chân khí tựa như hai tia chớp bay đi. Sau khi vượt qua khoảng cách khoảng nghìn bộ thì xuyên thẳng vào trong rừng. Tức thì tiếng kêu đau đớn thê thảm vang lên. Liền đó thấy từ trong rừng tên bắn ra như mưa. Đáng tiếc là những mũi bắn được xa nhất cũng vẫn còn cách bọn họ cả 300 bộ. Đối với ba người thực tế chả có uy hiếp gì cả. Từ từ lăng ha hà cười lớn. Giật mạnh cương ngựa, từ chỗ đang xông thẳng vào rừng chợt chuyển sang chạy ngang ở bên ngoài bỗng nhiên cả bọn nghe thấy tiếng báo hiệu chiến đấu vang lên ngay khi có tiếng người rên la thảm thiết vang lên do bị chúng tên hàng chục kỵ mã từ trong rừng đã xông ra bọn chúng dương cung lắp tên thúc ngựa phi chết trách đuổi theo hướng ba gã bạt phong hàn và khấu trọng sát khí nổi lên không nhịn được quay mình bắn một chàng liên châu kình tiễn chỉ thấy những kẻ đi đầu liên tiếp chúng tên ngã ngựa Đột nhiên có tiếng trống trận từ phía trái cánh rừng trước mặt. Ngay sau đó liền thấy từ trên đỉnh đồi hàng trăm kỵ mã tựa như hồng thủy ào ào xông ra. Bọn chúng thúc ngựa chạy cắt ngang chỗ tiếp giáp giữa bình nguyên và quả đồi. Rõ ràng muốn phong tỏa đường chạy của ba người, nếu như đổi lại là người khác có tài trí hơi thấp một chút. Thấy thanh thế của địch nhân như vậy ắt sẽ quay mình bỏ chạy về đường cũ. Nhưng ba người sớm đã biết địch nhân còn có phục binh. Đương nhiên không bị chúng kế từ từ lang điều chỉnh phương hướng gã phi ngựa hơi trách sang phía bên trái một lần nữa chạy chéo ra phía xa tránh khỏi hàng hàng lớp lớp địch nhân đang ảo ạt tiến đến để không bị chặn ở phía trước vì như thế sẽ rơi vào tình thế phải khổ chiến trong cảnh bị vây hãm ngựa của ba người đều là thần mã sớm đã bỏ xa bọn truy kích phía sau khấu trọng và bạt phong hàn với hai cây thần cung bắn cho địch nhân ngựa ngã người chết vô cùng thê thảm chỉ nghe tiếng địch nhân từ đằng sau cũng như phía bên phải đang rượt đuổi theo gào thét vang trời nếu đổi lại là kẻ có lá gan chuột nhát ắt khiếp sợ đến té đái vãi phân mà cắm đầu chạy trốn nhưng với ba kẻ to gan lớn mật này ngay cả đạo kim lang quân lợi hại nhất đại thảo nguyên cũng bị họ cầm cự suốt một đêm ở hách liên bảo có chiến trường nào lại chưa thấy qua trái lại hào khí nổi lên chiến ý ngút trời cố gắng lợi dụng địa hình đồi núi chập trùng để tránh cái họa bị vây hãm hơn nữa, với khoái mã thần cung, bọn họ hy vọng có thể dẫn dụ phục binh của địch nhân lộ diện. Khi đó đánh cũng được mà chạy cũng được. Không có gì phải sợ hãi. Từ từ lăng dẫn đầu chạy lên một đỉnh đồi. Đảo mắt quan sát, quả nhiên gã thấy bụi đất bốc lên từ phía hoa lâm. Hơn 200 kỳ mã chạy thành hình cánh quạt đang phóng tới. Hoàn toàn phong tỏa đường lui của bọn họ. Nếu không phải bọn họ đã hiểu được thực lực chân chính của địch nhân. Không kinh hoàng thất thố mới là chuyện lạ. Có thể thấy, bọn họ đã nhận được tin tức tình báo cực kỳ chính xác từ phía người Mông Cổ. Một khi đã biết được tổng binh lực của liên quân đối phương sấp xỉ 900 nhân mã. Đương nhiên lại là chuyện khác. Điều này chính là tuân theo tôn tử binh Pháp. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, số địch nhân đến từ phía Hoa Lâm chỉ chiếm khoảng 2 phần binh lực của đối phương. Quân phục kích ở đây khoảng hơn 600. Số đã hiện thân ước chừng 300. Như vậy vẫn còn một đạo phục binh nữa, gồm hơn 300 tên tiềm phục trong rừng. Tình hình trước mắt đối với bọn họ đã trở nên thuận lợi hơn rất nhiều. Từ từ lăng lập tức tiến vào cảnh giới tỉnh Trung Nguyệt. Lòng như Đức Phật sáng láng không vướng bụi trần. Trở lại giống trạng thái đêm qua khi đứng trước những cây cường cung của các dũng sĩ khiết đan. Dường như gã không phải đang bị hãm trong chiến trường máu chảy thịt rơi. Trong tâm cũng không hề xuất hiện một chút dao động do những tác động bởi ngoại cảnh. Nhưng dù tình thế trước mắt có bất kỳ biến hóa gì gã cũng hoàn toàn nắm rõ. Tựa hồ từ tử lăng đang đấu cờ với một kỳ thủ mà gã đã có năng lực trí tuệ hiểu rõ tình thế trước mắt và các khả năng biến hóa của ván cờ. Chỉ cần gã ra quân chính xác, đối phương chỉ có thể bị gã sỏ mũi dắt đi. Tự từ tử lăng hú dài một tiếng, thúc ngựa chuyển hướng phi xuống sườn đồi, nhằm thẳng toán địch nhân từ phía hoa lâm sông tới. Khấu trọng và bạt phong hàn hoàn toàn tin tưởng vào quyết định của người huynh đệ lập tức song song đuổi theo phía sau. Địch nhân xuất phát từ trong rừng tự nhiên trở thành một toán đuổi theo ba gã. Tiếng vó ngựa vang động trời xanh, cả vạt bình nguyên dung chuyển, bụi bay mù mịt che khuất cả mặt trời đang lên. Khi khoảng cách tới địch nhân còn khoảng 5.000 bộ, từ từ lăng huyết sáo ra hiệu thay đổi phương hướng. Đoàn gã thúc ngựa chạy ngang sang phía bên phải, phi lên một ngọn đồi khác, tuy chưa hề nhìn thấy bóng dáng kẻ địch trong khu rừng phía trước. Nhưng từ hai phía đằng sau. Hai toán quân gồm hơn 500 thiết kỵ vẫn đang đuổi tới. Ba người phóng hết tốc lực, không ngừng nới rộng khoảng cách với đám truy binh phía sau. Khấu Trọng và Bạt Phong Hàn cũng không phóng tên sát địch nữa. Cả hai toàn tâm thúc ngựa cùng chạy đua với đối phương. Từ Từ Lăng lại thét lên, chuẩn bị đột kích, Khấu Trọng tỏ vẻ cực kỳ thích thú. Thống khoái, thống khoái, đám ngu đần này chỉ có bản lĩnh hít bụi hứng tên. Không giống con bà nó tinh binh gì cả. Từ Từ Lăng khẽ đổi hướng chạy thẳng vào khu rừng phía trái đây khẳng định là một canh bạc nếu như tin tức tình báo của người mông cổ có gì sai sót khiến bọn họ nhầm lẫn về số lượng địch nhân trong rừng phen này cả ba chắc chết không sai khoảng cách tới khu rừng càng lúc càng gần lại với tốc độ rất nhanh theo như thuật quan điều chắc địch vừa rồi của bạt phong hàn chỗ mà bọn họ đang xông thẳng vào chính là toán phục binh ở phía bắc của địch nhân nếu như bọn họ không đâm thẳng vào rừng mà đào thoát về mé tả thì ba người có thể thoát thân vào một vùng đồi núi chập trùng hiểm trở khi đó địch nhân không còn biện pháp nào khác chỉ có cách khổ sở truy kích từ phía sau trong tình hình này đối phương chỉ có một cách duy nhất là lập tức từ trong rừng sông ra chặn đường chạy của bọn họ sau đó trùng trùng vây hãm công kích quả nhiên bọn gã nghe thấy một tiếng tù và nổi lên từ trong rừng hơn năm chục kỵ mã ảo ra dẫn đầu là một đại hán lùn thấp đầy vẻ uy dũng kiêu hãnh đầu đội một chiếc mũ màu sắc rực rõ đến chói mắt hắn thét lớn chạy đâu cho thoát bạt phong hàn kêu to bằng tiếng đột quyết thì ra là hắc thủy thiết phất do để xem ai phải chạy đây từ từ lăng cất tiếng cười dài không chạy về phía bắc tức mé trái khu rừng nữa mà lại chuyển sang mé phải vốn bằng phẳng hơn thúc ngựa phi nhanh theo bìa rừng điều này hoàn toàn bất ngờ đối với thiết phất do chóc thác dụng thần chỉ đành vội vàng chuyển hướng đuổi theo đám bụi mù mịt sau lưng ba người khấu trọng cười lớn cái này không phải là đột kích phá vây mà là chơi trò đuổi bắt trước trận tiền ngay cả tôn tử lão nhân ra cũng chưa bao giờ ghi chép mấy cái này trong binh thư hà hà gã vừa nói vừa ruổi ngựa phi nhanh cả ba không chạy vào rừng mà lại chạy men theo mé phải khu rừng vù một mũi kình tiễn từ trong rừng bắn ra bay xa hơn ngàn bộ thẳng tới từ từ lăng tiễn pháp vừa chuẩn vừa độc khiến người ta phải than thở không sao sánh bằng. Từ từ lang lâm nguy bất loạn, trong chớp mắt đã nhận định rõ ràng phương hướng góc độ của mũi tên đang bay tới. Gã nhanh chóng khua tay một cái, bắt gọn được mũi kình tiễn. Từ từ lang liền cảm thấy lòng bàn tay bỏng rát, hổ khẩu kịch chấn, rõ ràng kẻ bắn tên chắc chắn không phải loại cao thủ tầm thường. Khấu trọng cười to mà rằng, thâm mặt hoàn. Hai gã khấu bạt cuối cùng cũng hiểu ra từ tử lăng làm sao để xác định vị trí của thâm mạt hoàn trong hàng ngũ đối phương. Đó là dẫn dụ thâm mạt hoàn xuất tiễn với phi vân thần cung mà hắn ăn cắp được của tiễn đại sư. Chỉ có dùng phi vân thần cung mới có thể bắn được xa hơn nghìn bộ. Điều khó khăn nhất bây giờ không phải là đột vây đào tẩu. Mà là làm sao giết chết thâm mạt hoàn để trợ giúp cho biệt lạc cổ nạp thai. Chỉ cần kích lui được toán liên quân này. Bọn họ có thừa thời gian đến Long Tiền xem nhiệt náo rồi mới du sơn ngọ ẩn thủy. Khấu trọng thò tay lấy ra một mũi hỏa tiễn. Chỉ nghe tiếng dây cung. Phật, một tiếng, liền thấy một đóa hồng vân lơ lửng trên trời. Gã hung dữ quát lên. Kế hoạch tạc xuyên chiến chính thức bắt đầu. Không cần khấu trọng nhắc nhở. Từ từ lăng đã sớm quay ngựa lại. Không hề e ngại phi thẳng về hướng có mũi tên bắn ra từ phi vân cung. Lập tức kình tiễn từ trong rừng bắn ra như châu chấu từ từ lăng một tay dùng tháp mộc cung gạt phải đỡ trái đánh rớt gần hết một tay còn lại dùng kình khí cách không kích vào những mũi tên còn lại làm lệch hướng bay đi chỗ khác khấu trọng và bạt phong hàn do đó chỉ còn một việc bắn hạ địch nhân kình tiễn liên tiếp xuất ra đến lúc này mới thấy xuất hiện chừng hai chục kỵ mã phóng ra từ mé phải khu rừng không cần nói cũng biết đó chính là binh sĩ của khiết đan đại tù trưởng a bảo giáp lại thêm hơn trăm kỵ mã xông ra từ phía trước mặt âm mưu dồn vây bọn họ ở khoảng đất trống ngoài rừng. Thế trận công thủ từ xa sắp chuyển sang đánh giáp lá cà. Vũ khí của xa tặc thường chỉ là đao hoặc thương. Bọn chúng người thì kẹp đao sát bên thân ngựa. Ánh đao lấp loáng soi rõ vó ngựa ảo ạt xông tới, kẻ thì cầm đao chách về phía trước gần đầu ngựa, lại có tên cầm mâu chĩa thẳng. Phát huy tối đa lợi thế về chiều dài của binh khí chuẩn bị công kích đối phương. Đúng lúc khoảng cách vòng vây của kẻ địch chỉ còn cách ba gã khoảng 700 bộ. Thế trận hỗn loạn vô trương của bọn sa tặc đột nhiên biến đổi. Biến thành trận thế nghiêm mật. Bọn chúng tổ chức lại thành hơn 10 lớp. Cường kích ảo ạt xông tới chỗ ba gã. Thật khiến người ta phải hết lòng khen ngợi. Ở phía sau địch nhân cũng đang ồ ạt tràn đến. Chỉ cần bọn sa tặc phía này cầm chân bọn họ một thời gian ngắn. Ba người sẽ hãm thân vào thế huyết chiến tứ phương trong vòng vây trùng điệp. Khi đó chân khí thể lực tiêu hao nhanh chóng cùng với việc bị thương mất máu. Bọn họ chống đỡ được một khoảng thời gian chừng uống cạn chén trà đã là phi thường lắm rồi. Dù cho ba đại tôn sư đích thân ứng chiến, cũng không có cách nào đột kích đào tẩu trong vòng vây chặt chẽ của thiên binh vạn mã. Vô luận chiến thuật hay công phu trên lưng ngựa của sa tặc đều lợi hại hơn những gì ba gã tưởng tượng. Trận thế này rõ ràng có khả năng khắc chế tạc xuyên chiến thuật. Chính là phép lấy cứng chống cứng, tập trung binh lực để chống lại mũi cường kích của đối phương trong binh pháp đương nhiên khi đó phe có nhân số ít ỏi một cách đáng thương của ba người chắc chắn đại bại khoảng cách giữa hai bên thu hẹp nhanh chóng bạt phong hàn và khấu trọng vừa bắn hai mũi mộc tiễn cuối cùng toàn bộ số tên trong bốn ống tiễn mang theo đã bắn hết hai gã lập tức rút binh khí ra từ tử lăng khi đó đang còn cách lớp chiến kỵ đầu tiên của bọn sa tặc hơn trăm bộ gã đột nhiên thúc ngựa đâm chéo vào mé trái tạc xuyên trận của địch nhân sa tặc cũng vội vàng đổi hướng hy vọng có thể cắt mặt chặn lại phía trước ba người chớp mắt đã thấy hai bên sắp sáp vào nhau từ từ lang đột nhiên hô lớn bằng tiếng hán dừng lại chuyện này vốn dĩ không thể xảy ra nhưng với kỹ thuật nhân mã như nhất lại có thể làm được chỉ thấy ba thớt ngựa đang phi nhanh như bay đột nhiên đứng khựng lại hai chân sau của mỗi con tựa như đinh đóng chắc vào mặt đất cả đám xa tạc chợt biến thành con rắn vồ hụt mồi rồi trườn qua phía trước trong tình thế đang phi ngựa như bay đó bọn sa tặc chỉ có thể trợn mắt lên mà nhìn địch nhân đang đứng cách mình có 10 bộ. Nhưng hoàn toàn không có cách gì cưỡng lại đà chạy của chiến mã. Đành vuột mất mục tiêu, ba người cùng cất tiếng cười lớn, thúc ngựa chuyển hướng chạy đi, lại nhắm về nơi có kình tiễn bắn ra từ phi vân thần cung. Đám sa tặc giờ đây lại rơi vào thế truy đuổi từ phía sau. Khấu trọng vô cùng khoái chí nói, lăng thiếu ra lợi hại thật, đùa giỡn với thiên quân vạn mã như vật trong lòng bàn tay tiếng bạt phong hàn cất lên trong gió thiếu soái nói quá lời rồi địch quân chỉ có một nhúm lấy đâu ra thiên quân vạn mã kinh tiễn không ngừng bắn tới từ phía trực diện bao gồm cả kinh tiễn từ phi vân thần cung nhưng ba người vẫn thoải mái đỡ gạt lại còn dư lực để cười nói dựa vào số tên này mà nói số lượng địch nhân nấp trong rừng khẳng định không đến một trăm vậy nên bọn gã tâm tình vô cùng thoải mái chỉ cần xông thẳng vào trong rừng Ba người có thể phát huy được sự cơ động linh hoạt đến mức tối đa. Biết đâu có thể cầm cự đến lúc mông binh đến cứu. Hoặc tệ lắm thì đột vây đào tẩu. Tiếng sung trận nổi lên. Hơn tám chục kỵ mã từ trong rừng lao ra. Dẫn đầu là một nam một nữ. Nam nhân mặc trên mình thiết la quyển giáp. Bên trong làm bằng da châu tinh chế. Bên ngoài phủ bởi các tấm thép sắp như vầy cá. Kình tiễn thông thường đừng hòng xuyên qua. Nữ tử khoác một tấm linh căn giáp làm bằng lông cánh chim được kết lại bằng gân châu bò tinh luyện nhìn bề ngoài cũng uy phong lẫm lẫm không kém nam nhân kia. Đôi phu thê ác đạo danh chấn tái ngoại này, đầu đội nón sắt che gần hết cả khuôn mặt, chỉ để hở miệng và đôi mắt, chỗ che mũi gồ lên một cách đặc biệt, nhìn vào càng thêm vẻ cổ quái, thâm mặt hoàn tay cầm một cây xà hình thương làm bằng tinh cương chế luyện. Nhìn từ xa cũng đủ biết vô cùng sắc bén, mộc linh tay trái cầm thuẫn tay phải cầm đao, thân hình cao giáo đầy đặn khi không nhìn rõ sắc mặt nhưng dáng vẻ hấp dẫn đó chắc chắn khiến bất kỳ nam nhân nào cũng sinh lòng ngưỡng mộ. Bằng vào phong thái hùng dũng hiên ngang của đôi ác phu ác phụ trên lưng ngựa, khẳng định họ đều là bậc cao thủ có thể so sánh với bọn khấu trọng ba người chẳng sai. Một cặp ác phu thê, lại thêm vào đám sa tặc tinh nhuệ, chẳng trách có thể tung hoành trên thảo nguyên đại mạc, khiến cho một kẻ xứng danh anh hùng như Biệt Lạc Cổ Nạp Thai phải đem lòng cố kỵ khấu trọng nói lớn bằng tiếng đột quyết. Thâm mặt hoàn Ngày tàn của ngươi đã đến rồi." Thâm Mạt Hoàn cất tiếng cười lớn đầy vẻ ngạo nghễ, đáp lại bằng tiếng Hán, "Đúng là nói khoác không biết xấu hổ, để xem các ngươi có thể chạy đâu." Từ Từ Lăng dùng cây tháp mộc cung sau lưng gạt mũi xà hình thương của Thâm Mạt Hoàn đang công tới. Trận kịch chiến đã chính thức mở màn, hồi 497, Thiên Lý truy địch, Mộc Linh cũng đồng thời thúc ngựa xông đến hỗ trợ Trượng Phu. Trong lúc Từ Từ Lăng đang bận rộn đối phó với xà hình thương của Thâm Mạt Hoàn, thì từ bên trái bạt mạng lao tới. Tiêm diệp thuẫn hình dáng như một chiếc lá. Trên bằng dưới nhọn, hốt nhiên như một áng mây quét ngang vào cổ chiến mã vạn lý ban của từ tử lăng. Chiêu này của thị vô cùng ngoan lạt âm độc, thật khiến người ta khó có thể chống đỡ được. Lợi hại nhất là thị lợi dụng tốc độ của ngựa lúc vọt đến để tăng cường sức mạnh tấn công. Khiến đối thủ không những phải nắm được chiêu số biến hóa, mà còn phải tính toán tốc độ di chuyển của bốn chân ngựa. Phu thê bọn chúng phối hợp liền lạc kín kẽ như áo trời không thấy đường may. Hiểm độc hướng tới từ từ lăng đánh đòn phủ đầu, với võ công và bản lĩnh xét đoán địch nhân của từ tử lang. từ lăng. Cũng tự biết khó chống đỡ nổi nhất kích liên thủ từ trên lưng ngựa này của đôi phu thê ác đạo. Thương thuật của thâm mặt hoàn quả thật đã đến cảnh giới tông sư. Đủ để thành ra lập phái. Nhìn qua thì một thương của hắn có vẻ đơn giản. Sự thật biến hóa vô lường. Từ từ lăng vừa rồi đã dốc hết vốn liếng mới dùng thác mộc cung kích chúng được mũi thương chỉ thấy chân khí của đối phương như ngàn vạn sợi tơ sắc bén công đến. Khiến gã không thể không toàn lực ứng phó. Miệng hô lớn, phong hàn bảo vệ ngựa, thiếu soái sát địch, đây chính là chỗ cao minh của từ tử lăng. Gã không trúng kế để bị phân tâm đối phó với một thuẫn kích tới của mộc linh. Ngược lại vẫn toàn lực đối phó với thâm mạt hoàn, khiến cho khấu trọng từ phía sau có cơ hội nhất cử diệt địch. Mặc dù bốn phía tràn ngập địch nhân, tuy nhiên ba gã với cặp phu thê ác đạo lại là toàn lực cận chiến chính diện giao phong, tạm thời những người khác không thể xen vào. Nếu lúc này không thể hạ sát được thâm mặt hoàn, chỉ trong chớp mắt cục diện sẽ biến thành quần chiến. Bọn họ tuyệt không thể có cơ hội tốt như thế này nữa. Phía bên trái từ từ lăng, bạt phong hàn cười lên một chàng, vận chân lực truyền vào thân ngựa rồi thúc cho nó vọt lên. Không thèm để ý tới một thuẫn của mộng linh chém tới cổ con ngựa từ từ lăng đang cưỡi. Bạt phong hàn hơi kho mình về phía trước thanh trường kiếm thâu thiên uy chấn miền thảo nguyên thuận thế đâm thẳng tới. Biến thành một luồng sáng màu hồng xẹt tới yết hầu mộc linh. Kiếm khí theo thân kiếm đột nhiên bắn ra mạnh mẽ như cuồng phong. Lăng lệ đến cực điểm. Khấu trọng lập tức thúc ngựa từ phía sau từ từ lăng sông đến thâm mặt hoàn. Tỉnh Trung Nguyệt từ trên cao chém thẳng xuống thân cây xà hình thương của hắn. Động tác của hai bên đều nhanh như điện chớp. Phát huy tinh hoa của kỹ thuật mã chiến đến mức lâm ly tận trí. Quả thật không có chỗ cho may mắn hay ứng biến chậm chạp. Mộc Linh hét lên một tiếng lanh lành. Mã đao trên tay phải chém xéo vào thâu thiên kiếm. Tay trái thu chiếc thuẫn đang công kích vạn lý ban về bảo vệ cơ thể. Kiếm này của bạt phong hàn vốn hàm chứa một thân công lực bình sinh của y, khiến thị không thể không dùng toàn lực đối phó. Trong lần giao kích thứ hai giữa tháp mộc cung và mũi xà hình thương, thâm mặt hoàn kinh hãi phát giác một kích của từ tử lang bề ngoài có khí thế như lôi đình vạn quân. Nhưng thật ra nhẹ như lông chim, phiêu hốt như không, công phu kỳ lạ như vậy. Hắn lần đầu tiên gặp phải, chỉ thấy kinh khí của mình công ra như ném đá xuống bể. Mất tâm mất tích, không hề ảnh hưởng đến đối phương. Đúng lúc thâm mạt hoàn thu hồi chân khí định chuyển thương thế. Đột nhiên mộc cung của đối phương sinh ra một lực hút không thể cưỡng lại. Kéo cả người lẫn ngựa của hắn về phía khấu trọng. Tình trung nguyệt của khấu trọng chém thẳng lên thân xà hình thương nghe. Choang, một tiếng thanh trường thương chế bằng tinh cương của thâm mạt hoàn gãy làm hai đoạn tỉnh trung nguyệt tiếp tục lướt nhanh theo thân thương quét tới ngực hắn đao pháp tinh diệu đã đạt tới cảnh giới xuất thần nhập hóa đang mã đao của mộc linh chém chúng thâu thiên kiếm nhưng chỉ làm thân kiếm rung động một chút thanh thâu thiên vẫn giữ nguyên lực đạo đâm thẳng lên tiêm diệp thuẫn thân hình kiều diễm của vị mỹ nữ mình mang khôi giáp này kịch chấn cả người và ngựa bị kiếm kình đánh bật ra bản lĩnh của thị cũng không vừa hai chân khống chế ngựa. Khi bị giặt xéo qua thì tiêm diệp thuẫn cũng đã hóa giải hết kiếm kình của bạt phong hàn. Trong chớp mắt ngựa của thị và họ bạt đã vượt qua nhau. Dưới sự phối hợp ăn ý đến mức không ai có thể tưởng tượng được của hai vị cao thủ trẻ tuổi đã đạt đến mức nhất đại tông sư là khấu trọng và từ từ lăng. Thâm mặt hoàn miệng thổ đầy máu. Nhưng hắn lâm nguy bất loạn. Trước khi một đao đoạt mệnh của khấu trọng chém tới, thân mình đã rời khỏi lưng ngựa bắn về phía sau nửa đoạn xà hình thương còn lại rời tay bay về hướng khấu trọng. Tiếp đó hắn lại lộn một vòng trong không trung rơi về phía đằng xa. Khấu trọng chỉ biết tiếc thầm trong bụng. Bản lĩnh cao minh của cặp phu thê ác đạo này thực sự nằm ngoài trí tưởng tượng của bọn họ. Ba người dốc toàn lực mà cũng chỉ khiến thâm mặt hoàn thương gãy hộc máu. Khi tỉnh Trung Nguyệt chém gãy xà hình thương, kỳ binh của địch nhân cũng đã tràn đến. Từ từ lăng thầm hiểu chỉ cần bị đám lính trước mặt níu chân dây lát. Kiếp này đừng mong có cơ hội quay lại vào rừng. Lúc này đám kỵ binh đuổi theo sau lưng chỉ còn cách bọn họ khoảng chừng 500 bộ. Một khi địch nhân tiền hậu hợp kích, ba người sẽ như châu chấu bị bánh xe nghiền nát như tương. Gã hét lên một tiếng. Thác mộc cung quét văng một cây trường thương đâm tới trước mặt. Tả thủ xuất bảo bình ấn kích chúng ngực đối phương. Tên sa tặc vừa văng khỏi lưng ngựa về phía sau. Từ tử lăng đã thúc ngựa xông thẳng vào trận thế địch nhân. Đối với tạc xuyên chiến thuật, cả bọn đã có kinh nghiệm phong phú sâu sắc, từ từ lăng trở thành mũi nhọn của trận thế hình tam giác. Gã lợi dụng chiều dài của tháp mộc cung đón đỡ binh khí địch nhân. Tả thủ tập trung bảo bình ấn đến mức cao độ cách không chế địch. Tuy điều này sẽ khiến chân khí hao tổn vô cùng nhanh chóng. Nhưng may thay trước mặt lại chính là nơi địch nhân yếu kém bạc nhược nhất. Vậy nên có thể nói đây chỉ là một hình thức hao tổn khác vì hỗn chiến với nơi địch tập trung binh lực còn tiêu hao nhiều hơn. Mọi việc chỉ là chờ xem bên nào có thể trụ lại được đến thời khắc cuối cùng. Bạt phong hàn và khấu trọng một đao một kiếm tả hữu hỗ trợ từ tử lăng. Vì vậy gã không cần lo lắng hai bên. Chuyên tâm đối phó phía trước hòng phá địch đột vây. Bọn họ không hề quan tâm đến tiếng vó ngựa cùng âm thanh hò gieo chém giết man dợ từ phía sau đang tới rất gần. Mà cũng không có thời gian để chú ý đến. Sống hay chết tất cả được định đoạt trong thời khắc này. Thâu thiên kiếm của bạt phong hoàn toàn lực thi triển. Tìm đường sống trong đất chết, với hoán nhật đại pháp, kiếm pháp của y nhờ có sự chuyển biến chân khí đã thoát thai hoán cốt thành một loại kiếm pháp mới. Thâu thiên kiếm pháp không những vẫn giữ được sự hung hiểm, xào diệu và sắc bén, mà biến hóa càng kỳ ảo tựa như thiên mã hành không. Đường kiếm ảo diệu đến mức không biết đâu mà lần, trong chậm có nhanh, trong nặng có nhẹ, ẩn chứa khí thế của bậc bá vương trong thiên hạ, sau mỗi lần giao kích với binh khí của đối phương thâu thiên kiếm của y vẫn còn dư lực tái sinh biến hóa để rồi chế địch trong những tình huống tưởng như không thể sự biến hóa đó tựa như vô cùng vô tận vượt ra khỏi giới hạn thông thường quả thực có khí thế thâu thiên hoán nhật bề ngoài có vẻ như y chỉ toàn dùng một kiếm chế địch thật ra chiêu thức ẩn trong đó tinh vi huyền ảo đến mức không thể hình dung khấu trọng thì vẫn cứ quét ngang chém dọc bá khí bước nhân trông vụng mà xảo mỗi đao chém ra bất luận là chúng binh khí hay thuẫn bài đối phương đều với luồng chân khí dung hợp của ba đại kỳ công trường sinh quyết hòa thị bích tà đế xá lợi như cuồng phong loạn vũ quét tới xoáy tung tất cả đánh cho địch nhân không chết cũng bị thương văng khỏi lưng ngựa ba người đồng tâm đồng lòng đều hiểu không thể ngừng nghỉ một giây khác nào mỗi chiêu mỗi thức đều toàn lực xuất thủ không hề nương tay bọn họ đi đến đâu người rơi ngựa ngã đến đó đội hình quân địch bị xé toạc đột nhiên áp lực giảm hẳn rừng rậm đã ở trước mắt Địch nhân đã hoàn toàn rớt lại ở phía sau. Những kẻ bị chết hoặc bị thương lăn lóc khắp nơi. Đến thời điểm này bọn họ cũng chẳng còn chút sức lực nào để thi triển thuật nhân mã như nhất. Hoàn toàn dựa hẳn vào sức ngựa. Hướng về khu rừng chỉ còn cách hơn 200 bộ trước mặt mà chạy. Đám truy binh tựa như hổ sói bị kích động hung tính ảo ạt tràn tới như hồng thủy. Tên bắn tới tấp, ba gã người nhuộm đầy máu. Chỉ biết liều mạng gắng gượng dùng đao, kiếm, cung, trường đỡ gạt tên nếu như phía trước là bình nguyên vô tận khẳng định bọn họ chạy không quá nửa dặm đã không chống đỡ nổi chết dưới loạn tiễn của địch nhân từ tử lăng là người đầu tiên vào rừng tiếng khấu trọng hét lên đau đớn vai gã đã bị trúng tên may mà trong người khấu trọng tự nhiên sinh ra kháng kình mũi tên chỉ đâm vào thịt được nửa thốn thì dừng lại nhưng cũng làm gã đau đến méo cả mặt đúng lúc này có tiếng tù và vang lên không xa tiếp đó là tiếng vó ngựa rền vang rung động toàn trường quân chi viện của biệt lạc cổ nạp thai cuối cùng cũng đã tới. Ba người tinh thần đại chấn. Chỉ tiếc là không còn sức quay lại đánh ngay một trận nữa để ép địch nhân đang đuổi theo bật ra khỏi rừng. Giá được như vậy thì đôi phu thê ác đạo thâm mặt hoàn phen này ắt lành ít giữ nhiều. Thoáng chốc ba người đã thúc ngựa tiến sâu vào khu rừng. Tên của đối phương không thể uy hiếp bọn họ được nữa. Bên ngoài tiếng hò reo chém giết. Tiếng rên la đau đớn vang vọng cả trời đất. Quả nhiên biệt lạc cổ nạp thai huynh đệ không hề quá lời. Chỉ với 500 quân có thể chống nổi ngàn người, trong khoảnh khắc liên quân của Thâm Mạt Hoàn đã bị xé nát. Tứ phân ngũ liệt, không còn thành đội ngũ gì nữa. Bạt Phong Hàn, khấu trọng và Từ Tử Lăng đã hơi hồi phục, lập tức quay ngựa phản công, cả ba gặp đâu đánh đó, dễ dàng tựa như thái rau bổ dưa, có điều địch nhân bỏ chạy tứ tán, khiến bọn họ cũng chẳng biết nên truy đuổi theo người nào. Trong cảnh binh tan mã loạn, muốn tìm ra phụ phụ thâm mặt hoàn quả thực còn khó hơn mò kim đáy bể nhưng nói gì thì nói cuối cùng bọn họ cũng đã đập tan được ba lực lượng cản trở lớn nhất trước khi đi đến long tuyền con đường bằng phẳng đã mở rộng trước mắt ô không o năm người rừng ngựa trên một gò đất quan sát khung cảnh xung quanh sau lưng bọn họ là vùng rừng núi chập trùng trải dài đến vô tận còn phía đông trước mặt là đồng cỏ bao la nơi sinh sống của cộng đồng dân du mục xa xa là sông hồ sen lẫn khắp nơi trong ánh tịch dương của buổi chiều tà, cảnh tượng thảo nguyên hoang sơ rộng lớn thực làm lòng người sao xuyến. Sau nhiều ngày đêm truy tìm không hề ngơi nghỉ, bóng dáng của phu phụ thâm mặt hoàn cùng với mười mấy cao thủ tùy tùng đã như tan biến vào không khí. Vô ảnh vô tung không hề để lại một chút dấu vết. Chợt hai thủ hạ của biệt lạc cổ nạp thai huynh đệ phi ngựa lên gò. Mỗi người bưng một bao đồ. Mở ra thì thấy đó là chiến giáp và mũ trụ của thâm mặt hoàn và mộc linh. Khấu trọng cao mày hỏi bọn chúng giờ trò quỷ gì đây biệt lạc cổ nạp thai trầm giọng đáp hai bản lĩnh nổi tiếng nhất của sa tặc là truy tung và ẩn tích việc tung tích bọn chúng đột nhiên biến mất không hề có gì bất ngờ ta chỉ lấy làm kỳ quái vì sao bọn chúng lại muốn dẫn dụ chúng ta ra khỏi khu vực rừng núi cũng như để lại vật chứng để biểu thị bọn chúng đã cải trang thành thân phận khác hiện đang đào tẩu về hướng long tuyền biệt cổ nạp đài lạnh lùng cất tiếng rõ ràng hắn muốn khiêu chiến chúng ta Bạt Phong Hàn mỉm cười. Có khả năng đây chỉ là trò nghi binh mà thôi. Thực tế có lẽ bọn chúng không hề chạy đến Long Tuyền mà đã trốn về sa mạc qua bích rồi. Lăng thiếu ra thấy sao? Từ từ Lăng tỉ mỉ xem xét chiến giáp và mũ trụ. Đoạn nói, ánh mắt của thâm Mạt hoàn rất đặc biệt. Ta có cảm giác hắn không những rảo hoạt mà trong lòng còn chứa đầy cừu hận đối với chúng ta. Đây là lần đầu tiên bọn ta đụng độ với hắn. Việc thảm bại lần này càng làm cho lửa hận thêm dữ dội. Vậy nên có thể thâm mặt hoàn sẽ bất chấp tất cả để mà báo thù. Nói không chừng có lẽ hắn sẽ tìm được trợ thủ tại Long Tuyền rồi quật lại chúng ta. Khấu trọng nhún vai, mười phần thì chắc chín là bái tử đình rồi. Hà hà, mấy câu này khó tin lắm. Tiểu đệ có thể đánh cược với lăng thiếu ra một ván. Mọi người nghe vậy đều cười. Trong trận chiến ngoài hoa lâm sớm hôm đó, huynh đệ biệt lạc cổ nạp thai cùng với những chiến binh mông tộc triển khai một trường đồ sát đối với đám sa tặc để mặc cho hai phe khiết đan và mặt hạt đào tẩu liên tục ba ngày ba đêm truy sát đám xa tặc thất trận bỏ chạy cuối cùng chỉ còn hơn chục tên có thể bám theo phu phụ thâm mặt hoàn thoát khỏi vùng rừng núi đó mức độ thảm khốc của cuộc truy sát này ra sao không cần nghe cũng có thể tưởng tượng ra được bạt phong hàn cười nói lăng thiếu gia đã xét đoán thì khó mà sai được bây giờ chúng ta làm gì đây biệt lạc cổ nạp thay nói đương nhiên chúng ta không thể cả mấy trăm người cùng đến long tuyền như thế này Ba vị không phải có cái gì kêu bằng ngũ thải thạch đó sao? Có thể đem cho bái tử đình làm vật trang sức cho vương miện của hắn trong lễ đăng quang. Còn hơn là các vị bán nó đi. Bọn ta sẽ tự tìm cách trà trộn vào thành. Sau khi gặp nhau sẽ nghĩ cách làm sao móc bọn thâm mạt hoàn ra. Khấu trọng cười ha hả. Lần du hí này quả thật là càng lúc càng thú vị. Thâm mạt hoàn, phục nan đà, bái tử đình, ngũ thải thạch, tám vạn bộ da dê tất cả đều có liên quan đến sự kiện lập quốc của bột hải vào mười mấy ngày tới con bà nó câu cuối cùng của gã đương nhiên là nói bằng hán ngữ biệt lạc cổ nạp thai vui vẻ nói có thể cùng với ba vị kề vai tác chiến đúng là một sự kiện thống khoái nhất trong đời thực lòng mà nói xưa nay huynh đệ bọn ta vốn mục hạ vô nhân lần này như từ trên mây rớt xuống đất không thể không thừa nhận các vị quả thực đã ở cảnh giới siêu phàm bất cổ nạp thai cười khổ sau này nếu thiếu soái lấy được thiên hạ huynh đệ ta sẽ tuyệt đối không xâm phạm trung thổ không phải chỉ vì mọi người đều là huynh đệ mà còn bởi có tiến cũng chẳng có cách nào để thắng được khấu trọng ngạc nhiên các ngươi vốn có dự tính xâm nhập trung nguyên à bạt phong hàn cao giọng trả lời thay mấy câu của thiếu soái đúng là lời thừa có dân tộc nào trên đại thảo nguyên không có ý định làm chủ trung thổ vấn đề ở chỗ điều kiện tiên quyết để làm được chuyện đó là phải thống nhất đại mạc sau khi có cơ sở vững chắc mới có thể dốc sức nam hạ. Khấu trọng và từ từ lang nghe được đều dùng mình kinh sợ. Tái ngoại không chỉ là nơi sản sinh ra vô số anh hùng, mà dân tộc nào ở đó cũng có binh lực hùng hậu. Dù cho lấy đội quân tinh nhuệ nhà đường của Lý Việt ra so cũng còn thua kém rõ ràng. Bọn chúng như một bầy sói đói đang trực chờ ngoài trang trại. Đợi đến lúc xông vào để lựa chọn phân chia con mồi. Nhưng người trong trang trại lại đánh sống đánh chết với nhau nội bộ phân liệt biệt lạc cổ nạp thai lại nói chỉ cần hiện lợi và đột lợi tiếp tục tranh đấu với nhau quân đột quyết hung tàn quyết không thể đủ lực xâm phạm phía nam được cuối cùng sẽ có một ngày các bộ tộc thảo nguyên nổi dậy thay thế bọn họ thời thế cũng thay đổi như sự biến chuyển của các mùa trong năm vậy bạt phong hàn lắc đầu chừng nào còn có tất huyền cuối cùng hiện lợi và đột lợi chỉ có thể giảng hòa với nhau sự tranh đấu giữa bọn họ nổ ra là vì hiện lợi không muốn nhìn thấy đột lợi mạnh lên lại thêm việc đột lợi liên kết với phe lý thế dân nữa. Sau lần thất bại ở Bôn Lang Nguyên, Hiệt Lợi cuối cùng cũng sẽ tỉnh ngộ rằng khó mà thu thập đột lợi. Dù cho có được đi nữa át đông đột quyết cũng đại tổn nguyên khí, không còn khả năng chế phục các bộ tộc khác, trong thế rằng con này, Tất Huyền khẳng định sẽ xuất hiện để ổn định lại cục diện. Thử hỏi có ai dám không nể mặt lão ta? Tất Huyền ở đông đột quyết được ngàn vạn binh sĩ kính ngưỡng và sùng bái như thần thánh kể cả tướng sĩ của đột lợi. Lý do lần này tất huyền truy sát ba người chính là để thể hiện uy phong của lão. Biệt lạc cổ nạp thai không nén nổi liền mở miệng hỏi. Có đúng như truyền ngôn là ngươi đã từng giao thủ với tất huyền phải không? Bạt phong hàn hít mạnh một hơi, đưa mắt nhìn dáng chiều trên thảo nguyên xa xa, gật đầu đáp, ta quả thực đã từng giao chiến với tất huyền một lần. Kết cục thảm bại, hai huynh đệ biệt lạc cổ nạp thai cùng động dung, đoạn nói. Tất Huyền chắc chắn không hạ thủ lưu tình với Bạt Huynh. Trận chiến đó càng không phải là để khảo nghiệm võ học gì. Vì sao lại không hề thấy Bạt Huynh thụ thương? Khấu trọng vội đỡ lời. Lão Bạt được bọn ta kịp thời cứu thoát ngay trong tay Tất Huyền đấy. Câu này của gã là lời thật việc thật, nhưng lại rất khéo léo. Khiến người ta hiểu là trước khi Tất Huyền kịp sát hại Bạt Phong Hàn đã bị bọn gã bước lui. Nên Bạt Phong Hàn căn bản không hề thụ thương. Bất cổ nạp thai than thở. Ngay cả tất huyền và hiệt lợi cũng không làm khó được ba vị. Trên thảo nguyên còn ai làm được chuyện đó nữa chứ? Từ từ lăng chợt hỏi. Có phương pháp gì có thể giúp chúng ta thần bất chi quỷ bất giác tiềm nhập long tuyền không? Biệt lạc cổ nạp thai trả lời. Bộ tộc của bọn ta có người buôn bán ở đó. Có thể an bài cho ba vị nhập thành. Long tuyền là địa phương mà tiếng Hán thịnh hành nhất trên thảo nguyên. Bất quá ngoại hình của ba vị khá đặc biệt. Chỉ cần lộ mặt ra, thân phận tất sẽ bị khám phá ngay. Khấu trọng chăm chú quan sát biệt lạc cổ nạp thai. Nhìn tới mức thiết hán này cũng thấy lúng túng. Đoạn cười nói, chỉ cần có vật dụng thích hợp, bọn ta có thể cải trang thành người thất vi như các ngươi. Đương nhiên là ngươi phải cung ứng y phục và đồ nghề rồi. Bất cổ nạp thai cả mừng thốt lên. Chỉ cần các người trong trên đường tới long tuyển năm ngày không cạo dâu. Lại xóa tóc, làm cho mặt mày đen đi một tí. Sẽ có thể cải trang thành người luyện ngựa của chúng ta. Bọn ngươi đang đem trục thớt ngựa đến long tiền giao dịch dám chắc sẽ không hề có ai hoài nghi. Biệt lạc cổ nạp thay nói. Còn chúng ta thì vẫn tiếp tục truy tìm thâm mặt hoàn. Xem thử hắn có ngầm chuồn về hướng Tây rồi không? Nhưng nhất định bọn ta sẽ theo đến nhập hội với ba vị ở Long Tuyền trước ngày đại điển lập quốc của Bột Hải Quốc. Từ từ lăng nhăn nhó cười. Bọn ta còn một sơ hở lớn. Đó là không biết tiếng thất vi của các ngươi. Lỡ khi gặp phải người thất vi, ắt sẽ lòi đuôi lập tức. Bất cổ nạp đài đáp ngôn ngữ của mỗi tộc thất vi của chúng tôi đều có chỗ khác biệt. Vì vậy vẫn quen dùng tiếng đột quyết để trao đổi với nhau. Do đó việc này tuyệt không thành vấn đề. Chúng ta sẽ sai khoái mã thông chi với huynh đệ ở trong thành trước. Họ sẽ xuất thành cung nghênh đại giá. Ba vị xin cứ yên tâm. Bạt Phong hàn cười dài nói. Vậy nhất ngôn vi định. Sau một đêm nghỉ ngơi. Chúng ta sẽ tạm chia ra hành sự. Sau đó gặp lại nhau tại Long Tuyền. Mọi người đều lên tiếng tán đồng. Trên đài Thảo Nguyên vùng đất của những anh hùng hào kiệt, của những hán tử nhiệt huyết tràn đầy thế này, rất dễ kết thành tử địch, lại càng dễ kết giao được với những bằng hữu can đảm tương chiếu. Mới gặp mà như đã thân quen, hồi 498, Long Tuyền Thượng Kinh. Long Tuyền Thượng Kinh là thành thị có quy mô lớn nhất ở khu vực Đông Bắc Đại Thảo Nguyên. Phía Nam tiếp giáp Hồ Kính Bạc, tường thành xây vòng quanh trên nền móng mạch núi Trường Bạch. Ba mặt là nước, nằm trong một vùng đất bồi trên bình nguyên rộng lớn. Nhờ đất đai màu mỡ, nhân dân lấy nông nghiệp làm chính chăn nuôi phụ thêm đặc sản là gạo hưởng thủy nổi tiếng khắp thảo nguyên được đánh giá như cực phẩm trong các loại gạo điểm đặc sắc khác là những dòng chảy trong thành toàn bộ là nước nóng kênh rạch có nền đá sỏi phân bố khắp nơi lượng nước vừa nhiều vừa trong người ta bất kể là dùng để giặt rũ tưới tiêu hay đơn thuần chỉ đùa nghịch cũng đều thấy dễ chịu khoan khoái bởi sự ấm áp này mang lại so với trường an diện tích long tiền chỉ bằng một phần tư cũng chia ra ba phần thành ngoại thành nội và cung thành bốn mặt mở ra mười cổng vào nam bắc mỗi mặt có ba cổng đông tây chỉ có có hai một con đường lớn ở trung tâm chia tòa thành ra làm hai nửa phải trái cũng gọi là chu tước đại nhai như nguyên bản trường an xuyên thẳng qua cổng ra vào thành hướng chính nam bên cạnh đó còn có bốn con đường chính khác ngang dọc giao nhau phối hợp với những con đường nhỏ hơn phân chia các khu vực dân cư trong thành ra những phường lớn nhỏ như ở trường an thành nội nằm ở chính giữa khu vực phía bắc chu vi chín dặm cung thành nằm bên trong vườn thượng uyển được đặt ở phía đông với các ao nhỏ có tiểu kiều bắc qua lại thêm giả sơn đình thủy tạ cảnh trí tươi đẹp vô cùng kiến trúc cho phòng ngự của long tuyền tuy còn thua xa so với quy mô của thành trường an nhưng thành cũng cao đến năm trượng xây bằng đá huyền vũ thứ đá cứng rắn được hình thành trong quá trình dung nham nóng chảy của núi lửa nguội đi kiên cố phi thường phối hợp thêm với các tiễn lâu rất lớn chứa được nhiều cung thủ. Nhằm đối phó với quân đội thường lấy kỵ binh làm chủ của các tộc thủ địch. Sự vững chãi này coi như đủ cho việc thủ thành. Trong cung thành có 5 tòa điện các trọng yếu. Cung điện chính cũng mang tên thái cực cung. Những tòa điện này là nơi bái tử đình nghị sự. Chúng được thông với nhau bởi các hành lang có mái tre. Phía ngoài Nam Môn có một thạch đăng tháp cao 12 tầng. Được xây bằng đá huyền vũ sau khi đã được đẽo gọt. Thô tháp vững chãi. Mỗi khi đêm xuống, có người chuyên phụ trách thắp sáng một ngọn đuốc lớn trên đỉnh tháp. Từ trên cao tỏa ánh sáng huy hoàng, trở thành dấu hiệu để nhận biết cũng như là biểu tượng của Long Tuyền. Mọi thứ trong thành từ trang phục, tập tục, chữ viết, văn hóa, luật lệ đều như đúc cùng một khuôn với Trường An. Người nào đến đó cũng cảm thấy nghi ngờ phải chăng là mình đã trở về Trường An đất quan trung. Bởi sau 7 ngày nữa là đến lúc cử hành lập quốc đại điển. Sứ tiết các phương đã đến các tộc người mạt hạt ủng hộ bái tử đình càng thêm tất bật. Do đây là một dịp chưa bao giờ xảy ra, Chu Tước Đại Nhai thậm chí còn nhiệt náo hơn so với Trường An. Việc phòng thủ cho thành đã được tăng cường. Từng toán từng toán bột hải quân khôi giáp chỉnh tề đi tuần khắp nơi để đề phòng có người quấy rối trị an. Dưới sự bố trí của một người tên là Thuật Văn, tộc nhân của biệt lạc cổ nạp thai, ba gã giả trang thành lái buôn ngựa người thất vi, đóng thuế, vào thành, rồi ở trong một tòa tứ hợp viện tại Tây Thành trong viện có một cái hồ nước nóng ba gã đương nhiên không hề khách khí sau khi thu xếp cho mấy con ngựa nghỉ ngơi lại sai thuật văn đi thăm dò tin tức liền cứ thế cởi y phục ra mà thoải mái ngâm mình trong nước nóng hơi nước bốc lên cao trên trời dày đặc ánh sao tỏa sáng khấu trọng than thật không ngờ vùng tái ngoại lại có nơi thú vị thế này nhất định phải thưởng thức tư vị của gạo hưởng thủy mới được tiếp đó gã cất giọng hiếu kỳ hỏi lúa gạo thì gọi là lúa gạo tại sao lại có tên là hưởng thủy nhỉ chẳng lẽ cho vào nước thì phát ra âm thanh bạt phong hàn bật cười đáp được gọi là hưởng thủy bởi vì dưới nền của ruộng lúa là lớp đá huyền vũ do mắc ma của núi lửa phun trào sau khi nguội kết lại trên lớp đá đó là đất mùn màu mỡ do thực vật mục giữa tạo thành giữa các mảng đá nham thạch thuở xưa này luôn có những khe nứt từ đó mà khi nước chảy hay phát ra tiếng kêu cũng từ đó mà dòng nước ấm trào lên tưới tiêu một cách tự nhiên cho đồng ruộng điều kiện địa lý thuận lợi như vậy nên chất gạo mới rất đặc biệt lại lấy chữ hưởng thủy làm tên gọi chứ không phải là đặt tên nhờ chuyện gạo cho vào nước phát ra âm thanh đâu thiếu soái rõ chưa khấu trọng tỏ ra vẻ à thì ra là thế cười đáp các ngươi nói xem bái tử đình liệu có ăn mặc giống y đúc như lý uyên không mới chỉ tưởng tượng thôi đã thấy tức cười lắm rồi phải không bạt phong hàn nói người mà bái tử đình muốn học theo không phải lý uyên mà là người từng thống nhất trung nguyên tùy văn đế dương kiên nghe nói trước khi dương kiên chết vài năm hắn đã từng ở trường an trong một thời gian khá dài lúc đó hắn còn nhỏ tuổi vì vậy đã bị không khí thịnh vượng của đại tùy thời đó ảnh hưởng rất sâu sắc phải biết rằng những năm đó là khoảng thời gian thịnh vượng hiếm hoi của trung thổ các ngươi dưới triều đại tùy kế thừa nền văn hóa truyền thống đã phát triển cao từ thời hán ngụy lại dung hợp được những thành quả lớn lao của ngụy tấn nam bắc triều trở thành trung tâm kinh tế văn hóa của toàn Trung Nguyên và các vùng lân cận. Cứ thử nghĩ đến việc trải qua hơn 300 năm phân liệt cắt cứ của Nam Bắc Triều. Sau đó mới quy về một mối. Nhưng vương quốc sau khi thống nhất lại không giống với Tần Hán ngày xưa. Mà đã được dung hòa với những nét đặc sắc của các bộ tộc xâm nhập. Trừ phi ẩn thân nơi Nam Phương hẻo lánh như Tống Khuyết. Thêm vào đó là kiên quyết giữ truyền thống của người Hán. Nếu không ai cũng cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Từ từ Lăng nói. Phong Hàn Huynh đối với trung thổ bọn ta có những kiến giải thực là sâu sắc. Trong lòng ta có một câu hỏi rất muốn thỉnh giáo Huynh. Hy vọng sẽ không mạo phạm. Khấu trọng khó chịu, đừng nói nghiêm trọng khách khí vậy chứ. Mọi người đều là Huynh đệ. Có cái gì mà không thể nói được. Bạt Phong Hàn thở dài. Ta đoán được tử lăng muốn hỏi điều gì. Có phải muốn hỏi ta thân là người đột quyết nhưng lại không quan tâm lắm tới đột quyết tộc. Đúng không? Từ tử lăng gật đầu đáp. Phong Hàn Huynh đoán đúng rồi đấy bạt phong hàn hai mắt sáng lên lấp lánh nói từ xưa đến nay các dân tộc đại thảo nguyên đều có sự khiếm khuyết đó là khả năng quy về trung tâm như trăm con sông cùng đổ vào biển cả và ngưng tụ lại dần theo thời gian của văn hóa trung thổ trong lịch sử đã từng xuất hiện những bá chủ dùng vũ lực chinh phục được những vùng đất rộng lớn nhưng rồi lại vẫn có xu hướng phân liệt đó là kết quả tất yếu của yếu tố đất rộng người thưa và văn hóa di cư theo cỏ và nước trên đại thảo nguyên mang lại kể cả khi vào xâm chiếm trung nguyên rốt cuộc cũng không có khả năng thống trị vùng đất rộng lớn có địa hình phức tạp đó cuối cùng chỉ có thể bị đồng hóa dung hòa trước đây rất nhiều năm ta đã nhìn ra điểm này vì vậy chưa bao giờ muốn làm cái đại nghiệp xuân thu gì gì đó chỉ theo đuổi tự do cá nhân truy cầu đỉnh cao của võ đạo quan niệm về vương quốc dân tộc căn bản không tồn tại trong đầu ta khấu trọng đột nhiên nói như bừng tỉnh nói như vậy thì bái tử đình chính là kẻ nhìn xa trông rộng nhất trên đại thảo nguyên. Việc kiến lập long tiền là để tạo ra một loại lực ngưng tụ. trước thống nhất mạt hạt, sau thống nhất thảo nguyên, lại học tập văn hóa trung thổ để mở đường cho việc xâm chiếm thống trị trung nguyên sau này. tên khốn này lợi hại hơn cả trong tưởng tượng của ta. bạt phong hàn nói, con đường mà bái tử đình đang đi rất đúng đắn, chỉ có điều thời cơ chưa chín muồi, bởi vì người đột quyết vẫn đang vào thời cực thịnh nằm cạnh giường sao cho kẻ khác ngủ ngon được, độ từ từ lăng nghĩ đến việc thành thị kỳ lạ phồn hoa nhiệt náo này rồi sẽ sớm chịu những thử thách của thần chiến tranh. Lại hiểu rõ không có cách nào thay đổi được. Bất giác trong lòng trào dâng nỗi niềm thương cảm. Khấu trọng hưng phấn nói. Chúng ta nhân lúc này nên bàn tính mọi việc xong xuôi. Lát nữa đương nhiên phải đến chu tước đại nhai giả để xem nhiệt náo. Ngày mai thì làm gì cho vui nhỉ? Có phải là đưa ngũ thải thạch cho bái tử đình? Tiện thể xem xem cái tên cuồng tăng phục nan đã có được ba đầu sáu tay. Hùng biện trôi chảy không? Từ từ lăng nói, việc liên quan đến ngũ thải thạch chớ nên khinh cử vọng động. Nếu không bọn ta sẽ không tiện đóng giả dân buôn ngựa thất vi nữa. Ta nghĩ rằng việc đầu tiên nên làm là đi nghe ngóng xem bọn Việt khắc bồng có phải đã đến đây an toàn hay chưa để phối hợp với bọn họ tiến hành đại kế thích sát cuồng tăng. Bạt phong hàn nói, chỉ cần phục nan đã bị giết chết lập quốc đại điển của bái tử đình coi như cũng sụp đổ luôn. từ tử lang thầm nghĩ đây chính là lúc gã phải tận dụng khả năng suy tính tinh tế để đảm bảo cho bách tính vô tội của tiểu trường an. đột lợi giờ đang quá bận rộn không thể phân thân. chỉ cần bái tử đình lập quốc không thành, hắn sẽ không còn phải để mắt đến mọi việc ở đây. có thể thấy nếu như bái tử đình lập quốc thành công, thêm vào áp lực của tất huyền, nói không chừng hắn sẽ giảng hòa với hiệt lợi. khi đó, không chỉ bái tử đình đại họa lâm đầu mà trung thổ cũng không còn được mấy ngày bình yên. Khấu trọng nói, vậy đợi mai hãng tính chuyện nên làm gì? Hy vọng sau khi khi thuật văn trở về, thu thập được đầy đủ tin tức, bọn ta sẽ suy xét làm sao để đánh một trận lớn. Tặng cho tên bái tử đình kia một đòn trời long đất lở. Lấy lại tám vạn tấm da dê mà hắn lừa cướp của đại tiểu thư. Đúng lúc này, thuật văn trở về, đến bên hồ báo cáo với bọn họ. Hán tử thất vi gần 40 tuổi này chính là một lái buôn ngựa thực thụ. Hắn không mang dáng dấp dũng mãnh như những người Mông Cổ bọn biệt lạc cổ nạp thai. Bề ngoài văn nhã tuấn tú, mình mặc hán phục, tinh thông hán ngữ, đã lăn lộn vùng Đông Bắc này nhiều năm, đối với sự việc trong thành rõ như trong lòng bàn tay. Thuật văn vui vẻ nói, tiểu nhân đã biết được nơi nghỉ ngơi của đoàn sứ tiết xa sư quốc rồi. Bọn họ đến đây sớm hơn ba vị đại gia hai thời thần. Giờ đang nghỉ ở ngoại tân quán cạnh chu tước đại nhai trong thành nội. Ba người biết được việc khác bồng bình an vô sự. Lập tức cất được gánh nặng trong lòng. Vô cùng thoải mái. Thuật văn nói tiếp, không hề có một chút tin tức gì về Mỹ Diễm Phu Nhân. Thị xưa nay hành tung bí ẩn. Lại thần thông quảng đại. Nên dù có đang ở trong thành cũng không ai biết rõ được. Bạt phong hàn hỏi, còn thâm mạt hoàn thì sao? Đôi mắt thuật văn bùng lên ánh lửa thù hận. Giận dữ nói, vẫn chưa phát hiện được gì. Chỉ cần bọn chúng dám đến đây chúng tôi ắt sẽ khiến cho chúng khó mà còn mạng trở về đôi cầu nam nữ này được hiện lợi chống lưng những năm gần đây liên tục cướp bóc gia súc của người thất vi bọn ta gian dâm cưỡng đoạt không gì không làm may mà có ba vị đại gia xuất thủ vì nghĩa trợ giúp lần này tuyệt đối không cho bọn chúng thoát từ từ lăng hỏi tướng mạo của bọn chúng có nét đặc trưng gì không thuật văn ỉu xìu đáp trong những người tiểu nhân quen biết chưa có ai từng thấy được diện mạo thật của bọn chúng Bạt Phong Hàn thở dài. Vậy đây là một loại lang tặc khác rồi. Dựa vào thực lực của bọn họ. Muốn giết thâm mạt hoàn không khó. Vấn đề là ở chỗ làm sao để nhận ra bọn chúng. Khấu trọng hỏi. Có tin tức gì về mã cát không? Thuật văn đáp. Mã cát ở trong một dãy doanh trướng dựng bên bờ hồ kính bạc phía Nam Thành. Có một lượng lớn võ sĩ tùy tùng. Lại được bái tử đình lễ đãi. Ba vị đại gia nếu muốn đối phó hắn thì cần phải cẩn thận một chút. Từ từ lăng cũng hỏi đột lợi có đồng tĩnh gì không? Thuật Văn trả lời trôi chảy. Mấy ngày gần đây trong thành rộ lên lời đồn đột lợi, A à, Bảo Giáp và Thiết Phất do kết thành liên minh, lúc nào cũng có thể kéo quân đến. Nhưng phần lớn đều không nghĩ rằng đột lợi thực sự dám tới đây, bởi vì sau thất bại ở Bôn Lang Nguyên, Hiệt Lợi đang gắng hết sức để quật lại. Theo lý thì đột lợi không thể phân thân được. Tiếp đó hắn nói, về phía Trung Nguyên thì có tổng cộng ba thương đội đến, nội tình vẫn chưa rõ bọn họ đều được an bài ở ngoại tân quán chợt ánh mắt tỏ vẻ hưng phấn hắn tiếp tục đoàn người tú phương tiểu thư sẽ đến trong vòng hai ngày nữa bởi vì sáng nay bái tử đình phái đội phụ trách lễ nghi đi nghênh đón rõ ràng là đã biết tin phượng giá của nàng sắp đến khấu trọng ủ rũ thả mình trượt dần vào trong làn nước ấm trong lòng sóng gió nổi lên dữ dội ải tình khó qua thượng tú phương là người mà gã vừa muốn gặp nhất lại vừa không muốn gặp nhất sự mâu thuẫn đó sẽ con tim gã ra thành hai mảnh. Dì máu không thôi, thuật văn ngạc nhiên nhìn khấu trọng đang chìm hẳn dưới nước. Từ từ lăng nói, cứ mặc xác hắn, muốn thưởng thức loại gạo hưởng thủy thì phải đến đâu bây giờ? Thuật văn đáp, ta đã đặt trước một bàn tại đạo hương quán nổi tiếng nhất nằm bên chu tước đại nhai. Mời ba vị tẩy trần. Bạt phong hàn nói, thuật văn huynh chớ nên đi cùng với bọn ta. Bởi vì bọn ta có rất nhiều kẻ địch, lúc nào cũng có thể phải động thủ liều mạng đó thuật văn lộ vẻ khó xử. Cái này, từ từ lăng nói, mọi người đều là huynh đệ. Sao phải khách khí, việc chính mới quan trọng. Thuật văn đành phải chấp nhận. Khấu trọng từ trong làn nước ấm thò đầu ra. Ngoác miệng nói, cái tên đạo hương quán này hay đấy. Chỉ nghe mà bụng ta đã sôi lục bục rồi. Đi hít chút hương gạo rồi hãng nghĩ đến các chuyện khác. Rồi gã cứ như thế leo lên thành hồ. Ô không o đạo hương quán không còn một chỗ trống. Gần 50 bàn trong hai tầng lầu đầy áp khách nhân ồn ào náo nhiệt, chỗ nào cũng thấy hào sĩ mỹ nữ các tộc, tràn đầy không khí dị quốc, chỗ này gõ bàn ca hát, chỗ kia sai quyền đấu tử, tuy đa phần tương tự phong tục trung thổ, nhưng lại pha vào sự khác biệt dễ thấy, bàn ba gã ngồi ở tầng trên, quay mặt ra đường, nhìn qua song cửa có thể thấy người ngựa đi lại trên chu tước đại nhai phía dưới. Tại một thành thị như thế này, muốn tìm kẻ chưa biết diện mạo ra sao như thâm mặt hoàn và mộc linh. Quả thực khó hơn lên trời. Bọn họ gọi thêm vài món ăn. Nhưng quan trọng nhất đương nhiên là bát cơm nấu từ gạo hưởng thủy. Khấu trọng nhàn nhã nói. Ngồi ở đây cứ như thể ngồi ở Trường An vậy. Nếu có ngày trung thổ bị ngoại tộc xâm chiếm. Trường An thật rất có khả năng sẽ như tình hình ở đây bây giờ. Ba người vẫn đang giả trang làm người thất vi. Tóc buông xóa. Da rẻ lộ da sắc đen sạm. Mặt đầy dâu ria. Mặc y phục bằng da thuộc. Phanh cổ áo hở ngực. Eo rát mã đao của người Mông Cổ cách ăn mặc như vậy nếu ở tại trung thổ ắt gây sự chú ý của người khác nhưng ở đây thì hoàn toàn phù hợp không có vẻ gì khác biệt bạt phong hàn nói sau khi ăn no xong chúng ta sẽ đi tìm việc khác bồng trước ta muốn đích thân cảm tạ hắn tiểu nhị mang rượu nấu từ gạo hưởng thủy lên khấu trọng tỏ vẻ sốt ruột châm đầy ba chén rồi nâng một chiếc lên cười nói chén đũa dùng ở đây khẳng định được mang tới từ trung thổ cạn chén ba người tràn đầy hứng khởi cụng chén uống rượu quả nhiên rượu vừa vào miệng đã thấy thanh khiết thơm nồng. Vị ngọt hương thanh, khiến cả ba người khen mãi không dứt. Khấu trọng cười ha hà nói. Lão bạt nói rất chính xác. Đại thảo nguyên quả nhiên là một vùng đất phong phú muôn hình muôn vẻ. Muốn gì có nấy, hỏng bét, quên hỏi thuật văn là thanh lâu nổi tiếng nhất của Long Tuyền Thành ở đâu? Sao lại không mở rộng tầm mắt một phen chứ? Bạt phong hàn bật cười. Thứ ngươi cần mở rộng tầm mắt không phải là các thanh lâu miền tái ngoại mà là chiến thuật của các bộ tộc. Cái này gọi là tu luyện binh pháp. Sau khi trở về Trung Nguyên, còn kẻ nào có thể trở thành đối thủ của ngươi? Khấu trọng cười khổ nói. Bây giờ ta mới hiểu vì sao quân đột quyết có thể một chống nổi mười. Sự dũng mãnh và mã thuật đó người Hán bọn ta có học cả trăm đời cũng không thông. Bọn ta dựa thế người đông. Các ngươi cậy ở binh lính tinh nhuệ. Nhưng nếu khai chiến ở các vùng đất bằng phẳng, dù cho bọn ta có nhân số áp đảo, khẳng định sẽ bại không sai. Bạt Phong hàn lạnh lùng nói mọi người đều là huynh đệ mà ngươi vẫn muốn giấu ta. Theo ta thấy thì ngươi đã hoàn toàn nắm rõ những khuyết điểm của bọn ta. Quan trọng hơn là khấu thiếu soái ngươi đã kiến lập được uy danh trên thảo nguyên. Một ngày trung thổ còn ngươi chấn giữ, bảo đảm không có một ngoại tộc nào dám tiến đánh trung nguyên. Khấu trọng cự lại, ta mà được lợi hại như ngươi nói chắc, hơn nữa việc ta có thể thống nhất trung nguyên hay không vẫn còn mờ mịt chưa thể đoán được. Hà hà, thêm chén nữa nào từ từ lăng đột nhiên nhỏ giọng nhìn xem ai đến kìa khấu trọng nhìn về phía cầu thang mình hổ rung động ngạc nhiên nói ôi mẹ ơi không ngờ bọn họ thực sự cũng đến đây hai người hán một già một trẻ đứng đó đang bối rối vì không còn chỗ ngồi hiển nhiên họ chính là nhị lão bản la ý của nhật thăng hành và u lương tài con trai của đại lão bản tồn nghĩa công tử bình diêu đến nhưng không hề thấy người của đại đạo xã khấu trọng niệm tình đứng dậy gọi lại đây còn chỗ ngồi đấy hai người kia ngạc nhiên nhìn sang không nhận ra khấu trọng chỉ thấy thất vi đại hán nọ miệng nói ra tiếng người nét mặt lại có vẻ nhiệt tình thiện ý bèn đi về phía ba gã ba người đứng dậy thi lễ khấu trọng ghé người sang hỏi la lão bản và u công tử có nhận ra chúng tôi không la ý và u dương tài chú tâm nhìn kỹ lập tức biến sắc từ từ lăng thành khẩn cất tiếng lần đó chỉ là hiểu lầm thôi bọn ta tuyệt không có ác ý la ý chán nản ngồi xuống nói có ác ý hay không có ác ý thì khác gì chứ? Bọn ta không những bị mất sạch hàng hóa mà còn mang nợ đầy mình. Còn sợ gì để sợ nữa? U lương tài vẻ mặt cay đắng cũng ngồi xuống theo. Thở ra một hơi dài. Cả hai đều có dáng vẻ như những kẻ cùng đường mặt lộ. Ba gã đương nhiên đoán được chuyện gì đã xảy ra. Ngồi xuống rồi, khấu trọng cau mày hỏi. Các ngươi không đi qua Sơn Hải quan phải không? Ta đã sai người ở đó cảnh báo các ngươi ngàn vạn lần chớ chúng gian kế của tên lừa đảo Quản Bình. U Lương Tài trầm giọng hỏi lại, rốt cuộc hai vị là ai? Bạt Phong Hàn đáp thay hai gã, bọn họ một người là Khấu Trọng, người kia là Từ Tử Lăng. Hai vị chắc là đã từng nghe qua, La Ý và U Lương Tài lập tức giật mình. Ở Trung Thổ thì hạng bá tính bình dân tầm thường cũng biết Khấu Trọng và Từ Tử Lăng là ai. Huống hồ bọn họ là những thương nhân hành tẩu giang hồ. Bạt Phong Hàn lại nói. Bản nhân là Bạt Phong Hàn hai vị huynh đệ này của ta đối với các vị quả thực chỉ có hào ý chỉ cần các ngươi đem sự việc đã xảy ra kể lại bọn ta có thể lấy lại công đạo cho các ngươi la ý thở ra một hơi rồi gật đầu nói trên đường chúng ta liên tiếp nhận được tin tức ba vị đánh bại đại quân của hiện lợi tại hách liên bảo và bôn lang nguyên khiến chúng ta cũng nở mày nở mặt ấn tượng của các tộc đối với người hán mình cũng được cải thiện đáng kể duy có điều không nghĩ ra lại chính là các vị u lương tài nhìn ba người dò xét có vẻ nghi hoặc, các vị, hát, vì sao lại, từ từ lăng nói, địch nhân của bọn ta quá nhiều, vì vậy mới cải trang thành người thất vi, rốt cuộc có phải các ngươi xuất quan từ sơn hải quan không? U Lương Tài gật đầu nói, đương nhiên phải qua sơn hải quan, lại còn được đại long đầu Tắc Mạc bang tiếp đãi, nhưng không có ai đến cảnh báo chúng ta. Ba người nghe vậy đưa mắt nhìn nhau, đại long đầu Tắc Mạc bang chẳng phải là kinh kháng hay sao? Chẳng lẽ lão mới thực sự là kẻ khốn nạn? La Ý than thở, bọn ta dưới sự hộ tống của đại đạo xã, bình yên một mạch đến sông Tiểu Hoa ở phía nam Long Tuyền. Đúng lúc vừa thở phào nhẹ nhõm thì đột nhiên trại bị hàng trăm mã tặc bao vây. Nhị đương ra phùng bạt đơn đà độc đấu với thủ lĩnh của bọn chúng. Chưa đầy 20 chiêu đã thọ thương, bọn ta chỉ đành hiến ra tất cả mọi hàng hóa. U Lương tài cười khổ nói, họa vô đơn chí, chúng tôi đến đây báo lại sự việc với ngoại mậu ti. Hy vọng bọn họ có thể phái binh truy đuổi để lấy lại hàng hóa. Ngờ đâu bọn họ không những không thèm để ý đến. Còn bức bách chúng tôi bồi thường vàng bạc gấp đôi. Bắt những người chủ sự phải lưu lại đây. Hết sức ngang ngược không biết tới đạo lý gì cả. Dầm, khấu trọng một trường đập lên mặt bàn. Khiến người ngồi ở mấy bàn gần đó kinh hãi nhìn sang. Gã nổi giận nói, căn bản là bái tử đình phái người ăn cướp mà. Hắn sao thèm để ý đến các ngươi chứ? La ý và u lương tài thất sắc nhìn nhau. Từ từ lăng nói, may mà bọn chúng còn muốn đòi thêm vàng bạc. Nếu không khẳng định các ngươi tính mạng khó giữ. Bạt Phong hàn kiên nhẫn đem sự tình giải thích với hai người một lượt. Đoạn hỏi, Quản Bình bây giờ đang ở đâu? La ý đáp, vẫn còn ở chung với chúng tôi. Hờ, ta lại còn cho rằng hắn cũng bị hại nốt chứ. Từ từ lăng lại hỏi, hắn và Lý Công của Ý Thịnh Trường có quan hệ gì? U Lương tài nhíu mày đáp, hắn là người giúp việc mà Ý Thịnh Trường mới mời vào làm chuyên phụ trách việc làm ăn ở tái ngoại, được Lý Gia rất tin tưởng. Hóa ra hắn là một tên lừa đảo, nếu không phải vì hắn bỏ công sức chạy ngược chạy xuôi cho chuyến này. Chúng tôi tuyệt không dễ dàng chấp nhận làm một chuyến buôn bán lớn như thế với bái tử đình. Lúc này thức ăn đã được dọn lên bàn. Khấu trọng sai tiểu nhị đem lại thêm hai bộ bát đũa. Cười nói, hai vị không cần phải phiền lòng. Chuyện này cứ để ba huynh đệ bọn ta lo. Ăn no xong rồi trước tiên là kiếm quản bình tính sổ. Sau đó tìm bái tử đình chút giận. Hồi 499, bước chiến thư sống. Ăn xong bữa tối ở đạo Hương Lâu. La Ý và U Lương Tài thong thả về ngoại tân quán trước. Còn ba gã quay trở về tứ hợp viện ở phía Đông Thành. Khôi phục diện mạo y phục trước đây. Sau đó cả bọn mượn thuật văn một chiếc xe ngựa. Đi thẳng đến ngoại tân quán. Đứng ở góc đường kiên nhẫn chờ đợi. Lúc này đang là thời điểm phố xá náo nhiệt. Người ngựa đi lại tấp nập nên chiếc xe của bọn họ cũng không làm cho người khác chú ý đến bạt phong hàn mặc hán phục đội một chiếc mũ chùm đầu đang thịnh hành để che đi nửa khuôn mặt ngồi ở vị trí đánh xe nếu không phải người quen của hắn cho dù lưu tâm quan sát cũng khẳng định chẳng thể nhận ra được khấu trọng và từ từ lăng ẩn mình bên trong xe qua tấm mảnh che cửa hai gã lén quan sát đại môn của ngoại tân quán nơi bọn la ý đang ở khấu trọng thở dài nói thủ đoạn kiếm tiền của bái tử đình thật bị ổi tàn nhẫn. Chẳng những hắn phái thủ hạ đi cướp sạch hàng hóa của hơn 10 thương nhân người Hán. Biến họ thành những kẻ trắng tay, mà còn bắt người ta lưu lại rồi cho vay tiền để họ thanh toán chi phí ăn ở với lãi cao. Người của đại đạo xã thì bị trục xuất về Trung Nguyên để xoay sở một khoản tiền chuộc thân cực lớn cho những thương nhân bị giữ lại. Thủ pháp tuy có chút bất đồng, nhưng so với việc cướp 8 vạn tấm da dê của đại tiểu thư rồi lại đòi kim tệ cũng cùng một kiểu sao lại có kẻ bị ổi như vậy chứ từ từ lăng hỏi liệu kinh kháng có phải là kẻ đồng lõa không khấu trọng trầm giọng đáp nếu kinh kháng là kẻ đồng lõa thì cao khai đạo sợ cũng có chút quan hệ con bà nó càng nghĩ càng tức ta thật muốn cứ thế này mà xông vào trong cung chặt bén đầu của hai tên bái tử đình và phục nan đà xuống kết thúc mọi chuyện từ từ lăng gật đầu ta hiểu tâm tình của ngươi bất quá như vậy thì cơ hội thành công không đủ mà khả năng thất bại lại có thừa chúng ta không phải đã thống nhất dùng lừa đảo để đối phó với lừa đảo hay sao sao không nghĩ lấy một kế để tặng cho bái tử đình một vố khấu trọng hậm hực trước kia chúng ta vì tên vô lại quản bình võ công thấp kém nên mới không muốn dùng võ lực với hắn hiện tại đã hiểu được kẻ chủ sự sau lưng là bái tử đình còn quan tâm đến cái gì là lấy lừa lọc đối phó với lừa lọc nữa đối phó với loại này phải không từ thủ đoạn nào khiến hắn chẳng những lập quốc không thành mà từ nay về sau cũng không thể tiếp tục lừa đảo hại người nữa từ từ lăng nói giống như cao thủ đối đầu chúng ta trước tiên phải tìm hiểu tất cả nhược điểm của hắn sau đó mới ra chiêu phải nhất cử phá địch không để cho hắn có cơ hội xoay sở khấu trọng chợt kêu khẽ đến rồi chỉ thấy tên quản bình đáng ghét đang thản nhiên đi ra khỏi ngoại tân quán bước xuống bậc thềm lát bằng đá huyền vũ rồi hòa vào dòng người đi lại trên đường hai gã vội vàng thông chi ra ngoài cho bạt phong hàn xe ngựa bắt đầu chuyển bánh quản bình chậm rãi nghênh ngang đi trên đường vô tư chẳng biết sát tinh đã đến cuộc sống đầy đủ dựa trên hành vi lừa gạt người khác của hắn sắp thành quá khứ nguyên nhân khiến khấu trọng và từ từ lăng đối với tên này đặc biệt thống hận chính là vì hắn trợ giúp ngoại nhân đối phó với đồng bào tội đó không thể tha được xe ngựa tăng tốc lướt qua quản bình rồi đột nhiên dừng lại khấu trọng và từ từ lăng trong chớp mắt lách mình xuống xe chặn ngang đường đi quản bình không hề có phòng bị lúc nhận ra hai gã lập tức sợ tới mức hồn phi phách tán thần sắc đại biến chưa kịp có phản ứng gì thì khấu trọng đã cười lớn nói quản huynh từ khi chia tay vẫn khỏe chứ giờ chúng ta đi uống rượu không say không về người đi đường cho rằng bọn họ là bằng hữu nên không để ý đến hai gã không trần trừ tả hữu hai bên dễ dàng xốc hắn vào trong xe ngựa quản bình ngồi đó, sắc mặt tái nhợt như người chết. Tuy đã gắng sức chấn tĩnh nhưng tay chân đều không thể kiểm soát. Bắt đầu run rẩy, hai gã nhìn hắn cười tùm tỉm, Khấu trọng gì giả, quản huynh hà tất phải bối rối. Chúng ta chẳng phải cường đồ giết người cướp của. Chỉ cần ngươi chịu ngoan ngoãn trả lời một số vấn đề. Bọn ta thỉnh giáo xong lập tức thả người. Quản bình hít sâu một hơi. Thần chí dần dần khôi phục lại. Hắn cười khổ nói. Ta và hai vị chỉ là một chút hiểu lầm ngày đó vì tình thế bức bách không thể không ôi là ta không đúng từ từ lăng lạnh nhạt hỏi ngươi là đoạn chữ phải không quản bình đào mắt một vòng rồi gật đầu đáp đó là tên thật của ta vì chót đắc tội với đại bằng đào quang tổ của hoàng hà bang nên đành phải thay tên đổi họ rồi đến bình diêu sinh sống làm người giúp việc dưới trướng lý công trong quý thịnh trường trước đó ta quả thực là người của mỹ diễm phu nhân chuyện đến trung nguyên mua bán hàng hóa cho nàng ôi nguyên nhân chính là trong một lần giao dịch với hoàng hà bang đã xảy ra sự cố sự tình mới ra nông nỗi như ngày hôm nay khấu trọng quay sang từ từ lang ngạc nhiên nói quản huynh tựa hồ thật sự không biết chúng ta là ai nếu không sao dám mở miệng nói ra những lời hoang đường nực cười đến như vậy quản bình hai mắt lộ ra thần sắc kinh hãi hiển nhiên chẳng biết lời nói của bản thân sơ hở ở chỗ nào từ từ lang mỉm cười hỏi mỹ diễm phu nhân niên kỳ thế nào quản bình trả lời một cách trơn tru Niên kỳ chân chính của nàng thì không ai biết. Nhìn hình dáng thì chỉ khoảng 30. Vẻ bề ngoài mỹ miều như hoa. Vạn nét phong tình. Khấu trọng cười ha hả nói. Lăng thiếu ra. Đưa vật đó ra cho lão ca này xem. Từ từ lăng lấy ngũ thải thạch ra. Đưa đến trước mặt hắn. Quản bình kịch chấn run giọng Các ngươi là. Đôi mắt khấu trọng bắn ra thần quang sắc bén lăng lệ. Gã lạnh giọng nói. Ngươi rốt cục cũng biết được chúng ta là ai rồi. Xe ngựa dừng lại ở sâu trong một ngõ ngang tối tăm bạt phong hàn chui vào trong xe cười tươi tắn rồi nói sen vào nhìn hai người các ngươi chân tay lóng nga lóng ngóng hoàn toàn chẳng giống người xử lý chính sự ác nhân phải gặp ác nhân để ta chăm sóc hắn đảm bảo hắn không dám nói ra nửa lời hoang đường khuôn mặt quản bình vốn đã trắng bệch giờ lại càng tái xanh tái xám không còn một chút huyết sắc giọng nói run rẩy lập bập có có chuyện gì xin từ từ nói a à, bạt phong hàn ngồi bên cạnh khấu trọng vung tay túm lấy cổ họng của hắn năm ngón từ từ siết chặt quản bình không thở được tay chân vùng vẫy tay kia của bạt phong hàn rút ra một thanh trủy thủ dí vào vùng hạ âm yếu hại của hắn miệng cười tủm tỉm cho dù là mã tặc cường hãn nhất tới giờ vẫn chưa có kẻ nào chịu nghiêm hình bách cung của bạt phong hàn này mà không nói ra lời chân thực hai vị đừng xem thường biện pháp chẹn yết hầu này của ta kỳ thật đây là một loại thủ pháp thượng thừa có thể giảm bớt lượng máu lưu thông lên não của đối phương. Khiến hắn không thể tỉnh táo như lúc bình thường. Đầu óc như bị kiến cắn. Cho dù là thiết hán cũng phải biến thành sâu bọ. Dứt lời năm ngón tay khẽ nới lỏng ra. Trong mắt vốn đã chuyển thành trắng bệch của quản bình lại hiện ra một chút thần sắc. Nhưng gân xanh trên đầu nổi cộm lên. Khuôn mặt méo mó lộ ra vẻ thống khổ khôn cùng. Bạt phong hàn nghiêm mặt thong thả hỏi. Ta hỏi một câu ngươi đáp một câu. Nói sai một chữ ta sẽ cắt trứng của ngươi xuống hiểu chưa? Quản Bình giọng thều thào. Tiểu nhân hiểu rồi. Bạt Phong Hàn hỏi, ngươi biết ta là ai không? Quản Bình đáp vội, ngài là Bạt Phong Hàn đại gia. Khấu Trọng bật cười, quả nhiên là lão bạt ngươi có đạo hạnh, khiến cho quản huynh đây đột nhiên trở nên ngoan ngoãn như vậy. Bạt Phong Hàn thần sắc chuyển thành hung dữ. Bây giờ ta cho ngươi một sinh cơ, đó là phải nói thật, ta cam đoan không làm tổn hại đến ngươi nửa cọng lông. Ngược lại, ta sẽ cắt đôi trứng của ngươi xuống vứt cho chó ăn. Ngươi nên biết rằng nếu ngay cả việc nhỏ như vậy cũng không làm được thì ta vứt cái tên bạt phong hàn đi cho xong. Từ từ lăng tiện thể gài thêm. Trong mấy câu bọn ta hỏi ngươi, có nhiều việc đã sớm biết được đáp án. Cho nên ngươi nói chuyện tốt nhất cẩn thận một chút. Quản bình toàn thân run rẩy, cố nén cơn đau trên đầu. Thực sự đã rơi vào ranh giới tinh thần tan rã. Giọng hắn lập bập, các vị hỏi, hỏi đi, khấu trọng đe dọa, tên này quen thói lừa gạt. Sở trường là nói dối. Lão bạt ngươi nếu thấy không ổn, thì cắt bén luôn trứng của hắn cho xong chuyện. Thanh trùy thủ của bạt phong hàn tỏa ra khí lạnh. Quản bình kịch chấn nói. Không cần, tiểu nhân cái gì cũng sẽ nói ra hết. Bạt phong hàn mỉm cười nói tiếp. Vậy mới ngoan ngoãn chứ. Hàng hóa bái từ đình cướp về có phải đều do tặng thủ mã cắt mông má? Sửa sang lại rồi mới bán ra hay không? Câu hỏi này sắc bén phi thường. Hé lộ rằng bọn họ nắm được rất nhiều nội tình càng khiến cho quản bình không biết nói dối sao cho ổn người ta nói đâm lao phải theo lao chỉ cần từ lúc bắt đầu đã khiến quản bình nói thật lại là sự kiện mấu chốt nhất những chuyện thứ yếu khác tự nhiên chẳng lo hắn không hé răng huống chi chuyện hôm nay còn có quan hệ đến sự sống còn của hắn ba cái tên bạt phong hàn khấu trọng và từ từ lăng danh chấn thiên hạ ngay cả hiện lợi cũng không được bọn họ để ở trong mắt cho dù quản bình có thể dối trá nhất thời Ngày sau để ba gã phát giác thì đừng hòng có thể tiếp tục sống. Ai cũng không bảo vệ hắn được. Quản bình hai mắt lộ ra thần sắc hối hận muộn màng. Vừa hiện ra chút do dự. Chợt cảm thấy năm ngón tay của bạt phong hàn từ từ siết lại. Hắn vội nói, ta nói, ta nói, ôi, các người cái gì cũng biết. Sao còn muốn hỏi ta, ôi, tiểu nhân nói đây, bái tử đình nếu chẳng phải thông qua mã cắt vơ vét của cải. Sao có thể nuôi được đội quân khổng lồ như thế? Lại Càng không thể xây dựng một thành thị quy mô như Long Tiền này. Mã Cát còn chính là người cung ứng đồ quân dụng chủ yếu nhất cho Bái Tử Đình. Không mấy người biết được bí mật này, Khấu Trọng nhớ lại lời của Bồ Tát, lại từ chỗ thuật văn mà biết Mã Cát dựng doanh trại ở ngoài thành. Bèn hỏi, nghe nói lần này Mã Cát tới Long Tuyền, chính là để cùng Bái Tử Đình đàm phán vụ mua bán một lượng đồ quân dụng rất lớn. Việc này có thực hay không? Quản Bình vẻ mặt đau khổ đáp, Thiếu Soái so với ta còn biết nhiều chuyện hơn nhiều, Mã Cát đích thực ở ngoài thành, nhưng những tin tức khác, tiểu nhân chẳng có tư cách biết đến. Bạt Phong Hàn chợt hỏi, "Ngươi làm cho Bái Tử Đình bao lâu rồi?" Quản Bình run rẩy trả lời, "Được 15 năm." Tiểu nhân vốn đợi đến đại điển lập quốc sẽ quay về Trung Nguyên dưỡng lão. "Ôi," giọng khấu trọng lộ vẻ vui mừng, "Vậy thì ngươi đối với Bái Tử Đình chắc phải quen thuộc phi thường." Từ giờ ta hỏi một câu, ngươi đáp một câu nếu muốn bảo tồn cặp trứng không được có nửa lời dối trá ô không o bạt phong hàn buông tay ra nhìn quản bình mềm oặt nằm trên ghế y nhạt giọng nói ta đã dùng thủ pháp đặc biệt tác động vào tam mạch thất luân của hắn nếu như không có người giải cứu nội trong ba ngày hắn đừng hòng tỉnh lại nhưng cho dù có tỉnh lại đối với những sự việc xảy ra trước khi mất đi chi giác một thời gian ngắn sẽ trở nên mơ hồ không rõ nói chính xác hơn là chẳng nhớ gì cả khấu trọng tỏ vẻ kinh hãi trong thiên hạ lại có thủ pháp phong huyệt lợi hại như thế sao? Lão bạt ngươi có thể dạy cho ta không? Bạt phong hàn lắc đầu vẻ không bằng lòng. Thủ pháp phong huyệt tuyệt không thể làm cho hắn trở nên như thế. Vừa rồi, thực chất là ta đã hạn chế khí huyết cấp lên não của hắn. Vì sao kết quả lại thành như vậy? Ta cũng không rõ lắm. Chỉ biết phàm đã bị ta dùng thủ pháp này bức cung thì sẽ hôn mê. Sau khi tỉnh lại sẽ có hiện tượng như thế. Từ từ lăng đặt tay ra sau gáy của quản bình rồi gật đầu nhận định thủ pháp phong bế tam mạch thất luân này khó giải phi thường nếu không có một khoảng thời gian dài đồng thời hao tổn chân nguyên thì đừng mong hóa giải khấu trọng vui vẻ nói lăng thiếu gia cũng nói như thế thì kẻ không hiểu tam mạch thất luân lại càng không thể nào nhúng tay vào được bạt phong hàn trầm giọng ngoài ba người chúng ta ở long tiền này chỉ có một người có thể cứu tỉnh quản bình trước thời hạn khấu trọng gật đầu đáp kẻ đó chính là thiên trúc cuồng tăng phục nan đà, bạt phong hàn nói, chúng ta cứ đem quản bình bỏ ngoài cổng cung thành, xem như gửi cho phục nan đà một chiến thư sống, khiến hắn nghi thần nghi quỷ, nói không chừng lại cho rằng cửu gia từ thiên trúc tìm đến nơi này rửa hận. Khấu trọng vỗ bàn hô lên, thật là hảo kế, từ từ lăng hỏi, bước tiếp theo nên làm thế nào, bạt phong hàn lên kế hoạch, từ miệng của quản bình, chúng ta đã có được lượng tin tức tình báo rất quan trọng. Chẳng còn là kẻ mù xem voi như trước kia. Đêm nay bọn ta trước tiên tìm đến lão bằng hữu mã cắt uống rượu. Sáng mai mới tìm việc khác bồng rồi đến đạo hương quán uống trà. Ý hai vị thế nào? Khấu trọng thở dài, mã cắt à, tám vạn tấm da dê của đại tiểu thư cũng như hàng hóa của thương nhân Bình Diêu. Hoàn toàn trông vào lão ca ngươi đó. Ô không o ba gã vượt thành mà ra. Theo chỉ điểm của thuật văn đi đến doanh trại của mã cắt bên kính bạc hồ ở phía nam Long Tuyền. Hơn 30 doanh trướng. Mỗi chiếc đều treo một ngọn phong đăng ngoài cửa. Bốn phía doanh trại có bốn cây đuốc lớn. Cộng với ánh sáng phản xạ từ hồ nước hát lên. Cảnh vật được chiếu sáng như ban ngày. Nhìn từ xa chỉ thấy người người đi lại. Phòng bị nghiêm ngặt, ba gã ngang nhiên thẳng tiến đến bên ngoài doanh trại. Lập tức có người dùng tiếng đột quyết quát dừng lại rồi hỏi sẵn. Người nào, bạt phong hàn vẫn không dừng bước. Tiến thẳng đến hơn 10 nam tử vừa từ trong doanh trại láo nháo đi ra. Miệng quát lớn, bản nhân bạt phong hàn. Mã Cát ngươi xem nên ra mà nghênh đón, hay là muốn chúng ta đánh vào? Nghe thấy ba chữ Bạt Phong Hàn, những kẻ vốn muốn xông lên chặn đường ra oai lập tức thối lui. Một chàng cười mạnh mẽ đột ngột vang lên từ trong một lều trướng dựng sát bên hồ. Tiếp theo có người nói: thì ra là Bạt Phong Hàn huynh, Mã Cát ta chỉ là thương gia mua bán nhỏ lẻ, sao lại được Phong Hàn huynh đang đêm đến thăm thế này? Chẳng biết thiếu soái và Tử Lăng huynh có đi cùng không? Hán ngữ của hắn mang đặc khẩu âm đột quyết nặng nề. Vô cùng khó nghe, nhưng ngược lại lời nói lại lưu loát phi thường. Khấu trọng cười ha hà đáp. Thì ra bản thân mã các tiên sinh là một cao thủ. Chẳng trách có thể tung hoành đắc ý trên đại thảo nguyên. Khấu trọng bái kiến. Toàn bộ thủ hạ của mã Cát từ trong các doanh chướng ồ ạt kéo đến. Nhân số đạt đến 200 tên. Chúng đều là những hảo thủ đến từ các bộ tộc trên thảo nguyên. Một đội ngũ không thể xem thường. Ba gã ngang nhiên đi xuyên qua bọn chiến binh đang dương mắt hổ gườm gườm. Tiến về phía có thanh âm của mã cát. Phía trước một doanh trướng rất lớn và hoa lệ dựng bên bờ hồ. Bảy tám người đang đứng lố nhố. Ba gã vừa nhìn qua. Liền như tìm được vàng trong cát. Lập tức nhận ra mã cát. Từ tái ngoại cho đến trung nguyên. Bọn họ chưa từng gặp người nào ăn mặc hào hoa và đeo đầy châu ngọc như người này. Hán phục của hắn. Vô luận là áo trong hay áo ngoài. Chẳng những được cắt may cực kỳ vừa vặn lại còn thêu hoa văn hình nhật nguyệt tinh vân đường nét vô cùng tinh xảo tạo thành vẻ rực rỡ lộng lẫy xa hoa mã cát trên đầu đội mũ lưng đeo ngọc đái tất cả đều đính đầy bảo thạch lấp lánh rực rỡ và sống động dưới ánh lửa bập bùng phàm chỗ nào có thể đeo hay đính đều không có may mắn được bỏ sót bọn khấu trọng nhìn vào chỉ cảm thấy vô cùng phiền toái hắn thì lại có vẻ sung sướng đắc ý, tướng mạo của kẻ chuyên thu mua đồ ăn cướp sơ bẩn nổi tiếng nhất trên đại thảo nguyên này tuyệt không để cho kẻ khác một cơ hội để nịnh bợ. Hắn đã béo lại còn lùn. Phía trước trình hình cái bụng óng đầy mỡ. Khuôn mặt béo múp làm ngũ quan lệch lạc. Mí mắt húp lên, toàn bộ cơ thể để lộ ra thói quen tử sắc vô độ. Có điều từ ánh mắt ti hí như hai đường chỉ kia không ngừng lóe lên những tia sáng kỳ dị. Chẳng những hiển lộ công lực thâm hậu khó lường lại càng làm cho kẻ khác thấy con người này tinh minh lợi hại cực kỳ sắc sảo khôn ngoan chẳng dễ mà ăn thua với hắn mã cát tiến lên trước một bước miệng cười lớn rồi nói có thể được ba vị đại giá quang lâm chính là vinh hạnh của mã cát ta có chuyện gì không thể thương lượng được chứ lại đây chúng ta cùng vào chướng uống rượu đàm đạo ba gã thầm nghĩ chẳng lẽ đây là một hứa khai sơn khác may mà bọn họ từ miệng quản bình đã nắm được con bài tẩy của mã cát Tiệt sẽ không để hắn làm cho hồ đồ. Bèn vui vẻ theo hắn vào trong trướng. Gió từ xa thổi lại. Mây đen che kín bầu trời. Vẻ như một trận rông tố cuồng bạo đang từ từ tiến đến. Hồi 500, nhất bàn xanh ý, bên trong lều trướng rộng rãi. Song phương phân ngôi chủ khách ngồi xuống. Lại thảm mềm mại dễ chịu được trải dưới đất. Còn vách trướng được trang hoàng bằng những tấm thảm thêu đầy màu sắc rực rỡ. Giữa lều đặt một giỏ đựng hoa quả tươi các dụng cụ ăn uống toàn là loại quý hiếm có xuất xứ từ Ba Tư. Thêm vào đầy một khay lớn đựng thịt dê thơm lừng, thể hiện lối sống coi trọng sự xa hoa của chủ nhân. Một bọn bảy tên thủ hạ đều ngồi phía sau mã cát. Mặt ai nấy đều lạnh lùng vô cảm, khác hẳn với thái độ cười cười nói nói, ân cần đãi khách của mã cát. Mã cát không ngần ngại đem thủ hạ ra giới thiệu. Trong đó có một người tên là Thác Bạt Diệt Phu, một kiếm sĩ trẻ tuổi đến từ đảng hạng vẻ ngoài của hắn rất hiên ngang anh tuấn nhưng điều khiến ba người chú ý nhất lại là ở khí độ trầm tĩnh chỗ nào cũng biểu hiện vẻ tự tin và phong phạm của một cao thủ nhất lưu thuật văn nói không sai mã cát tuyệt không phải hạng dễ chơi khách khí một hồi mã cát nâng ly nói ly này là mã cát ta xin dùng để bồi tội với ba vị đại ca chuyện liên quan đến việc ở yến nguyên tập ta hoàn toàn là thân bất do kỷ ai người ta là bá chủ không ai sánh nổi của đại thảo nguyên mã cát này lại chỉ là một tiểu thương bôn ba vì cuộc sống hắn muốn ta đi đông thì ta phải đi đông muốn đi tây thì ta phải đi tây mã cát nào có biện pháp gì khác tuy nhiên ta cũng đã từ chối thẳng thừng không tham dự một chút gì trong chuyện đó may mà ba vị bản lĩnh cao cường phá vây mà đi mã cát mới không phải vì chuyện đó mà ôm hận cả đời ba gã trong lòng đã sớm có kế sách mặc hắn tự làm nhà một mình mọi người nâng ly đối ẩm Thứ rượu được uống đương nhiên là mỹ tử chế từ gạo hưởng thủy. Bạt Phong Hàn cười nói, "Lần này chúng ta đến đây không phải muốn cùng cắt ra tính toán chuyện đó, mà là thương lượng hai vụ làm ăn." Mã Cắt rút ngọn chủy thủ cắm trên con dê thui ra, cắt ba miếng thịt cho ba người rồi mới vui vẻ đáp, "Nghe đến hai chữ làm ăn, Mã Cắt ta lập tức tinh thần phấn khởi hẳn lên. Hầy, cuộc sống càng ngày càng khó khăn, ta lại chi tiêu khổng lồ, không nỗ lực kiếm tiền thì biết phải ứng phó thế nào trong lúc nói chuyện hắn vẫn tươi cười hớn hở hai khối thịt mập ù trên hai má chuyển động qua lại theo động tác biểu lộ tình cảm của hắn khấu trọng mắng thầm trong bụng đúng là đồ hồ ly mập nói như vậy rõ ràng là muốn nói không chấp nhận làm ăn lỗ vốn đoạn gã khẽ mỉm cười buôn bán thì đương nhiên là có lời có lỗ nhưng cát gia cứ yên tâm bọn chúng ta tuyệt đối không để cho ngài phải thua lỗ cả vốn liếng bạt phong hàn cùng từ từ lăng nghe thấy cười thầm Khấu trọng nói chuyện có vẻ khách khí. Thực ra lại không hề khoan nhượng. Chèn ép từng bước, mã Cát cười ha hả. Thật hiếm có người thông tình đạt lý được như thiếu soái. Nếu có chuyện gì xin giao phó cho mã cát. Chỉ cần mã cát ta có khả năng làm được. Tất sẽ vì thiếu soái mà lo liệu ổn thỏa. Khấu trọng vui vẻ nói. Vậy ta cũng nói thẳng nói thật. Chúng ta muốn mua lại 8 vạn tấm da dê của trác đại tiểu thư và số hàng hóa của thương nhân Bình Diêu. Cát ra cứ ra giá nếu trong túi bọn ta không đủ tiền, e rằng phải tìm đến đột lợi để xoay sở số tiền còn thiếu. Mã cắt tuyệt không mảy may biểu lộ phản ứng khi khấu trọng đem đột lợi ra ham dọa. Ngạc nhiên nói, ta thật không hiểu thiếu xoáy nói tới số hàng hóa nào. Bạt huynh cũng đã biết rõ tác phong và thủ pháp của mã tặc. Giả sử chúng có 8 vạn tấm da dê trong tay, khẳng định là không chỉ bán cho một người, mà sẽ phân tán hàng ra để tránh bị người ta truy vấn nguồn gốc hơn nữa còn thông qua nhiều người trung gian để phát tán mã cát ta thì không bao giờ tra hỏi đến nguồn gốc của hàng hóa chỉ biết có mối làm ăn mua bán có lời thì làm vàng thật bạc trắng thì giao dịch từ từ lăng trong lòng thấy khinh thường biết rằng hắn sẽ không dễ dàng chấp nhận hợp tác lạnh lùng hỏi vậy cát ra hiện tại trong tay có hàng hóa gì mã cát với tay lấy một trái hương lê đưa lên miệng cắn một miếng lớn nhai nhồm nhòm. xong rồi mới thong thả đáp từ huynh cần hàng gì mã cát ta sẽ tìm cách cung ứng loại hàng ấy về phương diện này mã cát ta dám nói chắc một lời không ai có thể làm tốt hơn ta còn về giá cả là do người ta quyết định mã cát chỉ lấy ba phân tiền lời là đã cảm thấy trong lòng mãn nguyện rồi khấu trọng uể oải ưỡn lưng nói hai vụ làm ăn này xem ra không có cách nào thỏa thuận được rồi cát gia đích thực là biết cách làm ăn chỉ mong cát gia có thể tiếp tục kiếm lời vĩnh viễn không bị thua lỗ hà hà mã cát khẽ nhún vai đang định nói thì bạt phong hàn nói trước. Nghe nói bái tử đình đang thiếu hụt cung tên nghiêm trọng. Cắt ra hiểu chuyện làm ăn như vậy. Đương nhiên sẽ không bỏ qua dịp tốt này để kiếm một món lớn từ bái tử đình chứ. Mã cắt sắc mặt cuối cùng cũng hơi biến đổi. Cặp mắt ti hí như hai đường chỉ mở to. Chiếu ra luồng nhãn quang sắc bén. Rồi phục hồi trở lại nguyên trạng. Vứt quả hương lê đã bị cắn dở đi. Trầm giọng nói. Mã cắt ta xưa nay không buôn bán binh khí võ bị. Tiền lãi tuy rất lớn nhưng không phải là hảo sự. Long Tuyền có nhiều thợ rèn. Bái tử đình nếu thiếu hàng thì chỉ cần truyền lệnh là có người làm xong. Khấu trọng cười nói, cát gia chớ nên gạt bọn ta. Sự cung ứng của nội bộ Long Tuyền chỉ có thể ứng phó với tình huống thông thường thôi. Chứ tuyệt đối không thể đủ khi các lộ binh mã lúc nào cũng có thể tới đây xâm phạm. Cát gia tốt nhất hãy nhanh chân một chút. Chẳng may mà châu bò húc nhau rồi mũi chết. Là kẻ vô tội mà bị liên lụy thì thật là không đáng nếu bị hiểu lầm là người cung ứng vũ khí cho bái tử đình sau này chỉ có một con đường duy nhất là hy vọng bái tử đình có thể trở thành một hiện lợi khác không thì sinh kế của cát gia khẳng định sẽ có vấn đề mặt mã cát lại biến sắc một khi ba gã cứ khăng khăng nói rằng hắn cung ứng cung tên cho bái tử đình vì ba gã cùng đột lợi có quan hệ mật thiết hắn tất sẽ không có đường thoát huống chi mã cát là kẻ tay đã nhúng chàm hắn cố nén tâm tư trong lòng xuống hít mạnh một hơi rồi thở dài nói. Ba vị đại ca xin dơ cao đánh khẽ. Tha cho một gã tiểu thương như ta. Ba vị chắc cũng không muốn ta bị lỗ vốn mà. Các vị cần hàng gì? Xin hãy viết một danh sách. Rồi cho ta thời hạn một tháng đi thu xếp. Người ta ra giá với ta thế nào? Ta sẽ đưa ba vị đúng giá ấy. Không dám ăn lãi đến nửa phân. Ba vị đại ca hài lòng chứ. Bạt phong hàn cất tiếng cười lớn. Đôi mắt tỏa thần quang như điện. Nhìn chầm chầm mã cắt nói chúng ta vẫn không thỏa thuận được rồi. Vậy cắt ra hãy xem như chúng ta chưa từng đến đây. Ba gã lập tức đứng dậy. Bọn thủ hạ của mã cắt sợ bọn họ ra tay. Cùng lúc đứng lên, không khí lập tức nhuốm mùi kiếm bạt cung dương. Mã cắt vội nói, có gì từ từ nói. Có gì từ từ cứ nói. Ba gã trong lòng đều hiểu người hắn sợ là đột lợi chứ không phải mình. Dựa vào lực lượng bên mình hắn hiện tại. Tuy không thể cầm chân họ, nhưng để bảo hộ mã cắt hắn thì lại có thừa. Mã cát từ từ đứng dậy. Song mục thoáng hiện lên sát khí rồi lập tức đổi thành nụ cười trên mặt. Nén giận hạ giọng nói. Nếu mọi người nhường nhịn lẫn nhau thì có giao dịch nào mà không thỏa thuận được chứ? Mời ba người hãy nói ra đề nghị có thể khiến cho các vị hài lòng. Mã cắt sẽ xem xét lại liệu có thể đáp ứng được yêu cầu đó hay không? Bạt Phong hàn mỉm cười nói. Đêm nay cắt ra trước khi đi ngủ hãy suy nghĩ thật kỹ. Yêu cầu của bọn ta tuyệt đối không cao cái gì của bọn ta là của bọn ta đêm nay đã làm phiền rồi nói xong bước ra khỏi lều ba gã không hề nhìn lại rời khỏi doanh trại ba người nấp trong rừng quan sát doanh trại của mã cắt từ xa khấu trọng cười nói các ngươi đoán xem mã cắt sau khi bị chúng ta dọa một hồi sẽ có phản ứng như thế nào bạt phong hàn xong mục hiện sát cơ lạnh giọng đáp hiện tại hắn chỉ có một phương pháp đấy là không để cho ai bắt gặp và nắm được bằng chứng hắn ta cung cấp vũ khí cho bái tử đình về sau nếu đột lợi có tìm tới hỏi tội hắn vẫn có thể tìm cách trốn tránh từ từ lăng nói nếu quản bình nói thật loạt cung tên vẫn còn đang trên đường đến long tuyền mã cắt đương nhiên lập tức sai người tiếp ứng thay đổi lộ trình hoặc là phân phối thành nhiều kiện nhỏ để di chuyển tại sao chúng ta đứng đây đã hai thời thần rồi mà vẫn chưa thấy hắn có động tĩnh gì cả ít ra hắn cũng phải sai người đi thông chi cho bái tử đình chứ bạt phong hàn giải thích mã cắt là một lão hồ ly trong nhiều năm qua hắn đã tốn rất nhiều công sức kiến lập quan hệ lợi ích cùng các tù trưởng khắp nơi, cho nên mới nổi tiếng như vậy. Các ngươi có thể hỏi đột lợi xem mã cát có phải đã từng đều đặn hiến tặng cho y mỹ nữ và châu báu hay không. Mã cát tuyệt đối không vì bái tử đình mà đắc tội với chúng ta hay là đột lợi. Đương nhiên là không đem chuyện của chúng ta tố cáo với bái tử đình. Con người này tham lam thành tính, không bao giờ bỏ qua cơ hội kiếm tiền. Hắn bây giờ chỉ mong lấy được số ngân lượng để mua hàng hóa của bái tử đình. Sau đó sẽ cao chạy xa bay tìm nơi ẩn thân. Đó chính là tác phong từ trước đến nay của hắn. Khấu trọng hậm hực, mã cát không chỉ giảo hoạt mà còn cẩn thận phi thường. Chẳng lẽ nếu hắn ngày mai mới hành động thì chúng ta cũng phải đợi đến mai sao? Bạt phong hàn cười nói. Chuyện cung tên cứ để cho ta. Đừng quên ta là chuyên gia dụng hình. Xong việc lại có thể khiến cho bọn chúng quên đi những điều gì đã xảy ra. Chỉ cần tìm ra số hàng ấy được vận chuyển như thế nào. Chúng ta có thể đùa bỡn mã cát và bái tử đình như trong lòng bàn tay. Từ từ lăng lắc đầu. Chúng ta cùng tiến cùng lui. Có lý nào lại để huynh ở đây chịu đựng một mình? Bạt Phong Hàn nói, ta là thợ săn, vật săn tuy là mã tặc, nhưng cần nhẫn nại hơn so với bất kỳ thợ săn nào khác. Ngày mai các ngươi đã có hẹn cùng với La Ý và U Lương Tài. Rồi còn phải gặp mặt Việt Khắc Bồng sao có thể ngớ ngẩn cùng ta trông giữ chỗ này được khấu trọng trầm giọng huynh cẩn thận một chút bọn ta sẽ ở long tiền chờ đợi tin tức tốt lành của huynh khấu trọng cùng từ tử lăng dùng diện mục thật đi đến đạo hương quán đã tràn ngập khách la ý và u lương tài đang chờ đợi bọn gã một cách đầy kỳ vọng đối với bọn họ có thể nói khấu trọng đích thực là nước cam tiền cứu mạng trong sa mạc khô hạn là hy vọng duy nhất của họ sau khi yên vị bốn người vừa ăn vừa bàn luận Khấu trọng nói, sự tình có chút manh mối. Số hàng hóa đó của các người chắc rằng vẫn chưa sang tay. Có khả năng rất lớn là chúng sẽ trở về với các vị trong khoảng thời gian ngắn nữa. La Ý cùng U Lương Tài hết sức vui mừng. Cảm kích muốn rơi nước mắt. Từ từ lăng thuận miệng hỏi. Sáng nay có thấy quản bình không? La Ý trả lời với vẻ không chú ý lắm. Sáng nay vừa ra cửa thì gặp hắn từ bên ngoài trở về. Thần tình cổ quái. Gặp chúng ta cũng không chào hỏi giả vờ như không nhìn thấy chúng ta. Hai người nghe xong thì quay sang nhìn nhau. Có thể giải khai huyệt đạo cho hắn. Ngoại trừ bọn họ, chỉ còn thiên trúc cuồng tăng phục nan đà. Trong một đêm mà lão mà có thể phá giải được thủ pháp điểm huyệt động môn của bạt phong hàn. Thật không đơn giản, nhất định phải đánh giá lại người này. Khấu trọng chợt nảy ra một ý, bèn hỏi kỹ hai người về địa hình của ngoại tân quán và vị trí gian phòng của quản bình. Sau đó nói, khi nào có tin vui, chúng ta sẽ tìm các vị rồi gã lôi theo từ từ lăng đứng dậy, vội vã ly khai, đặt chân lên chu tước đại nhai ở cửa bắc, chen vào dòng người đang đi lại. Từ từ lăng nhíu mày hỏi, người có phải lại muốn đến hành hạ quản bình không? Khấu trọng cười ha hà đáp, lăng thiếu ra hễ đoán là chúng. Thử nghĩ xem, Phục Nan Đà gấp rút giải khai huyệt đạo cho quản bình như vậy. Khẳng định là vì nghĩ rằng có đại cửu gia chẳng quản lặn lội đường xa trèo đèo lội suối từ thiên trúc tìm đến đây nên cần cứu tỉnh Quản Bình để còn dò hỏi kết quả. Chúng ta có thể từ trong miệng Quản Bình moi ra chuyện gì đấy hữu dụng. Từ từ lăng không hiểu hỏi. Như vậy không sợ đà thảo kinh xà sao? Nếu liên lụy đến người khác, sợ rằng khéo quá lại hóa vụng. Khấu trọng ôm lấy vai gã nói. Có tuyệt chiêu dụng hình của lão bạt. Quản Bình sẽ cho rằng mình đang nằm mộng. Từ từ lăng ngạc nhiên hỏi. Lão bạt truyền cho ngươi cái cách dụng hình bóp cổ ấy từ lúc nào vậy? Khấu trọng dương dương đắc ý nói. Ngươi cho rằng chúng ta vẫn còn là hai tên tiểu lưu manh ở Dương Châu chắc? Chỉ cần biết được đạo lý bên trong là có thể bắt chước giống hệt. Thủ pháp của lão Bạt là làm cản trở khí huyết lưu thông lên não bộ. Chỉ cần làm đúng phương pháp, xong chuyện thì đánh cho hắn hôn mê, bảo đảm cái đầu nhỏ xíu của hắn sẽ không thể hoạt động được như thường. Quên hết những chuyện đã phát sinh, gã lại trầm ngâm rồi nói tiếp, nhớ hồi còn ở Dương Châu tranh chấp đánh nhau với người khác, ta bị đánh trúng một quyền rất nặng vào gáy sau đó ngay cả chuyện đánh nhau đó ta cũng quên mất chắc là cũng giống với đạo lý này con người trong tình trạng bình thường mới có thể nhớ kỹ được chuyện gì đó nhưng niên kỷ càng cao ký ức lại càng kém đi tất cả là đều liên quan đến cái bộ óc này này hà hà từ tử lăng không có cách nào cản nổi hắn bất lực nói được rồi khấu trọng dắt từ tử lăng đi về hướng ngoại tân quán vừa đi vừa nói nếu có thể chiếm được số cung tên ấy chúng ta hoàn toàn có thể chơi trò Gầy ông đập lưng ông. Đến chỗ của bái tử đình cùng mã cắt làm loạn một phen. Chúng ta há dễ bị bức hiếp sao. Từ từ lăng cũng gật đầu đồng ý, cứ theo như lời quản bình. Số lượng cung tên này cực lớn. Đủ cho long tiền thủ thành trong một năm. Vì vậy đối với bái tử đình mà nói thì nó liên quan tới sự tồn vong sinh tử của bột hải quốc. Giá trị của nó chắc chắn là hơn giá trị của 8 vạn tấm da dê và số hàng của thương nhân bình diêu cộng lại. Khấu trọng nhíu mày trầm tư nói. Cái màn kịch này tịnh không dễ đóng chút nào. Hàng chục xe cung tên. Chúng ta có thể giấu ở đâu chứ? Từ từ lăng chợt hỏi. Tìm biệt lạc cổ nạp thai huynh đệ nhờ giúp đỡ chẳng phải sẽ xong ngay sao? Khấu trọng vỗ mạnh gã một cái cười nói. Cũng vẫn là lăng thiếu ra đầu óc linh hoạt. Ồ, ta đột nhiên phát giác ra cái thành tiểu trường an này thật là khả ái. Hơn nữa lại thú vị phi thường. Từ từ lăng trầm giọng hỏi. Ngươi không còn phiền não vì thượng tú phương nữa sao? Khấu trọng xịu xuống đáp bởi vì ta vừa mới suy nghĩ tới chỗ hưng phấn nên nhất thời đã quên được nàng tiểu tử ngươi thật là tàn nhẫn mà từ tử lang đột nhiên mình hổ chấn động nhìn về phía trước mà không tin nổi mắt mình khấu trọng nhìn theo gã cũng lập tức trợn mắt há mồm một nam hai nữ đang ruồi ngựa lướt dọc theo con phố nam anh tuấn nữ kiều diễm bắt mắt phi thường hồi năm trăm linh một cách tường hữu nhĩ nam tử có mỹ nữ đi kèm hai bên tả hữu kia không phải ai khác mà chính là đoạn ngọc thành một thủ hạ lâu nay bặt vô âm tín không rõ sống chết ra sao của hai gã. Năm đó, không lâu sau khi lập ra xong Long Bang, khấu trọng và từ tử lăng tinh tuyển từ chúng huynh đệ trong bang ra được đoạn Ngọc Thành. Bao trí phục, thạch giới và ma quý bốn người để cùng tham gia vận chuyển muối lên phía Bắc. Trên đường nhiều biến cố đột ngột xảy ra, cuối cùng bao trí phục, thạch giới, ma quý bị thượng quan Long hại chết, đoạn Ngọc Thành đột vây chạy thoát, từ đó không còn tin tức gì nữa hai gã không ngờ ở mảnh đất kỳ dị xa xôi ngoài lãnh thổ của người Hán này lại gặp được hắn. Khấu trọng vừa định tiến lên cùng đoạn Ngọc Thành nhận mặt. Từ tử lăng đã vội vàng kéo gã lui lại bên lề đường. Bên tai khấu trọng, thanh âm của từ tử lăng vang lên. Hai ả à hồi hột này thật là tà môn. Chớ nên khinh cử vọng động. Khấu trọng để ý hai nữ tử hồi hột trẻ chung bên cạnh đoạn Ngọc Thành. Chỉ thấy họ mặt hoa da phấn. Trên người đeo đầy ngọc ngà châu báu. Ánh mắt đầy vẻ phong tình. Quả như lời của Từ Từ Lăng, hai mỹ nhân này tuyệt không phải là con gái nhà lành, thậm chí có thể còn là võ lâm cao thủ hạng nhất lưu. Người khác nhìn hai ả à chằm chắm, bọn ả à cũng nhìn lại người ta, chẳng những không sợ ánh mắt hao háu của nam nhân, mà còn ở trên lưng ngựa trụm đầu ghé tai, có vẻ như đang bình phẩm về những nam tử hai ả à thấy trên đường. May mắn là bọn chúng không hề nhìn về phía hai gã. Khấu Trọng ngây người nhìn Đoạn Ngọc Thành cưỡi ngựa đi qua trước mắt mình, miệng lắp bắp ôi mẹ ôi chuyện này là như thế nào vậy chúng ta có phải đang nằm mơ không từ từ lăng vẫn tập trung dõi theo bóng dáng hiên ngang của đoạn ngọc thành phía xa đoạn hạ giọng nói nhỏ ngươi đi tìm quản bình còn ta đi xem ngọc thành ở lại nơi nào sau đó quay lại đây thương lượng kế hoạch hành động được không khấu trọng thở ra một hơi nói cẩn thận đó nếu như ta đoán không sai hai ả đó chính là người của đại minh tôn giáo chúc ngọc nghiên không phải từng nói thượng quan long là người của đại minh tôn giáo sao hy vọng ngọc thành chưa phản bội chúng ta ai à, sao lại xảy ra chuyện này chứ từ từ lăng vỗ vỗ nhẹ vào vai gã an ủi rồi nhanh chóng ra con đường nhỏ đuổi theo tam mã của bọn đoạn ngọc thành khấu trọng rời đi theo chiều ngược lại của con đường ô không o khấu trọng đến ngoại tân quán đang định vượt tường sau âm thầm đi vào thì thấy quản bình theo cửa sau đi ra nhìn sắc mặt hắn trắng xanh rất khó coi bộ dạng như người mất hồn xem chừng vẫn chưa hồi phục lại sau khi bị bạt phong hàn dùng thủ pháp bức cung bất giác gã cười khổ trong lòng có lẽ cũng phải tha cho quản bình chứ nếu cứ đem hắn ra dụng hình liên tục nói không chừng nhỡ hắn chịu không nổi cái mạng ô oh hô oh ai tai thì có phải là khấu trọng gã tội nghiệt trầm trọng hay sao nghĩ đến đây tự nhiên khấu trọng lại thấy tò mò tên tiểu tử kia trong tình huống thân thể hư nhược như thế không hiểu sẽ chạy được đến chỗ nào đây Quản Bình rõ ràng sợ bị người ta theo dõi, liên tục ngó phải liếc trái. Khấu Trọng vội nấp phía sau một cây đại thụ, đợi Quản Bình ra đường lớn rồi đi lẫn vào dòng người và xe ngựa. Gã mới đi theo phía sau, thỉnh thoảng cũng bắt trước Quản Bình quan sát xem có người theo dõi gã không. Từ khi hiểu chuyện đến nay, Khấu Trọng và từ từ lăng giống như không ngừng luẩn quẩn trong trò chơi tìm kiếm bảo vật. Lúc còn là những tên lưu manh ăn cắp vặt, bảo vật tìm được chính là ngân lượng trong túi của người ta sau này khi trở thành những thanh niên cao thủ xuất quần bạt tị thì bọn họ lại tìm được là hòa thị bích và dương công bảo khố những bảo vật được đánh giá là quan trọng không kém gì ngai vàng của hoàng đế hiện tại đuổi theo phía sau quản bình gã tự nhiên có cảm giác như đang tầm bảo không hiểu tên này muốn đi tìm ai liệu có phải là thiên trúc cuồng tăng phục nan đà chỉ xem thủ pháp phong bế huyệt đạo mà bạt phong hàn cố ý lưu lại để khiêu chiến đã bị người này dễ dàng phá giải có thể thấy lão tuyệt đối không phải hạng tầm thường khẳng định là không dễ đối phó quản bình đột nhiên chui vào một cửa hàng tạp hóa ở phía đông của chu tước đại nhai khấu trọng cười đắc ý vận công tụ lên hai tai lập tức tập trung vào tiếng bước chân của quản bình những tạp âm khác trên đường đều bị cách ly không ảnh hưởng chút nào đến thính giác tập trung cao độ của gã tiếng bước chân của quản bình như được linh giác của gã bao bọc lấy giống như trong muôn vạn huyễn ảnh mà tìm ra vị trí kiếm phong của địch nhân Quản Bình đi xuyên từ cửa sau gian hàng ra ngoài. Khấu trọng thầm chửi hắn rào hoạt. Vội vàng rẽ vào một ngách ngang rồi đi vào một con đường song song với chu tước đại nhai. Bóng dáng của Quản Bình đã ở trước mặt. Bất chợt hắn lại rẽ vào một gian thực điếm khác. Khấu trọng suýt chút nữa đã lỡ mất một cơ hội. Khấu trọng trong lòng kêu tuyệt. Nếu như một người nào đó muốn theo dõi hắn bằng cách cũng đi xuyên qua gian hàng vừa nãy. Khả năng lớn là sẽ bị Quản Bình cắt đuôi khấu trọng đi đến bên ngoài thực điếm thấy có hai người đang ngồi một bên cửa chơi cờ xung quanh có nhiều người bu lại chỉ trỏ gã cũng giả vờ đứng đó xem cờ thực chất đang thầm vận nhĩ lực nghe ngóng xem quản bình bên trong thực điếm có động tĩnh gì chỉ thấy một giọng nói già nua vang lên sao sắc mặt ngươi khó coi vậy khấu trọng trong lòng chấn động tại sao âm thanh này nghe lại quen như thế có điều nhất thời gã không tài nào nhớ ra đó là giọng của ai từ từ lăng ngồi ở một quán trà ven đường chính của đông thị Ngưng thần nhìn theo đoạn Ngọc Thành và hai ả hồi hột đang đi vào một gian hàng bán da dê ở phía bên kia đường. Long Tiền chỉ có đông thị, không có tây thị, nhưng chợ cũng rất nhiệt náo, có thể so sánh với Trường An. Trên đường chính thấy toàn người là người, xe trâu, xe bò rồi xe ngựa đi lại không dứt, huyên náo ồn ào, tràn trề sinh khí. Bỗng nhiên gã có cảm giác bị người ta nhìn chằm chập. Ngay lúc đó phía sau có người đi tới gần, rồi ngồi xuống bên cạnh ánh mắt từ tử lăng vẫn nhìn sang bên kia đường gã nhẹ nhàng hỏi chúc tông chủ từ lần gặp trước tới nay vẫn khỏe chứ thanh âm kiều mị của chúc ngọc Nghiên vang lên đầy vẻ ngạc nhiên tử lăng vẫn không quay đầu nhìn lại trong suốt lộ tuyến lúc ta đi tới thấy xong mục ngươi không hề liếc về phía này tại sao lại biết là ta từ tử lăng đáp mỗi cá nhân đều có khí tức đặc biệt của mình vì thế vãn bối mới biết là chúc tông chủ chúc ngọc Nghiên điềm đạm nói Ta đã sớm vận công thu liễm toàn bộ lỗ chân lông không cho khí tức tiết ra. Ngươi giải thích như vậy rõ ràng là bừa bãi đó. Từ từ lăng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Trúc Ngọc Nghiên đã hồi phục hán trang. Nhưng mặt vẫn che mạng kín. Tuy giữa ban ngày ban mặt. Lại ngồi cùng bàn với nhau. Nhưng gã vẫn có thể cảm thấy quỷ dị thần bí đặc biệt của bà ta. Người đi đường ai cũng nhìn Trúc Ngọc Nghiên với ánh mắt tò mò. Nhưng bà ta không thèm để ý. Từ từ lăng nhiều mày đáp. Nếu nói thế thì chắc là tại hạ này sinh cảm ứng tâm linh với trúc tông chủ. Giống như khi nhìn món ăn ngon ở đằng xa, tuy không thể trực tiếp ngửi thấy hương khí, do ký ức mà giống như ngửi được hương thơm của nó. Trúc Ngọc Nghiên ngưng thần nhìn gã qua lớp mạng che mặt, như đang dò xét đánh giá khả năng tâm linh thiên bẩm kỳ dị hơn người của gã. Một lúc sau nhẹ nhàng nói, "Ngươi đúng là người thẳng thắn, ta thích những người vui vẻ thẳng thắn." Từ từ lăng đương nhiên không hề nghĩ rằng bà ta nói về tình cảm nam nữ. Trúc Ngọc Nghiên tuy có thuật trụ nhan duy trì được vẻ đẹp thanh xuân ở bên ngoài. Nhưng thực tế bà ta là người cùng thời với Ninh Đạo Kỳ. Thạch Chi Hiên, Nhạc Sơn, tình đời đã trải, tang thương cũng nhiều, tuổi tác của bà ta có thể nói làm tổ mẫu của gã vẫn còn dư. Mục quang lại hướng về cửa hàng da dê, gã hít một hơi dài rồi hỏi, tài hạ có thể thỉnh giáo Trúc Tông Chủ một vấn đề không? chúc ngọc nhiên gật đầu nhu nhã đáp hỏi đi chúng ta vẫn đang là chiến hữu phải không từ tử lăng gật đầu rồi nói tại sao chúc tông chủ lại tham gia vào việc tranh đoạt thiên hạ này chúc ngọc nhiên buồn bã than tử lăng đã đem vấn đề tương tự hỏi sư phi huyên chưa từ tử lăng quay đầu nhìn bà ta nhún vai trả lời bởi vì ta đã biết tại sao nàng ta làm vậy nàng ấy không hề giấu giếm chúc ngọc nhiên cất giọng điềm đạm tốt chuyện này cũng chẳng phải bí mật gì nói cho ngươi biết cũng chẳng sao. Đối với người trong ma môn, vô luận lưỡng phái hay lục đạo, thứ mà tất cả đều truy cầu chính là 10 quyển thiên ma sách. Chỉ cần đem 10 quyển hợp lại là một thì sẽ có khả năng tiến vào ma đạo tri cực. Từ đó có thể tu thành đại pháp tối cao là đạo tâm trùng ma. Từ từ lang động dung nói, vãn bối đã hiểu rồi. Chúc tông chủ tranh đoạt thiên hạ, mục đích là thống nhất ma đạo, đem 10 quyển thiên ma sách hợp nhất, hoàn thành khát vọng của ma môn. Trúc Ngọc Nghiên trầm giọng. Vì tranh thiên hạ nên bọn ta phải cùng võ lâm do từ hàng tịnh trai đứng đầu chính diện giao phong. Mỗi khi một phe chiếm được ưu thế thì phe kia phải lẩn trốn. Trở thành ngoại đạo, từ thời Hán đến nay, trong cuộc đấu tranh này chúng ta toàn rơi vào thế hạ phong. Hiện giờ ngươi đã hiểu tại sao Thạch Chi Hiên lại hủy diệt đại tùy rồi đấy. Từ từ lăng chợt hỏi. Trúc Tông Chủ đã từng nghĩ đến vạn dân chưa? Trúc Ngọc Nghiên nói vẻ khinh thường đó không phải là người trí giả tính nghìn điều vẫn có điểm sai lầm sao bất luận là kẻ nào ngồi lên ngôi vua đều không thể không nghĩ đến hạnh phúc của trăm họ nếu không cái ngai vàng của hắn cũng không được yên điều này lịch sử sớm đã khẳng định người nghĩ cứ là người của ma môn lên ngôi hoàng đế thì chắc chắn sẽ phải tàn bạo bất nhân sao suy nghĩ như vậy thật là ấu trĩ ma môn chúng ta quan trọng nhất là chân tình chân tính không giống như những kẻ ngụy quân tử hễ mở miệng là phun ra những thứ nhân nghĩa đạo đức lời nào cũng tuân theo khổng mạnh phật đạo may mắn là tử lăng không phải loại người đó nếu không ta tuyệt không phí lời nói nhiều với ngươi như thế từ tử lăng không biết ứng phó thế nào đành phải miễn cưỡng nói đa tạ chúc tông chủ chỉ điểm bất quá những người ở tầng lớp như lý thế dân rõ ràng bản chất có điểm khác biệt khá lớn so với các vị chúc ngọc nghiên phì cười hỏi vặn khác ư khác ở điểm nào hắn giết người ít hơn chúng ta sao một ngày kia không chừng lý tiểu tử còn phải quay mũi thương đối phó với cả cha anh của mình mới mong ngồi lên được ngai vàng. Đối với những kẻ tranh đoạt thiên hạ, ai thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, từ thời Hán Vũ đến nay, chúng ta chịu đủ trăm nghìn cay đắng. Nếu không có thủ đoạn phi thường, sao có thể sinh tồn đến bây giờ? Từ từ lăng cười khổ đáp, vãn bối đã hiểu rồi. Trúc Ngọc Nghiên vui vẻ nhẹ nhàng nói tiếp, ngươi khẳng khái nói ra những lời này, ta thấy thật vô cùng dễ nghe từ từ lăng lại quay qua nhìn vào cửa hàng đồ ra. Rồi từ tốn hỏi, tiền bối có quan hệ thế nào với đại minh tôn giáo? Trúc Ngọc Nghiên trả lời, cho đến giờ vẫn là quan hệ hợp tác thôi. Bất quá đôi bên hoàn toàn dựa trên cơ sở lợi ích là trên hết. Năm đó ta cứu thượng quan long trên tay các ngươi. Bản chất chính là hành động theo tinh thần này. Từ từ lăng trầm giọng hỏi tiếp. Vinh rào rào có phải người của đại minh tôn giáo không? Trúc Ngọc Nghiên cười yêu kiểu đáp. Coi như ngươi đoán đúng đi. Từ Từ Lăng cũng không ngờ Trúc Ngọc Nghiên lại dễ dàng cho gã một đáp án như thế. Quay đầu nhìn sang Tiệt Thế Ngọc Dung ẩn hiện sau tấm mạng che mặt. Gã tỏ vẻ ngạc nhiên, "Chúc tông chủ có phải là muốn từ nay không cùng Đại Minh Tôn giáo hợp tác nữa?" Giọng Trúc Ngọc Nghiên chợt trở nên lạnh lẽo, "Bà ta từ từ nói, trước mắt, chuyện ta quan tâm nhất chính là giết chết Thạch Chi Hiên. Còn lại đều là thứ yếu." Từ Từ Lăng nhíu mày hỏi, "Phải chăng Đại Minh Tôn giáo và Thạch Chi Hiên có quan hệ gì?" Trúc Ngọc Nghiên đáp, không có quan hệ gì. Nhưng nếu Đại Minh Tôn Giáo có thể bám dễ sinh sôi. Tiên Dương Giáo nghĩa ở Trung Thổ thì cuối cùng cũng có ngày trở thành đại họa đối với lưỡng phái lục đạo chúng ta. Sự thật là bọn chúng đã sớm có mặt ở Trung Nguyên. Chỉ có điều chưa bị phát giác mà thôi. Từ từ lăng nhớ lại chuyện tao nương tử và liệt hà. Biết những gì Trúc Ngọc Nghiên nói tuyệt không phải giả dối. Thuận miệng hỏi luôn, Đại Minh Tôn Giáo có nhân vật nào lợi hại không? Trúc Ngọc Nghiên đáp, Đại Minh Tôn Giáo do Đại Tôn, Thiện Mẫu và Ngũ Minh Tử lãnh đạo. Ta chỉ có duyên gặp Thiện Mẫu Toa Phương một lần. Người này tinh tu dược vương kinh và quang minh kinh trong chấn giáo bí điển sa bố La Can. Võ công không hề kém ta, lại còn tinh thông dụng độc. Chỉ một người này thôi ngươi cũng khó mà đối phó nổi. Từ từ lăng hít vào một hơi khí lạnh. Với thân phận và địa vị của Trúc Ngọc Nghiên, ai dám nghĩ bà ta lại có thể nói ra những lời như vậy? Bên trên thiện mẫu còn có đại tôn nếu vậy võ công người này không phải có thể cùng tống khuyết. Ninh Đạo Kỳ, tất huyền xếp cùng một bậc hay sao? Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, đạo lý này thật chính xác. Trúc Ngọc Nghiên nói tiếp, các ngươi ở trung thổ phá hỏng hào sự của Đại Minh Tôn Giáo. Bọn chúng khẳng định không bỏ qua cho đâu. Ngươi và khấu trọng phải cẩn thận đề phòng. Từ từ lăng cười khổ đáp. Đa tạ tông chủ chỉ điểm. Thạch chi hiên giờ đang ở Long Tuyền phải không? Trúc Ngọc Nghiên không trả lời mà nói. Thủy xá nữ và hỏa xá nữ ra rồi kìa. Từ từ lăng quay đầu nhìn sang. Liền thấy đoạn Ngọc Thành và hai ả hồi hột mỹ nữ đi ra khỏi cửa hàng ra dê. Lên ngựa tiếp tục hành trình. Một đám đông thiếu nữ mặt hạt trong hán phục đang nô đùa cười nói đi đến. Thấy thân hình cao lớn hiên ngang và mị lực sung mãn đến mê người của khấu trọng. Cô nào mắt cũng sáng lên. Chẳng hề hổ thẹn nhìn gã đăm đắm. Khấu trọng tuy hai tay không nghe thấy gì nhưng vẫn có thời gian nở một nụ cười rạng rỡ với cô nàng xinh đẹp nhất trong đám lúc này bằng vào những thanh âm ở bên trong truyền tới lập tức khấu trọng hình dung ra hình ảnh quản bình ngồi trên ghế nặng nhẹ nhanh chậm thế nào cứ như chính mắt gã nhìn thấy vậy chỉ tiếc một điều là y phục mê người của đám nữ từ đó khấu trọng gã thật sự không còn tâm trí nào mà hưởng thụ quản bình thở ra một hơi nặng nhọc lão già có vẻ không còn kiên nhẫn nữa hỏi cuối cùng là đã phát sinh chuyện gì Quản Bình cất giọng than thở. Chuyện đêm qua thật là kỳ quái. Ta chỉ nhớ vừa bước chân ra khỏi đại môn của ngoại tân quán. Bỗng nhiên mất đi chi giác. Sau khi tỉnh lại thì thấy đang ở trong cung. Hai bên là bái tử đình và phục nan đà. Nghe bọn họ nói lại. Ta bị người nào đó phong bế huyệt đạo. Nằm bất tỉnh ở bên ngoài cửa. Lão già trầm mặc hồi lâu. Rồi từ từ nói. Chuyện này đúng là quái dị phi thường. Bọn chúng còn nói gì nữa không? khấu trọng đến thời khắc này càng thêm phần chắc chắn đã từng nghe qua thanh âm lão già này ở đâu rồi chút nữa thì không kìm được thò đầu vào bên trong để xem xem là ai quản bình trả lời bọn họ không nói gì thêm chỉ có phục nan đà cứ liên tục hỏi ta trước khi bị điểm huyệt có thấy người nào mặc đại hoàng bào không ai à, tại sao ta thực sự không nhớ một chút nào thế này lão già trầm ngâm nói từ câu hỏi này mà suy ra có khả năng phục nan đà qua thủ pháp phong bế huyệt đạo đã biết đối phương là ai vấn đề là nơi này có bao nhiêu người như vậy tại sao lại chọn chúng ngươi chuyện này ta phải lập tức bẩm lên phu nhân vừa nghe thấy hai tiếng phu nhân khấu trọng toàn thân chấn động cuối cùng cũng nhớ ra lão già kia là ai phu nhân mà lão nói chính là mỹ diễm lão già trong điếm kia còn ai khác ngoài hữu trường lão của ả à, hôm đó tại thống vạn thành lão này nói ra không đến năm câu vì thế khấu trọng nhất thời không nhận ra ngay được. Bất giác trong lòng mừng rỡ. Chỉ cần theo sát sau lưng hữu trưởng lão. Không chừng gã có thể tìm ra nơi ở của Mỹ nữ rào hoạt này. Vừa mới nghĩ được đến điểm này. Trong tâm gã tự nhiên sinh ý cảnh giác. Lập tức nhìn sang phía bên kia đường. Một nữ tử phong tư xinh xắn. Áo trắng như tuyết. Đầu đội nón lá. Đeo khăn che mặt. Đang hướng tới hắn mà vẫy tay. Khấu trọng trong lòng kêu khổ. Không còn lựa chọn nào khác đành phải lập tức tiến lại tuy không nhìn thấy diện mạo của nàng, nhưng dù có đem đối phương hóa ra cho, gã vẫn có thể nhìn thoáng qua đã nhận ra nàng chính là phó quân tường. Tiểu sư Di đã tuyên triệu, gã làm sao dám không tuân mệnh. Trúc Ngọc Nghiên nói, không cần đuổi theo, nơi bọn chúng tá túc là một tiểu viện của người hồi ở gần Nam Tuyền Kiều phía Nam Thành. Nếu ngươi đuổi theo, sớm muộn gì cũng bị chúng phát giác. Từ từ lăng nói giọng cảm kích, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Trúc Ngọc Nghiên trầm giọng, nếu ngươi khinh thị đại minh tôn giáo, nói không chừng thanh danh một đời toàn bộ chôn vùi ở đây đó." Từ Từ Lăng nhìn lên thấy nhãn thần lăng lệ của bà ta qua tấm sa che mặt, thầm hít một hơi rồi nói: "Ván bối đã minh bạch, bọn ván bối tại Hoa Lâm đã gặp qua liệt hà, người đứng đầu Ngũ Minh tử, đúng là không phải kẻ đơn giản." Trúc Ngọc Nghiên trầm ngâm một lúc, lạnh lùng hỏi: "Hiện giờ các ngươi ở tại nơi nào?" Từ Từ Lăng đem vị trí của tứ hợp viện nói ra rồi nhíu mày thắc mắc. Chúc tông chủ vẫn chưa hồi đáp câu hỏi trước đó của Vãn Bối. Chúc Ngọc Nghiên nói, Thạch Chi Hiên chắc chắn đang ở nơi này, không chừng đã biết ta và các ngươi liên lạc với nhau rồi. Người trong mộng của ngươi đến rồi kìa." Dứt lời, bà ta nhanh chóng nói ra phương pháp liên lạc, sau đó rời thân đi mất. Khấu Trọng lầm lũi đi theo phía sau Phó Quân Tường, cả hai xuyên qua một con đường nhỏ, đã thấy dòng ôn tuyền ở trước mặt, hai bờ nhà cửa san sát. Phó Quân Tường bước lên thạch kiều bắc qua sông chợt dừng chân quay người lại thanh âm trong trẻo rất đáng yêu cất lên ban nãy tên đần ngươi đứng đó làm gì vậy khấu trọng thầm than thế là mất toi cơ hội chi ra mỹ diễm phu nhân nhưng nghe vậy nào dám không đáp thần sắc làm ra vẻ tôn kính đáp tiểu điệt chỉ đang xem người ta chơi cờ thôi phó quân tường tức giận lên nhưng vẫn rất đáng yêu nói láo khấu trọng nhăn nhó cười tiểu sư di thật tinh minh tiểu điệt đúng là nói láo sự thực là tiểu điệt ở đó nghe lỏm hai tên trong quán kia nói chuyện phó quân tường nắm chặt chuôi kiếm lạnh lùng nói ngươi còn gọi ta một tiếng tiểu sư gì nữa ta chặt cái đầu thối của ngươi xuống ngay khấu trọng kinh hãi nói không gọi nữa không gọi nữa chỉ cần sư hắc chỉ mong đại nữ hiệp hiểu rằng chuyện vũ văn hóa cốt hôm đó chỉ là hiểu nhầm tiểu điệt chuyển sang gọi là đại nữ hiệp như thế người có vừa tay không ạ à, ngoài dự liệu của khấu trọng phó quân tường phì cười rồi nói hiểu nhầm ư không ngờ ngươi còn dám nói ra miệng những lời như thế một tiếng hừ lạnh lùng từ phía sau truyền lại rồi có giọng ai đó cất lên thiếu soái dạo này khỏe không khấu trọng giật mình quay đầu nhìn lại chỉ thấy hai nam nhân ung dung từ từ bước lên cầu phong bế lộ tuyến phía sau một trong bọn họ chính là kẻ trước đây đã giao thủ với gã trên biển thủ tịch võ sĩ kim chính tông của cao ly vương nam nhân kia cao hơn kim chính tông một chút toàn thân vận thanh y trên lưng đeo đoàn kích dài cỡ ba xích niên kỳ khoảng ba mươi thân hình to lớn thô hào ý thái phong lưu khí độ phi phàm người đó vừa tới đã cười nhẹ nói hàn triều an ở cao ly xin thỉnh an thiếu soái khấu trọng trong lòng thầm lo lắng gã hiểu rằng mình đã trúng kế của phó quân tường lâm vào liệt cảnh trước sau thụ địch bất cứ ai trong ba người này cũng đủ để ứng phó với gã huống chi là cả bọn liên thủ phó quân tường lại nở nụ cười mê hồn thật đúng như câu nói của hán nhân các người thiên đường có lối ngươi không đi Địa ngục vô môn lại tiến vào là cớ làm sao? Hồi 502, bộc lộ chân tình. Từ từ lăng giờ đã hiểu ý tứ câu nói. Người trong mộng, chúc Ngọc Nghiên tặng cho gã trước lúc từ biệt. Vì đáp án chính là sư phi huyên vừa xuất hiện. Nàng thân vận nam trang. Thần sắc tự nhiên ngồi xuống bên cạnh gã. Điềm tĩnh nhẹ nhàng hỏi. Huynh cùng chúc Ngọc Nghiên có giao dịch gì vậy? Trong lòng từ từ lăng chợt cảm thấy nhói đau. Sư phi huyên đối với gã rõ ràng hiểu lầm ngày càng sâu câu nói đó mới nghe có vẻ như lời thăm hỏi bình thường. Nhưng hiểu ra thì ý tứ lại vô cùng khinh miệt coi thường. Bất quá làn môi quyến rũ kia không thể thốt ra những lời nặng nề mà thôi. Tâm sự bấy lâu gã vẫn giấu chặt trong lòng trỗi dậy. Ánh mắt hướng về Ngọc Dung tĩnh tại như mặt hồ của nàng. Nhún vai tiêu sái đáp. Chỉ là dỗi dãi nói chuyện mấy câu thôi. Đôi mắt tú lệ của sư phi huyên chợt buồn bã nhìn gã. Tử lăng huynh lời nói có vẻ như đang cáu giận. Phải chăng có việc bất bình ở trong lòng? Từ từ lăng không ngờ được thiếu nữ này lại có thể khám phá ra nỗi lòng của mình. Gã gượng cười đáp, lời nói của ta có gì cáu giận ư, đúng là bọn ta với Trúc Ngọc Nghiên có một giao dịch lớn thật. Mục tiêu chính là sát tử Thạch Chi Hiên. Sư Phi Huyên khẽ thở dài. Quan hệ giữa hai người chúng ta sao lại biến thành căng thẳng như vậy chứ? Từ từ lăng nhấc một chén trà ở giữa bàn đặt nhẹ trước mặt Sư Phi Huyên. rót cho nàng một chén thật đầy. Rồi nói, trong lòng tử lăng này, sư tiểu thư vĩnh viễn là người mà ta tôn kính. Làn mi tú mỹ của sư phi huyên chợt nhướng lên, lộ ra biểu tình đau đớn như muốn nói. Cho dù tôn kính thì sẽ thế nào đây? Thần tình như vậy hiếm khi xuất hiện trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Vì thế càng làm cho người ta rung động. Sư phi huyên nâng chén trà nhấp một ngụm nhỏ. Đoàn cất giọng nhu nhã. Ba người các ngươi đại náo tái ngoại một phen long trời lở đất. Ngay cả thường dân ta gặp ở trên đường cũng không thể không nhắc đến mấy người lần này đến long tuyền không phải muốn đem ngũ thải thạch đưa cho bái tử đình chứ trong lòng từ từ lăng cảm xúc trào dâng mãnh liệt gã rất muốn giải thích cho nàng hiểu rằng mình không hề làm trái lại lời hứa sẽ tách ra không đi cùng khấu trọng không giúp đỡ gã trong sự nghiệp tranh bá nhưng như vậy sẽ khiến bí mật của dương công bảo khố bại lộ những lời vừa ra đến đầu lưỡi đành phải nuốt lại ngũ thải thạch đúng là đang ở trên mình ta tuy nhiên vẫn chưa quyết định sẽ xử trí thế nào Sư tiểu thư sao lại đến đây vậy? Sư phi huyên chậm rãi nói. Lúc chu lão thán đến sơn hải quan, đáng tiếc là kim hoàn chân đã rơi vào tay của bọn người đại minh tôn giáo. May mắn là lão có phương pháp tìm kiếm tung tích của vợ, nên đã đuổi thẳng đến nơi này. Ta cũng chỉ vừa mới vào thành sáng nay thôi. Từ từ lang biến sắc, không ngờ lại liên quan đến đại minh tôn giáo. Chi tung pháp của lão như thế nào mà thần kỳ như vậy? Sư phi huyên đáp. Phu thê Chu Lão Thán chắc chắn có quan hệ mật thiết với Đại Minh Tôn Giáo. Năm đó, để trốn tránh sự truy sát của âm quý phái, Lão đã đến hồi hộn núp dưới bóng của thiện mẫu. Sau khi quay lại Trung Nguyên, Lão vẫn lo sợ nên phải xin cầu cứu nơi vinh rào rào. Vì thế mới có chuyện Kim Hoàn Trân bị bắt, từ từ lăng lại hỏi. Sư Tiểu Thư cũng biết Vinh Giảo Giảo là người của Đại Minh Tôn Giáo sao. Sư Phi Huyên giải thích, ta cũng chỉ nghe được qua lời kể của Chu Lão Thán thôi. Vinh Giảo Giảo chính là Diệu Phong Minh Tử trong Ngũ Minh Tử. Là một trong những nhân vật lãnh đạo của Đại Minh Tôn Giáo. Tích Trần Lão Yêu cũng là một minh hữu cực kỳ thân cận của Đại Minh Tôn Giáo ở Trung Nguyên. Bọn này câu kết với nhau lớn mật làm càn. Hồ Phong Hoán Vũ, từ từ lăng nói, nói như vậy, giáo phái này chắc cũng muốn chiếm đoạt tà đế xá lợi. Đại Tôn thật ra là ai? Sư Phi Huyên Đáp, Đại Tôn thân phận thần bí. E rằng chỉ có những nhân vật lãnh đạo ở Đại Minh Tôn Giáo là biết thôi còn thân phận hiện tại của thiện mẫu toa phương chính là đại phi được sủng ái nhất của hầu cân. Thời kiện của bộ tộc hồi hột, à nói gì bày kế gì thời kiện cũng đều răm rắp nghe theo. Từ tử lăng không thể không lo lắng cho Bồ Tát, vội hỏi, thiện mẫu có đích thân tham gia vào cuộc tranh đoạt xá lợi này không? Sư Phi Huyên trả lời, khả năng đó tính ra cũng vô cùng lớn. Bất quá trước mắt, chuyện gấp gáp nhất chính là cứu kim hoàn chân khỏi tay bọn người đại minh tôn giáo. Việc này ta đã đáp ứng chu lão thán rồi. Từ từ lăng nói nhỏ. Tiểu thư có cần chúng ta trợ giúp một tay không? Sư phi huyên nhìn sâu vào tận đáy mắt của gã. Khóe miệng nở nụ cười dịu dàng. Khe khẽ nói. Từ lăng à, chàng thật sự là người như thế nào vậy? Từ từ lăng gượng cười đáp. Nàng có thể nghĩ ta là người vì mục đích bất chấp thủ đoạn cũng được. Ài! Xá lợi rơi vào tay thạch chi hiên. Thực tế trong đó ta có trách nhiệm rất lớn. Vì thế mới cùng Trúc Ngọc Nghiên hợp tác chỉ cần có thể sát tử thạch chi hiên, đặt lại tà đế xá lợi, ta sẽ không còn thấy áy náy không yên nữa. Sư Phi Huyên nhíu mày hỏi, nếu như xá lợi lại lọt vào tay Trúc Yêu Phụ thì sao? Từ từ lăng đáp, hy vọng là Trúc Ngọc Nghiên không lừa dối bọn ta. Bà ấy nói chỉ có đồng quy ư tận với Thạch Chi Hiên mới có khả năng sát tử được lão. Nếu hai kẻ lợi hại nhất trong ma môn này cùng chết đi. Từ nay về sau sư tiểu thư cũng không cần phải lo lắng nữa thần tình sư phi huyên lộ vẻ trầm tư, rồi nhẹ nhàng nói, huynh vẫn chưa hề trả lời thẳng thắn vấn đề người ta vừa mới hỏi lúc nãy. Từ từ lăng ra điều ngạc nhiên, vấn đề gì cơ, sư phi huyên nhìn gã thật lâu rồi nhắc lại, từ từ lăng thực sự là người thế nào? Từ từ lăng cứng họng không biết đáp làm sao, nhìn vào ánh mắt sâu thẳm trong veo của nàng, trong lòng gã trào dâng những tình cảm khó nói thành lời. Một lúc sau mới mở miệng, sư tiểu thư sao lại muốn biết ta là người thế nào? đôi má trắng như xương tuyết của sư phi huyên chợt hồng lên giọng nói thì vẫn bình tĩnh và từ tốn là vì phi huyên vô cùng muốn biết trong lòng từ tử lăng chợt dâng lên một nỗi khát khao cháy bỏng nếu như có thể cùng thiếu nữ đẹp tựa thiên tiên thuần khiết trong trắng cả thể xác lẫn tâm hồn này cưỡi ngựa rong ruổi trên đại thảo nguyên đời này còn mong gì hơn nữa nhưng rồi gã cũng biết chuyện đó tuyệt không thể nào xảy ra đành cảm thán từ tử lăng này là loại người gì thiết nghĩ không nên chính miệng mình nói ra. Và lại, những vấn đề kiểu như thế, chỉ sợ không ai có thể trả lời được. Ta và khấu trọng xuất thân nơi chợ búa, tính tình thô dã khó thuần, nhiều chuyện thực sự không thể kiềm chế. Nếu không sư tiểu thư đâu có tức giận bọn ta như vậy. Sư Phi Huyên lắc đầu, đúng là đã có lúc người ta cực kỳ giận chàng, nhưng vừa rồi nhìn thấy Huynh, những tức giận đó đột nhiên biến mất vô ảnh vô tung. Nếu không người ta đã chẳng tới đây gặp mặt như thế này. Từ từ lăng sững sờ hỏi. Nàng thật sự không còn tức giận ta sao? Sư Phi huyên than. Người ta hiện giờ chỉ biết tự giận mình đã đánh giá quá thấp tình huynh đệ giữa huynh và khấu trọng. Có chàng trợ giúp khấu trọng tranh thiên hạ. Lại thêm đột lợi cũng cùng phe với hai người. Trung thổ đến lúc nào mới có ngày được Thái Bình an lạc đây? Từ từ lăng nghiêm giọng Tiểu thư có thể yên tâm. Ta tuyệt không tham gia vào đại nghiệp tranh bá của khấu trọng đâu. Sư Phi huyên nói. Như vậy thì sao? Khấu trọng sau lưng có tống khuyết toàn lực giúp đỡ. Cho dù hắn không được thuận lợi ở phương Bắc, nhưng ở phương Nam Hùng cứ thì dư sức. Không thể ngờ cục diện nhất thống của đại tùy mới chỉ duy trì được một thời gian ngắn. Thiên hạ đã lại quay về thế Nam Bắc đối đầu. Người đánh qua kẻ đánh lại. Vì thế Phi Huyên mới muốn biết từ từ lang chàng thật sự là người thế nào. Nếu chàng đúng như Phi Huyên vẫn tưởng tượng, thì phải nghĩ một biện pháp gì đó trong tình hình này chứ từ từ lăng bị những lời nói sắc bén của nàng làm cho không biết cách nào mà đáp chỉ đành cười lảng đợi lý thế dân ngồi lên ngai vàng chúng ta lại tiếp tục thảo luận chuyện này được không sư phi huyên lườm gã một cái rồi đáp nhớ là huynh nói vậy rồi đấy nhé phi huyên còn một chuyện muốn hỏi từ từ lăng nhẹ nhõm cả người bởi vì thần thái của sư phi huyên đối với gã hiện tại đã lại như lúc trước gã ung dung nói tiểu thư xin mời cứ nói ra sư phi huyên đi thẳng vào vấn đề chuyện Dương Công Bảo khố thật sự là như thế nào? Nếu như hai người không biết trong khố có khố, làm sao có thể lấy xá lợi ra được? Khấu Trọng cảm giác được mấy người này binh khí chưa xuất ra mà khí thế đã sớm bao phủ lấy gã. Chỉ cần gã có bất kỳ một hành động nào, ngay như nhảy xuống sông tẩu thoát, lập tức bọn họ sẽ toàn lực liên thủ tấn công. Không cần nói cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra. Hàn Triều An là một trong ba người mà Trác Kiều chỉ định Khấu Trọng phải giết mặc dù cuối cùng cũng gặp được đối tượng nhưng hiện tại gã e rằng người bị giết là mình chứ không phải là hắn thật đúng là chuyện khiến người ta không sao cam tâm được do mối quan hệ với phó quân xước trong tiềm thức gã không hề coi tiểu sư di phó quân tường là địch nhân vì thế mới hoàn toàn không để tâm cảnh giác dẫn đến bị hãm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan này nếu có giao chiến phó quân tường khẳng định sẽ hạ thủ không hề lưu tình còn gã thì không thể nào mạnh tay với nàng ta được chuyện thắng hay bại, không cần phải nghĩ cũng có thể đoán ra kết quả rồi. Kim Chính Tông vốn nổi danh binh khí nào cũng có thể đắc tâm ứng thủ. Hắn khoác trên người bộ võ sĩ phục màu trắng của Cao Ly. Bất luận khăn quấn đầu, thắt lưng hay giày đều cùng sắc trắng. Nói chính xác là toàn thân đều một màu trắng. Hắn đứng đối diện với phó quân tường đang chặn ở bên kia cầu. Làm người ta cảm nhận được phong thái đơn giản không màu mè của dân tộc này. Khấu trọng để ý thấy eo kim chính tông đeo hai thanh kiếm một dài một ngắn khẳng định không dễ thi triển có điều nếu như sử dụng tốt đương nhiên sẽ đủ cả hiểm lẫn kỳ khó mà đối phó năm đó cùng hắn giao thủ khấu trọng tự biết mình vẫn còn kém đối phương một chút may mắn dựa vào sóng gió theo biển lớn mà thoát thân bây giờ xem tinh thần khí độ như thế kia hiển nhiên có thể thấy công lực của hắn đã tiến thêm một bước cho dù đơn đả độc đấu hưu chết về tay ai cũng khó nói trước nét mặt hàn triều an đối với khấu trọng lộ vẻ rất khách khí tiến lên một bước hắn mỉm cười hỏi thiếu soái không phải đi cùng bạt huynh và tử huynh sao tại sao hiện tại lại chỉ có một thân một mình ở đây vậy những người vốn đang định đi qua cầu đã nhận thấy không khí kiếm bạt cung dương tình hình có thể xảy ra đại chiến bất cứ lúc nào tất cả đều không dám không tránh né đa phần theo hai cây cầu ở hai bên tả hữu gần đó mà qua sông cũng có một số người đứng lại ở đằng xa để xem nhiệt náo khấu trọng cười hì hì hàn huynh nếu muốn gặp bọn họ thì không gì dễ hơn chỉ cần đi cùng tiểu đệ vài bước là được phó quân tường giận dữ nói vẫn còn hồ ngôn loạn ngữ bây giờ ta cho ngươi hai con đường để chọn một là giao ngũ thải thạch sau đó phế bỏ võ công cách còn lại là đổ máu trên cầu này rồi để mạng tại đây khấu trọng gái đầu đáp mẹ không hề dạy ta cách tự phế bỏ võ công của mình có lẽ tiểu sư Di trước tiên nên mật truyền pháp quyết. Sau đó mọi người sẽ cùng thương lượng tiếp. Kim Chính Tông cười lớn. Hảo đảm sắc, thiếu soái tựa hồ không xem chúng ta ra gì. Khấu trọng nhăn nhó cười. Kim Huynh nói chơi rồi. Ngươi xem ta ngang với phó dịch lâm hay tất huyền sao. Làm sao dám coi các người không ra gì. Vấn đề là ta quả thật không biết phương pháp tán công. Trên người cũng không có ngũ thải thạch. Xem ra đành phải lĩnh giáo cao ly tuyệt học của ba vị vậy phó quân tường hét lên một tiếng lanh lành trường kiếm xuất ra nhằm thẳng đầu khấu trọng chém tới song kích của hàn triều an đôi kiếm một dài một ngắn của kim chính tông cũng đồng thời được rút ra công thẳng tới gã khấu trọng cười lớn không thèm để ý đến kiếm của phó quân tường đang chém tới đầu mình cũng chẳng hề bạt xuất tỉnh trung nguyệt gã nhanh chóng xông về phía trước lao vào thân thể thơm ngát của vị tiểu sư di phó quân tường hét lớn vô lại tiếp đó thu kiếm lùi lại nguyên lai like, cái động tác không ra chiêu ra thức quái quỷ kia hoàn toàn là khấu trọng chợt nghĩ ra để đối phó với dịch kiếm thuật của nàng linh cảm này nảy sinh từ lần ở trong cung của vũ văn hóa cập gã xuất đao không theo phương pháp nào ngược lại khiến cho phó quân tường không có cách nào phát huy uy lực của dịch kiếm thuật khấu trọng buộc phải có hành động đầy vẻ vô lại ấy bởi nếu như để phó quân tường triển khai kiếm pháp khẳng định hắn không thể phân tâm mà đối phó với đợt liên thủ tấn công mãnh liệt của hàn triều an và kim chính tông từ phía sau điều đó có thể đưa gã vào chỗ chết. Sau khi ép cho phó quân tường phải biến chiêu, khấu trọng xoay người, áo choàng da dê cùng tỉnh Trung Nguyệt đồng thời tung ra. Giống như một đám mây trắng quét qua hai người kim hàn. Gã lại vận kinh khí vào, tà áo giống như một cơn lốc xoáy cuồng bạo đánh về phía bọn họ kỳ chưa lăng lệ như thế. Hai người kia chưa từng thấy qua, dương bì bào trước tiên quét qua song kích của hàn Triều An. Người này không hổ có thể cùng với thâm mặt hoàn. Hồ Diên Kim trở thành đầu lĩnh mã tạc danh chấn Tam Phương. Tà kích chém vào áo bào. Còn kích kia nhanh như chớp nhằm thẳng vào mặt khấu trọng đâm tới. Trong lòng hắn thầm nghĩ chỉ cần cản được chiêu này của khấu trọng. Kim Chính Tông sẽ có cơ hội nhất cử giết địch. Đột nhiên, keng, một tiếng, tà kích của Hàn Triều An chém vào không phải là dương bì bào đã được quán chú kinh khí. Mà lại là vỏ thanh tình trung nguyệt giấu sẵn trong đó. Những tính toán từ trước của hắn đều chật lất thân hình bị chấn động lui về phía sau cả cánh tay tê dại đuôi áo bào của khấu trọng sau khi quét vào kích bên tay phải của hàn triều an thuận thế tiếp tục cuốn về phía kim chính tông đang lao tới tên này nào có ngờ được đồng bọn lại không chịu nổi một chiêu của khấu trọng vội vàng lùi lại đồng thời nảy sinh cảm giác kinh hãi khấu trọng thuận tay bạt xuất tỉnh trung nguyệt trở tay chém ra phía sau keng trường kiếm của phó quân tường công đến lần thứ hai liền chém ngay vào đao phong của gã lo hoàn kình như núi lửa phun trào đột ngột truyền qua. Một đằng khí thế như cầu vòng toàn lực phát đao. Một đằng thì vừa mới bị ép biến chiêu. Dù cho phó quân tường có cao minh đến đâu cũng bị gã tiểu sư điện này dùng dịch kiếm đối chọi với dịch kiếm. Thất thế tới nỗi liên tục lùi lại đằng sau giống như bị điện giật. Khấu trọng không nhân cơ hội này để đào tẩu. Cũng chẳng hề thừa thắng truy kích. Chỉ thấy gã bất ngờ cho đao vào vỏ. Bình tĩnh khoác áo choàng lên. Rồi cười dài nói. Vạn sự đều có thể thương lượng. Ta và tiểu sư Di chỉ là hiểu lầm nhất thời. Đối với hai vị đại ca đây đều không có con bà nó thâm cửu đại hận gì. Sao cứ phải chẳng nhau thế này? Mọi người cùng nhau đi ăn cơm hưởng thủy có phải tốt hơn không? Chớ có hiếu thắng đánh sống đánh chết. Coi rẻ sinh mạng như thế. Phó quân tường chĩa thẳng kiếm vào khấu trọng. Mũi kiếm không ngừng rung động như thể sợ đến nỗi run rẩy. Chỉ có người đối diện như gã mới cảm thấy đây là một loại kiếm pháp vô cùng huyền ảo có thể đem toàn thân công lực tích tụ vào kiếm phong, đồng thời hướng tấn công lại biến hóa vô định làm cho đối phương khó mà lường trước được. Chiêu này nếu mà công đến, khí thế sẽ như đâm xuyên núi sông, hai bên tuyệt không còn đường rút lui, tất sẽ có người nằm lại trên cầu. Đó mới chính là võ công thật sự của Phó quân Tường. Khấu trọng trong lòng kêu khổ, trên trời có mẹ đang dõi theo, hắn làm sao có thể sát thương tiểu sư muội của bà? Hàn Triều An và Kim Chính Tông sau khi chấn chỉnh trận cước đã từ từ tiến về phía gã. Họ Hàn cất tiếng cười lớn rồi nói. Thiếu soái ngươi không phải vừa mới chân ướt chân giáo bước vào giang hồ chứ. Đã hơn 10 ngày nay chúng ta chờ đợi để cung hầu đại giá. Khó lắm cuối cùng ngươi mới xuất hiện. Chuyện này không phải đơn giản như ăn cơm uống rượu đâu. Bỗng nhiên tiếng vó ngựa vang lên. Một đội nhân mã phóng như bay tới. Những người đứng xem vội vàng chạy tứ tán. Khung cảnh nhất thời loạn cả lên người dẫn đầu chính là túc mạt mạt hạt vũ sĩ diêu hát hắn tới bên khấu trọng nói lớn thiếu soái giá lâm long tuyền đại vương có lời mời lập tức nhập quan tương kiến từ từ lăng nén tâm sự xuống rồi thản nhiên đáp dương công bảo khố không những là trong khố có khố mà còn phân ra khố thật khố giả khố chính khố phụ nữa sư tiểu thư minh giám ngọc dung của sư phi huyên vẫn tĩnh lặng như mặt nước tựa như nàng đã biết chuyện là như vậy lời nói vẫn điềm tĩnh nhẹ nhàng Tại sao đến giờ lại khẳng khái nói ra như thế? Từ từ lăng đưa mắt quan sát cảnh chợ búa náo nhiệt của tòa thành kỳ lạ mà hai người đang dừng chân này. Gã trầm tư trả lời. Có thể là vì nơi đây cách trung thổ xa quá. Xa đến nỗi khiến cho ta cảm thấy tất cả những chuyện phát sinh ở Trường An giống như một giấc mộng không có thực. Cũng có thể vì ta cảm nhận được nàng tuyệt không bán đứng chúng ta. Đem chuyện này nói với Lý Thế Dân. Đôi mắt tuyệt đẹp của Sư Phi Huyên bỗng lộ vẻ dịu dàng ôn nhu như ánh trăng nàng nhẹ nhàng lắc đầu rồi cất tiếng giọng êm như nước chảy mây trôi phi huyên đương nhiên sẽ không nói ai người ta đã cố hết sức rồi trong cái dòng xoáy tranh giành thiên hạ này không hề có chỗ dung thân cho phi huyên kết thúc chuyện này người ta sẽ quay lại tĩnh trai trừ phi có chuyện bất đắc dĩ sẽ không bước chân vào nhân thế nữa từ từ lăng thất thanh kêu lên cái gì sư phi huyên chớp mắt ngưng thần nhìn gã đoạn cất giọng ôn nhu Tử Lăng có thể nghe một lời khuyên của Phi Huyên không? Từ Tử Lăng tuy biết rõ rốt cuộc chuyện này đến một ngày nào đó sẽ xảy ra. Chính là việc sư Phi Huyên quay lại tĩnh trai tiềm tu thiên đạo vĩnh viễn không bước chân vào trốn phàm trần nữa. Nhưng khi đối diện với sự thật, lại không có cách nào khống chế được tình cảm nổi lên mãnh liệt như trời đất đảo điên trong lòng. Cảm giác vĩnh viễn mất đi nàng khiến tâm hồn gã tan nát. Sư Phi Huyên cúi đầu, nhẹ nhàng nói, đã hiểu ra chưa, từ tử lăng phi huyên thật sự vui mừng khi thấy chàng để lộ chân tình như thế chàng chỉ có một khuyết điểm chính là phiền muộn gì cũng không lộ ra mặt cứ chôn giấu tình cảm của mình vào sâu trong lòng đã không nói ra lại càng không tranh thủ tiến tới đó chính là lời phi huyên muốn nói với chàng từ từ lăng ngần ngơ nhìn nàng lát sau hít sâu một hơi rồi ngập ngừng hỏi phi huyên không phải muốn cổ vũ rằng trước khi nàng quay lại tĩnh trai tiểu đệ phải toàn lực theo đuổi đó chứ hai má của sư phi huyên bỗng đỏ ửng lên, ra vẻ không vui lườm gã một cái, như giận mà không phải giận, thần thái khiến người ta không thể không động lòng, đôi mi tú lệ hơi nhướng lên, chàng thật là, sao có thể suy luận ra như thế chứ, người ta muốn nói đến chuyện giữa chàng và thạch thanh tuyền cơ. Ai, thật không ngờ chàng lại có thể nói ra được những lời như vậy. Từ từ lăng giống như đang lơ lửng trên mây sảy chân rơi thẳng xuống phàm trần. Gã cười gượng gạo lần đầu tiên bộc lộ chân tình đã bị trách là miệng lưỡi khinh bạc xem ra giữ lại trong lòng vẫn tốt hơn nét mặt của sư phi huyên đã trở lại bình thường nàng mỉm cười dịu dàng nói thuốc đắng giã tật sự thật mất lòng phi huyên đối với tử lăng cuối cùng đã vượt qua đạo bằng hữu rồi chàng là người đầu tiên khiến người ta như vậy từ tử lăng bỗng nhiên cảm thấy nhẹ nhõm như được giải thoát không biết là vì đã có thể nói ra những điều thầm kín trong lòng hay là vì sư phi huyên đối với gã không hề vô tình như vẻ bề ngoài câu nói cuối cùng của nàng khiến tim gã đập loạn cả lên tuy vậy gã vẫn làm bộ cười một tiếng ung dung nói cứng ta không có ý định tranh thủ cũng như không dám để lộ chân tình bởi vì ta không muốn miễn cưỡng khiến người khác khó nghĩ đây không phải gọi là cái mà mình không muốn thì đừng nên đẩy cho người khác đó hay sao sư phi huyên nhún đôi vai nhỏ nhắn chuyển sang chuyện khác Tử Lăng có biết nếu Thạch Chi Hiên thật sự có thể dựa vào tà đế xá lợi để bổ sung khiếm khuyết thì người lão muốn giết nhất là ai không? Từ Tử Lăng biến sắc hỏi. Là ai? Sư Phi Huyên lườm hắn một cái rồi nói. Tử Lăng đã đoán ra rồi. Phải không? Từ Tử Lăng hít một hơi thật sâu. Giọng gã lộ vẻ kinh hãi. Chẳng lẽ lại chính là con gái của lão ư? Sư Phi Huyên trầm giọng nhấn mạnh từng chữ. Thạch Thanh Tuyền chính là hóa thân của Bích Tú Tâm. Điểm yếu duy nhất của Thạch Chi Hiên hồi 503, xúc ý ngoạn hỏa, khấu trọng theo các võ sĩ túc mạt cưỡi ngựa về phía ngũ thành. Rồi từ chu tước môn nhập thành, trong lòng thấy như mình được quay lại trường an ở trung thổ. Hai bên tả hữu nhà cửa san sát như rừng, chỉ có điều những vũ sĩ đi lại trên đường có điểm khác với đường quân. Khiến cho người ta không biết đâu là thật là giả nữa. Lúc đến cổng lớn của cung thành là thừa thiên môn, một quan văn khoảng 40 tuổi ra cửa tiếp đón. thi lễ xong tự mình giới thiệu bột hải quốc hữu thừa khách tố biệt cung nghênh đại giá thiếu soái khấu trọng vội nhảy xuống ngựa hồi lễ khách tố biệt tuy mặc trang phục của quan văn nhưng xem ngoại hình và khí độ hai bên thái dương huyệt lại gồ cao có thể khẳng định là cao thủ võ công hạng nhất lưu người này ngũ quan đoan chính tướng mạo bất phàm khách tố biệt tỏ vẻ áy náy nói thật là không may đại vương vừa rồi nghe tin tú phương đại tiểu thư đã đến thành ngoại người không thể không lập tức xuất thành nghênh đón nên không thể tới đón thiếu soái. Bởi vậy, đại vương lệnh cho hạ quan chuyển lời xin lỗi tới thiếu soái. Liệu có thể hẹn lúc nào đó kiến diện được không? Khấu trọng trong lòng chấn động, bụng kêu thầm rằng thượng tú phương cuối cùng cũng đã đến. Lúc này gã làm gì còn tâm tình để trách bái tử đình không tiếp đãi trọng thị chứ? Huống hồ trước khi nắm chắc được số cung tên mà mã cắt đã chủ bị cho bái tử đình đang ở đâu? Gã căn bản chẳng có chút hứng thú nào mà gặp mặt bái tử đình cả nghĩ vậy gã vội nói ngày mai được không khách tố biệt vui vẻ nói đại vương đã sớm có phân phó nhất thiết tuân theo ý của thiếu soái vậy chọn giờ dậu ngày mai đi đại vương sẽ thiết yến để thiếu soái tẩy trần còn chỗ ăn nghỉ hạ quan đã an bài sẵn sàng cho thiếu soái rồi khấu trọng cười nói tiểu đệ sẽ nhập cung bái kiến đại vương đúng giờ còn vấn đề ăn ở thì không làm phiền khách huynh đâu sau vài câu khách khí gã cáo từ rồi ly khai từ từ lăng ngẩn ngơ nhìn sư phi huyên. Trong đầu lại hiện lên hình ảnh của thạch thanh tuyền. Tình cảm bấy lâu dành cho nàng chợt trào dâng. Gã chưa từng đặt mình vào vị trí của thạch thanh tuyền để tưởng tượng ra vết thương sâu đậm của nàng khi chứng kiến tình cừu của phụ mẫu. Đến thời khắc này, được chính miệng của sư phi huyên nói ra sự thật tàn khốc đó. Bất giác gã ngầm hạ quyết tâm. Dù có phải chết cũng sẽ ngăn không cho chuyện này xảy ra. Đúng là thảm kịch nhân luôn gã tuyệt không thể để cho thiếu nữ xinh đẹp đáng thương đó phải chết trong ma thủ của phụ thân nàng. Sư Phi Huyên than, Phi Huyên từng gợi ý thanh tuyền tới tĩnh trai lưu lại một thời gian. Hoặc ẩn cư nơi vắng vẻ nào khác, nhưng cuối cùng đều bị nàng cự tuyệt. May ra tử lăng có thể khuyên nàng chăng? Từ tử lăng cười khổ nói, tính tình thạch thanh tuyền mạnh mẽ. Ta nói chỉ sợ nàng ấy nghe không lọt tai thôi. Sư Phi Huyên ôn nhu nói. Tử Lăng có biết chàng chính là nam tử đầu tiên được Thanh Tuyền mời đến U Lâm Tiểu Trúc không? từ từ lăng thấy đau đớn trong lòng chỉ nói nàng ấy mời ta không phải vì chuyện tình cảm nam nữ gì chẳng qua chỉ vì muốn giải quyết vấn đề bất tử ấn quyền để sau đó có thể an tâm ẩn cư mà thôi miệng sư phi huyên lộ ra một nụ cười dí dỏm chàng sao có thể khẳng định như thế tâm sự của một thiếu nữ chàng có thể hiểu được bao nhiêu không biết đã từng bỏ chút công sức nào tìm hiểu hay chưa từ từ lăng tỏ vẻ không bằng lòng chừng mắt nhìn nàng nói Phi Huyên xem ra cố tình gán ghép ta và Thạch Thanh Tuyền. Phật gia không phải vẫn nói mọi việc tùy duyên sao? Không hiểu trong lòng tiểu thư thật sự muốn gì? Khuôn mặt thông minh của sư Phi Huyên đỏ hồng lên. Nhìn gã với mắt đẹp long lanh như giọt nước. Nàng nhẹ nhàng than, là Phi Huyên không tốt. Nói chuyện đó vào thời điểm này quả thực không thích hợp. Chẳng trách đã làm tử lăng hiểu lầm lời khuyên của người ta. Chàng có thể bỏ qua những lời không phải vừa rồi của Phi Huyên không? Từ tử lăng buột miệng, không thể được nói xong gã liền cảm thấy mình đã có phần bất kính với vị tiên tử này nhưng lời đã thốt ra sao có thể thu hồi được chẳng hiểu có phải vì thấy nàng sắp sửa rời xa phàm trần hoặc vì thần thái mê người cùng giọng nói mềm mại nhẹ nhàng của nàng hay không điều này tự bản thân từ tử lăng cũng chẳng hiểu rõ nữa sư phi huyên không ngờ lại để lộ ra dáng vẻ ngượng ngùng của nữ nhân nàng cúi đầu tránh ánh mắt rực sáng của gã vùng vằng nói khẽ tử lăng sao lại như vậy Sao có thể nói ra những lời vô lễ như vậy với Phi Huyên?" Từ Từ lăng nhớ lại điệu bộ vô tình khi nàng mặc Phật bào lúc gặp gã ở Trường An. Trong lòng chợt nổi lên niềm vui tự gã cũng khó mà giải thích. Đoàn hạ giọng, "Tiểu đệ có một đề nghị lưỡng toàn kỳ mỹ." Sư Phi Huyên dần bình tĩnh lại, ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt gã, nghiêm nghị nói, "Nói thử xem nào." Từ Từ lăng lại ung dung cười, "Không nói nữa, nếu không Phi Huyên sau này sẽ chẳng muốn thấy ta nữa." sư phi huyên lườm gã một cái nếu chàng không nói ra người ta thật sự có thể không muốn gặp lại chàng nữa đó từ từ lăng trong lòng chợt rung động hai câu nói đó rõ ràng rất có tình ý tự nhiên gã có cảm giác đang chơi đùa với lửa bản thân gã thì như vậy liệu sư phi huyên có thể bình thường được không bắt đầu chỉ là một đốm lửa nhỏ nhưng giờ hỏa thế đã bùng phát khó mà dập tắt đại thảo nguyên cũng có thể phải cháy thành cho tàn người thường làm sao mà chế ngự được từ từ lăng hạ giọng hỏi nhỏ ở chốn này hai ta có thể coi là chiến hữu kề vai tác chiến không sư phi huyên gật đầu có thể nói như vậy từ từ lăng gần như lâm trận tới lúc quan trọng chợt muốn rút lui cuối cùng sau khi hít vào một hơi gã lại nói tiếp phi huyên trước khi quay về tĩnh trai có dám để tinh thần của mình thử qua tư vị ái tình không nét mặt sư phi huyên lập tức chuyển thành nghiêm trang ngọc dung tĩnh như mặt nước nàng nhìn gã không chớp một hồi lâu sau đó mỉm cười nói từ xưa đến nay mấy ai lọt qua được lưới tình biết vậy mà tử lăng vẫn nhẫn tâm để phi huyên hãm thân hiểm địa sao từ tử lăng vui mừng cười đáp chỉ là ta muốn vì chính mình mà nói ra những lời thật lòng thôi tiểu thư cũng không cần phải lo lắng như thế sư phi huyên lườm gã nét môi sinh thoáng vẻ đau buồn nhẹ nhàng nói vấn đề của người ta chính là không thể nhẫn tâm lừa dối chàng mà muốn nói với chàng những lời vô tình lại càng khó hơn từ từ lăng chàng sao lại dồn phi huyên vào thế tiến thoái lưỡng nan như vậy từ từ lăng ra điều hối lỗi tiểu thư đã có thể nói ra những lời này tiểu đệ cảm kích vô cùng có chỗ nào mạo phạm xin tiểu thư rộng lượng ai à, để lộ ra chân tình đâu có phải là chuyện hảo sự gì đúng không sư phi huyên lừ mắt nhìn gã vừa cười vừa nói chàng tuy miệng thì bảo lời nói của mình không phải lại còn xin tha lỗi nhưng thực sự trong lòng đâu có hối lỗi Bất quá Phi Huyên cũng không có ý trách cứ gì. Đợi người ta quay về nghĩ kỹ đã được không? Từ từ lăng thất thanh. Nghĩ cái gì? Sư Phi Huyên làm như không có chuyện gì. Đương nhiên là nghĩ về đề nghị của từ công tử rồi. Còn việc gì khác nữa đây? Lúc khấu trọng quay lại tứ hợp viện. Từ từ lăng đang ngồi ngẩn ngơ bên cạnh hồ nước nóng. Ba chú ngựa đã được gã cho ra khỏi chuồng. Đang nhởn nha ăn cỏ ở quanh đó. Khấu trọng đến vỗ về chúng một lát. Rồi tới bên cạnh từ từ lăng ngồi xuống nói. Ngươi biết vừa rồi ta gặp phải ai không? Nói rồi gã kể lại chuyện vừa xảy ra. Cuối cùng lấy làm lạ hỏi. Ngươi đang nghĩ gì thế? Thần tình sao lại cổ quái vậy? Có phải vừa rồi đã nói chuyện với Ngọc Thành không? Từ từ lăng lắc đầu. Không phải. Bất quá ta đã biết Ngọc Thành đang ở chỗ nào rồi. Là Trúc Ngọc Nghiên bảo cho ta. Tiếp đó gã thuật lại cuộc nói chuyện với Trúc Ngọc Nghiên. Khấu trọng dùng mình. Thạch Chi Hiên không ngờ cũng đã tới Long Tuyền sao lão lại ngu ngốc chui đầu vào dọ thế nhỉ từ tử lăng như không nghe hắn nói gì miệng lẩm nhẩm ta vừa gặp sư phi huyên khấu trọng cũng cảm thấy bất ngờ liền quay sang làm bộ kiểm tra kỹ càng thần tình của vị huynh đệ rồi cất giọng thăm dò nàng ta chịu không được nên đến đây tìm ngươi phải không từ tử lăng phát cáu đáp nàng ấy gặp được chu lão thán vừa mới thoát khỏi tay đại minh tôn giáo sau đó vì muốn cứu tiếp kim hoàn chân khỏi bọn chúng nên truy thẳng tới đây khấu trọng trầm ngâm chắc nàng ta từ miệng của tiểu tuấn mà biết được hai cái xác đó là giả vậy thì chắc là nàng ta tìm được lão chu ở sơn hải quan ngươi có hỏi xem ở sơn hải quan kẻ nào là người của đại minh tôn giáo không từ từ lăng lúng túng có cơ hội gặp lại ta sẽ hỏi khấu trọng cười lớn lại vỗ vai gã vui vẻ nói chuyện đó không thành vấn đề là huynh đệ với nhau ta làm sao trách ngươi được hà hà đừng có giấu ta nữa Ngươi và sư phi huyên chắc hẳn đã thề thốt trung thân. Vì thế dáng vẻ của ngươi mới cổ quái thế này chứ. Từ từ lăng than, thề thốt trung thân, ngươi đừng đem chuyện của ta ra mà đùa cợt chứ. Phi huyên đã nói với ta, sau khi chuyện này kết thúc lập tức sẽ quay lại tĩnh trai không ra ngoài nữa. Cũng không can thiệp vào đại nghiệp tranh bá thiên hạ của ngươi nữa. Khấu trọng kêu lên thất thanh, cái gì, từ từ lăng ngửa mặt nhìn trời, thở ra một hơi ta phải chăng là người bất cứ việc gì cũng giấu kín trong lòng khấu trọng ngẫm nghĩ rồi nói nhưng ta thật sự không có cảm giác này cũng có thể là vì ngươi chưa từng che giấu sự bất mãn đối với ta rồi gã lại hưng phấn đặt tay lên vai từ từ lắng tò mò hỏi tại sao bỗng nhiên ngươi lại nghĩ như thế có phải là sư tiên tử nói không từ từ lăng cười khổ ta hiện giờ đang muốn có người để tâm sự đây ngươi có hứng thú nghe không khấu trọng vỗ ngực nói lớn cả đời chỉ có hai huynh đệ ta, ngươi không nói với ta thì nói với ai đây? Từ từ lăng liền hạ giọng, trong 10 ngày tới, ta muốn toàn lực theo đuổi sư phi huyên, hưởng thụ tư vị ái tình mà đã biết trước không hề có tương lai. Nhưng lại sợ làm hỏng thanh tu của nàng, trong lòng vô cùng mâu thuẫn, khấu trọng nghe xong trợn mắt há miệng, thực tế gã có nằm mộng cũng không nghĩ ra cái tên từ từ lăng này lại có thể can đảm. Không ý kỵ mà quyết liều một phen như thế. Từ từ lăng lộ vẻ hoài nghi. Có phải ta rất ngốc không? Khấu trọng chuyển sang dáng vẻ một chuyên gia tâm lý. Gã phân tích, sư phi huyên có đồng ý không? Nếu nàng ta một mực cự tuyệt, đối với ngươi sẽ là đả kích nghiêm trọng khó mà tính trước được. Đừng quên trong chuyện tình cảm ngươi là người yếu đuối lắm đấy. Từ từ lăng giống như một đứa trẻ đang cần giúp đỡ vội nói. Nàng ấy nói để suy nghĩ thêm đã. Khấu trọng thất thanh, cái gì, không ngờ ngươi đã cùng nàng ta nói qua vấn đề chính rồi không phải chuyện này chỉ có thể làm mà không thể nói ra sao con bà nó là con gấu nàng ta định suy nghĩ cái gì từ từ lăng phì cười nói bậy đủ chưa bây giờ chính là lúc ta hạnh phúc nhất thực ra kỳ vọng của ta đối với sư phi huyên không nhiều chỉ mong nàng không trách cứ hoặc làm mặt lạnh với ta mà thôi không biết có phải vì chúng ta đang ở miền đất lạ lẫm này hay không trước đây ở trung thổ bị bao điều cấm kỵ gò bó giờ tại nơi xa xôi này những chế ước đó hoàn toàn mất hiệu lực ta chợt muốn làm điều gì đó thật vui vẻ thoải mái ta thật sự có điểm thất thường bất quá nàng ấy cũng không khác ta là mấy đâu khấu trọng vỗ mạnh vào vai gã hào tiểu tử trước giờ ngươi đúng là chân nhân bất lộ tướng khiến ta rất lo lắng chuyện trung thân đại sự của ngươi chỉ sợ sau khi chúng ta chia tay ngươi sẽ đi làm hòa thượng nào biết được ngươi cũng vướng vào ải tình như vậy ta nghĩ ngươi cứ việc tiến hành đừng lo hậu quả đơn giản là đem toàn lực chiếm lấy tiên tử ấy vào trong tay sau này phu thê nghĩa nặng tình sâu cùng nhau đi đến chân trời góc biển đời người cũng chỉ có thế còn tiếc gì nữa từ từ lăng bực mình nói thỉnh giáo với hạng người trong mắt chỉ có thành quả công lợi như ngươi thật chẳng khác gì hỏi đường kẻ mù thôi đừng nói lời thừa nữa việc cần kíp trước mắt chính là tìm hiểu xem ngọc thành đã xảy ra chuyện gì sau đó thử xem có thể thông qua hắn mà tìm được tung tích của kim hoàn chân hay không cuối cùng thì xuất thủ cứu người khấu trọng cố trèo kéo việc đó đương nhiên bất quá chuyện vừa rồi ta vẫn chưa nói hết từ từ lăng ngắt lời gã ngươi làm gì có khả năng nói ra những lời có tính xây dựng chứ tiết kiệm sức lực đi khấu trọng cười nói ta chỉ là muốn biểu lộ thành ý giúp đỡ ngươi mà thôi tình yêu giang dở biết đâu lại còn cảm động hơn là thứ tình yêu trọn vẹn không tin hãy nhìn vào thạch chi hiên và bích tú tâm nhạc sơn và trúc ngọc nghiên mà xem chà ta và thượng tú phương không biết rồi có trở thành một mối tình đau khổ không có kết quả hay không từ từ lăng bật cười chửi cút cái con bà con gấu ngươi đi nếu ngươi yêu người khác mà không để ý đến tống ngọc trí ta chẳng những không chút cảm động ngược lại chỉ coi ngươi là tên vong tình phụ nghĩa ta khuyên ngươi hãy tu tỉnh lại đi khấu trọng tỏ vẻ thất vọng chửi hay lắm có điều tình cảnh của ta khác với ngươi rất nhiều ai lòng ta bỗng nhiên rối loạn tình thế ở đây quá phức tạp không đơn giản như lúc ở trường an chỉ cần tìm được dương công bảo khố là đã có thể xem như đại công cáo thành từ từ lăng phản bác hiện giờ cũng chả có gì phức tạp cả quan trọng nhất là đòi lại tám vạn mảnh da dê cho đại tiểu thư tiếp theo là giúp chuyện thương thảo của đám thương nhân bình diêu sau đó là giết thạch chi hiên ừm lại còn phải giúp việt khắc bồng ám sát thiên trúc cuồng tăng phục nan đà ái trà con bà nó đúng là phức tạp thật khấu trọng đắc ý nói Thấy ta nói có đạo lý chưa? Khó nhất là mối quan hệ phức tạp với tiểu sư di. Chỉ cần nàng ta là đã đủ khiến chúng ta đau đầu rồi. Ngọc Thành thì xem ra đã bị yêu nữ của đại minh tôn giáo hấp hồn. Hắc, tạm thời bỏ qua các việc khác không lý tới. Đi tìm Ngọc Thành hỏi cho rõ ràng đã rồi mới tính tiếp. Từ từ lăng vươn người đứng dậy rồi hỏi. Nếu đúng là Ngọc Thành phản bội chúng ta, người định giải quyết hắn thế nào? Khấu trọng ôm đầu nói chẳng lẽ ta lại có thể hạ thủ hắn được sao tốt nhất là ngươi khuyên hắn đi thật xa nếu không đừng trách ta xuống tay vô tình ai à, không thể nào ngọc thành không phải loại người đó trong chuyện này nhất định có tình tiết gì đó mà chúng ta chưa nghĩ ra đột nhiên gã nhảy bật dậy kéo vai từ từ lăng bước ra phía cửa lớn vừa đi vừa than vãn mà cũng có thể ta đã quá lạc quan xưa nay nhân tâm khó đoán lại ở dưới ma lực của mỹ nhân bất luận là yêu nữ hay thánh nữ đều giống nhau cả chẳng phải có câu nụ cười khuynh quốc khuynh thành sao lúc này ngươi chính là một ví dụ sống động nhất từ từ lăng nghe xong cười vang hai người bước ra đi dạo loanh quanh long tuyền là tòa thành nhiều cầu nhất mà khấu trọng và từ từ lăng đã từng đi qua sông rạch quanh co đường phố vòng vèo tương ứng sự kết hợp của nước phố cầu nhà rất xảo diệu tạo nên một thể thống nhất nước ở các kênh rạch xung quanh đều là nước nóng nhiệt khí bốc lên mù mịt giống như một tấm khăn mỏng mê ly khoác lên cảnh vật hai bên bờ khiến người ta điên đảo mê say hai người ngồi lên một con thuyền nhỏ do thuật văn cung cấp đầu đội nón trúc trèo thuyền lướt giữa những con thuyền đang chen trúc trên dòng sông nhỏ uốn lượn khéo léo theo từng khu nhà và từng đám cây cối ven bờ từng chiếc thạch kiều vụt qua trên đầu giống như những giấc mộng của đời người cứ lần lượt đến rồi đi càng đi về phía nam thành lượng người đi bộ càng giảm xuống không gian tĩnh lặng hẳn đi từ khi đến tiểu trường an tức là long tiền này hai gã lần đầu tiên có cơ hội cảm nhận vẻ đẹp của chốn thành thị kỳ lạ vùng đông bắc đại thảo nguyên. Từ đó cũng nhận ra dã tâm tranh bá của bái tử đình. Khấu trọng phụ trách chèo thuyền, gã hướng vào từ tử lăng đang ngồi ở giữa thuyền hỏi. Ta có nên đi gặp thượng tú phương không? Từ tử lăng điềm tĩnh trả lời. Tốt nhất là đừng có đi. Khấu trọng lộ vẻ khó xử. Không sợ có điểm thất lễ sao? Từ tử lăng than, là ngươi tự chuốc lấy phiền não thôi. Nhớ lại lúc ở lạc thọ ngươi muốn né tránh sờ sờ. Đang đêm bỏ cả ngủ mà lên đường. Giờ lại muốn tự chui đầu vào lưới để đầu hàng thượng tú phương. Tính toán kiểu gì mà dối dám vậy. Khấu trọng cười ha hà nói. Ta thật sự đầu hàng rồi. Nhưng là đầu hàng ngươi. Không đi thì không đi chứ sao. Từ từ lăng truyền qua chuyện khác. Không hiểu đại minh tôn giáo có biết được quan hệ của bọn ta và Ngọc Thành không nhỉ. Khấu trọng dùng mình đáp. Ta thật sự chưa nghĩ đến vấn đề này. Xem ra chúng không biết thì hợp tình hợp lý hơn. Đặt giả thiết bọn người đại minh tôn giáo biết rõ mối quan hệ này. Lại vẫn để cho Ngọc Thành có cơ hội gặp lại ta và ngươi. Chứng tỏ chúng đã tin tưởng Ngọc Thành không còn hoài bão quay lại với bọn ta nữa. Con bà nó chứ, có phải Ngọc Thành đã là người của bọn chúng rồi không? Từ từ lăng chợt nói. Còn nhớ những gì Sư Phi Huyên nói tại Sơn Hải Quan không? Đại Minh Tôn Giáo bên dưới Đại Tôn và Thiện Mẫu còn có người gọi là Nguyên Tử. Vậy mà Trúc Ngọc Nghiên không hề đề cập đến người này. Khấu trọng trầm giọng, ngoài nguyên tử gia còn có ngũ ma nữa, là Trúc Ngọc Nghiên thực sự không biết hay bà ta còn có ý che giấu. Từ từ lăng phân tích, Trúc Ngọc Nghiên về lý mà nói không thể làm hại chúng ta. Cứ như lời nói thì kẻ địch lớn nhất của bà ta là Thạch Chi Hiên. Không có chúng ta giúp đỡ, bà ta có muốn cùng Thạch Chi Hiên đồng quy ư tận cũng chẳng có khả năng nay quan hệ của trúc ngọc nghiên với đại minh tôn giáo từ hợp tác biến thành đối địch đương nhiên là do thế lực của đại minh tôn giáo không ngừng bành trướng ảnh hưởng đã lan vào trung thổ khiến bà ta sinh lòng lo sợ rằng một ngày giáo phái này sẽ vượt qua âm quý phái vì thế bà ta tuyệt không vì đại minh tôn giáo mà che giấu gì đâu khấu trọng chợt hỏi nguyên tử của đại minh tôn giáo là ai nhỉ từ từ lăng đáp chúng ta có thể kiếm một người mà hỏi cho rõ khấu trọng buột miệng sư phi huyên từ từ lăng gạt đi không phải sư phi huyên mà là chu lão thán lão được an bài tại một tư gia ở phía đông chúng ta xử lý chuyện của ngọc thành xong lập tức đi tìm lão sau đó hãng đi gặp việt khắc bồng con thuyền nhỏ đi ngang qua một cây thạch kiều rồi chuyển sang một đoạn uốn khúc hai bên bờ rất nhiều cây phần du soi bóng nhuộm xanh cả mặt nước khiến người ta tinh thần phấn chấn cây cầu có khác ba chữ nam tuyền kiều xuất hiện ở phía trước hai bên tả hữu có nhiều trang viên rất quy mô bốn phía tường cao đình đài lầu các ẩn hiện sau rừng cây xanh ngắt cảnh trí tuyệt đẹp tiểu hồi viên mà hai gã cần tìm chỉ cách dòng sông có một con đường trước cửa là một bến đò có mấy chiếc thuyền to nhỏ neo đậu tại đó đoạn sông này mặt nước mở rộng ra chiều ngang đạt tới ba trượng một con thuyền lớn hơn gấp đôi chiếc mà khấu từ đang ngồi từ bến đò đi ra hướng về phía bọn họ cả hai gã liền chăm chú nhìn qua thấy người lái thuyền là một đại hán người hồi hột. Ba người còn lại chính là đoạn Ngọc Thành cùng với hai yêu nữ thủy xá nữ. Hỏa xá nữ lúc nào cũng quanh quẩn bên hắn. Hai con thuyền nhanh chóng tiếp cận. Đoạn Ngọc Thành và hai ả à kia cũng nhìn về phía bọn gã. Khấu trọng nhấc nón trúc ra. Để lộ khuôn mặt, nhìn thẳng về phía thuyền bên kia. Đoạn Ngọc Thành vừa trông thấy gã. Thân người hơi run lên. Nhưng không hề cất tiếng gọi. Còn những đôi mắt đẹp của hai ả à kia thì đồng thời sáng rỡ hẳn đã bị tướng mạo đường đường của khấu trọng làm cho mê hoặc lúc khấu trọng đặt nón trúc xuống hai thân thuyền lướt qua nhau rồi nhanh chóng tách ra xa dần hai ả à kia không kìm được quay đầu nhìn lại đoạn ngọc thành thì giống như biến thành một tảng đá không hề cử động khấu trọng hít sâu vào một hơi nói là rồng hay là rắn tất cả do chính ngọc thành quyết định thôi từ tử lăng gật đầu đồng tình nếu hắn chưa biến chất chắc sẽ lưu ám ký ở cửa nam để tìm cách liên lạc với bọn ta trước đây bọn gã đã thống nhất thủ pháp truyền tin bí mật nếu ngọc thành vẫn còn coi mình là thành viên của song long bang hắn sẽ tự biết thông qua ám ký để liên lạc với hai gã khấu trọng trèo thuyền rẽ vào thủy đạo bên trái qua một khu vườn nhỏ rồi đi vào nhánh sông phía đông thành gã đề xuất tìm chu lão thán uống trà bàn chuyện nhé từ từ lăng thầm nghĩ không chừng lại có cơ hội gặp sư phi huyên trong lòng liền cảm thấy nhộn nhạo bừng bừng như lửa cháy hồi 504, tập tành yêu đương. Hai người buộc con thuyền nhỏ vào một gốc cây du ở ven bờ sông rồi lên bờ đi đến căn nhà nhỏ mà Chu lão thán đang ở, không chỉ những con đường rộng thẳng ở Long Tuyền gần giống như ở Trường An mà các ngõ nhỏ vào nhà cũng có trật tự phép tắc tương tự. Thạch Kiều và nhà cửa nối nhau san sát, một số tòa kiến trúc còn được dựng trên mặt nước, về phương diện trang trí thì hết sức giản lược, chú trọng vào tính thực dụng, đến ngoài cửa căn nhà mà sư Phi Huyên đã chỉ, khấu trọng hạ giọng, ngươi đoán xem chu lão thán sẽ dùng thái độ gì để đối đãi với chúng ta hai ân nhân đã cứu mạng của lão là cảm kích hay là nghi ngờ cái đó là giang sơn dễ đổi bản tính khó rời từ từ lăng mỉm cười vì đoạt lại tà đế xá lợi ngươi muốn lão gọi ngươi là lão gia cũng không thành vấn đề nghĩ nhiều vô ích ta nghĩ đừng gõ cửa cầu kiến nữa cứ thế trèo tường mà vào làm lão ta kinh ngạc một phen khấu trọng nghe ngóng một lúc nói trong nhà không có chút âm thanh nào. Xem ra Chu Lão Thán đã ra ngoài xem xét tình hình. Đi khắp nơi để cảm ứng vị trí của xá lợi từ từ lăng cầm nắm cửa gõ xuống ba lần. Quả nhiên không thấy có phản ứng gì. Gã đánh mắt sang khấu trọng. Sau khi xem xét trên đường không có ai. Hai người phi thân qua tường tiến vào trong. Bọn gã đi qua một cái sân rồi tiến vào khu nhà. Cửa chính hơi hé mở. Cảnh vật yên lặng. Từ từ lăng cao giọng gọi. Khấu trọng và từ từ lăng bái kiến Chu Huynh ngoài dự liệu của hai gã một âm thanh buồn bã từ phía sâu trong phòng vọng ra thì ra là ân nhân cứu mạng của lão chu vào đây nhanh lên khấu trọng cười ha hả chu lão huynh đúng là cao minh cả hai chúng ta đều không phát giác ra trong phòng lại có người đang định cất bước tiến vào khấu trọng chợt thấy thần sắc từ tử lăng lộ vẻ kỳ quái đang định hỏi thì tay của từ tử lăng đã đặt lên vai hắn đầu ngón tay nhanh chóng viết một chữ giả khấu trọng trong lòng chấn động vô cùng kinh sợ từ tử lăng trong thân phận nhạc sơn đã từng gặp mặt và giao đấu với chu lão thán vì thế có thể nhận ra thanh âm của lão nhưng đối phương không biết chuyện này nên muốn giả làm chu lão thán lừa hai gã nếu như từ tử lăng không nhầm nhất định chu lão thán đã hung đa cắt thiểu hoặc đã bị người ta bắt rồi căn nhà này là sư phi huyên nhờ một tay thương gia người hán địa phương an bài cho chu lão thán còn sư phi huyên đã quen độc lai độc vãng không ở lại chỗ này vì thế nếu không phải từ từ lăng đã từng gặp Chu Lão Thán. Hai người không trúng kế mới là kỳ quái. Két, két, hai cánh cửa được mở ra. Chu Lão Thán giả hiện thân ở cửa chính. Từ từ lăng lập tức giật mình. Thiếu chút nữa đã nhảy dựng lên. Chu Lão Thán giả và Chu Lão Thán thật về ngoại hình có đến bảy. Tám phần giống nhau, cũng là mặt rộng, cầm vểnh môi dày, gò má nhô cao, thân hình vừa lùn vừa mập. Mình tuy khoác tăng bào nhưng thân đầy tà khí. Nếu như từ từ lăng gặp người trước rồi mới nghe tiếng. Do gã với chu lão thắn thật gặp nhau đã lâu. Nói không chừng đã bị lão qua mắt rồi. Lúc này gã trong lòng đã có hoài nghi. Nhìn kỹ một lúc, lập tức phát giác mũi của chu lão thán giả ngắn hơn. Nhãn thần cũng khác biệt. Trong ánh mắt sắc bén của từ từ lăng, người này không hề dịch dung cải trang. Cũng không hề đeo mặt nạ. Tuy nói người có thể giống nhau, nhưng giống nhau đến mức độ này, Trước mắt chỉ có khả năng Chu lão thán giả là huynh đệ song sinh với Chu lão thán thật. Rốt cuộc, chuyện này là thế nào đây? Chẳng trách sư phi Huyên cũng bị lừa. Chu lão thán giả cười nói, hai vị đại giá quang lâm, khiến lão thán đang buồn hóa vui, mời vào đây uống trà rồi nói chuyện, khấu trọng ha hả cười lớn, không hề sợ sệt bước vào trong thính đường. Bên trong bố trí đơn giản, ngoài bộ bàn ghế ra, chỉ còn vài thứ đồ gia dụng, xung quanh hoàn toàn trống trải càng làm tăng thêm vẻ tĩnh lặng của căn phòng, hai người yên vị xong, Chu lão thán cũng ngồi xuống một bên bàn, nói: "Hai vị đến vừa đúng lúc, ta vừa mới ở ngoài về, đang ngồi đợi sư cô nương, các ngươi gõ cửa không dùng thủ pháp đã ước định, ta còn tưởng là địch nhân đã tìm đến." Từ từ lăng nói: "Lão huynh đã gặp sư tiểu thư chưa?" Song mục Chu lão thán giả ánh lên ngọn lửa cừu hận, tình cảm như lộ hết cả ra ngoài, nói: "Ta chỉ lưu ám ký lại ở nơi đã ước định." mời nàng đến để tương kiến. Vì ta đã tìm ra nơi hoàn chân bị cầm tù. Khấu trọng làm ra vẻ vui mừng. Hỏi, tàu tàu bị giam ở đâu? Chu lão thán giả hạ giọng nói nhỏ. Phía tây ngoài thành, trong một trang viên tại một thôn nhỏ cách đây khoảng 10 dặm. Đó là một xào huyệt bí mật của Đại Minh Tôn Giáo. Từ từ lăng nói, không cần chờ sư tiểu thư về nữa. Chúng ta lập tức đến đó cứu người đi. Chu lão thán giả lắc đầu nói. Trang viên đó được canh phòng nghiêm ngặt thực lực khó mà đánh giá được. Đáng sợ nhất là bọn chúng thà giết hoàn chân chứ quyết không để chúng ta cứu được bà ấy ra. Vì thế, chúng ta phải đợi đêm xuống mới tìm cách để đột nhập. Lúc đó sẽ có nhiều cơ hội cứu được hoàn chân. Khấu trọng nhíu mày hỏi. Chu huynh bằng cách nào biết được tàu tàu bị giam ở trang viên đó? Chu lão thán giả đối đáp rất trơn chu. Hoàn chân có một loại công pháp. Trừ phi bọn người đại minh tôn giáo làm bà ấy hôn mê còn không thì kể cả ở khoảng cách xa cũng có thể khiến ta nảy sinh cảm ứng. Tuy nhiên, bọn chúng hiển nhiên muốn lợi dụng kỳ thuật tìm kiếm thánh xá lợi của bà ấy. Vì thế ta mới có thể đuổi theo một mạch đến Long Tuyền được. Nếu như không biết lão là giả, bọn gã khẳng định đã bị lừa và tin những điều lão nói là thật. Hiện giờ, khi đã hiểu lão chỉ là bịa chuyện, hai gã tin rằng trên thế gian này căn bản làm gì có loại công pháp như thế. Từ từ lăng thầm kêu tuyệt, tin tức giả đối tin tức giả mọi người không ai nợ ai. Nói, bạt phong hàn đã ra ngoài thành đuổi theo vợ chồng thâm mặt hoàn. Khoảng ba ngày nữa sẽ quay lại. Chu lão thán giả lại hỏi, ngũ thải thạch có phải đang ở trong tay các ngươi không? Khấu trọng đáp, bọn ta đã giấu kỹ ngũ thải thạch ở ngoài thành rồi. Khi xảy ra chuyện sẽ có cái mà thương lượng với bái tử đình. Chu huynh đã có kế sách gì để giải cứu tàu tàu chưa? Chu lão thán giả không trả lời mà hỏi lại. Các ngươi có biết sư tiểu thư ở chỗ nào không? từ từ lăng lắc đầu cười khổ nói. Nàng ấy hiểu lầm bọn ta rất sâu sắc, chịu nói vài câu với chúng ta đã là nể mặt lắm rồi. Làm sao cho bọn ta biết nàng đang ở đâu được chứ? Đôi mắt gian tà của chu lão thán giả thoáng lộ vẻ vui mừng. Hỏi tiếp, vì sao sư cô nương lại nói cho các ngươi chỗ ở của ta? Hai người gần như không biết trả lời lão như thế nào. Từ từ lăng trong lúc gấp gáp chợt nảy ra một ý. Trả lời lão, sư tiểu thư làm gì đến nỗi bất cận nhân tình như thế? nàng ấy biết bọn ta từng cứu tẩu tẩu khỏi tay của Vinh rào rào. Vì thế mới cho phép bọn ta đến gặp lão huynh. Khấu trọng không để lão nghĩ thêm. Hỏi, bọn huynh không phải đã bị bắt ở trong sơn hải quan sao? Người nào đã tập kích bọn huynh? Sao sư phi huyên lại chỉ cứu được huynh ra? Thần sắc gian ác của chu lão thán giả lộ vẻ khẩn trương. Nắm chặt quyền đầu, nghiến răng nói, ngũ ma của đại minh tôn giáo ra tay đối phó với bọn ta, Đầu tiên chúng nhân lúc vợ chồng ta không để ý đã hạ độc. Sau đó xuất kỳ bất ý đột ngột xuất thủ, bọn ta vì không kịp phòng bị nên đã bị rơi vào bẫy. Bọn chúng đem giam ta ở một nông trang ở phụ cận Sơn Hải Quan, lại đem hoàn chân đi chỗ khác, ép bà ấy vì sinh tử của ta mà làm việc cho bọn chúng. Tiếp đó lão gầm gừ một tiếng, giận dữ nói, tuy nhiên chúng đánh giá ta quá thấp, Chu lão thán ta là loại người nào chứ? Không đến một ngày ta đã ép được hết chất độc ra ngoài giải khai huyệt đạo giết chết bọn lâu la canh phòng hờ khấu trọng thầm nghĩ nghe thế đủ rồi liền nói ta có một đề nghị chu huynh có thể không cần đem chuyện này nói với sư tiểu thư nữa tối nay bọn ta hẹn ở một nơi rồi cùng đến trang viên đó cứu người làm cho sư tiểu thư bất ngờ một phen được không đầu tiên chu lão thán giả lộ ra thần sắc khó xử đôi mắt gian tà đảo qua mấy lần cuối cùng gật đầu nói chỉ cần có thể cứu được hoàn chân ra là được rồi sau khi hẹn địa điểm gặp gỡ khấu trọng thừa cơ hỏi ngoài ngũ ma và ngũ minh tử ra nghe nói dưới đại tôn và thiện mẫu còn có nguyên tử chu huynh có biết hắn là ai không chu lão thán giả nhíu mày nói tuy vợ chồng ta đúng là ở ngay dưới thiện mẫu thật nhưng chưa từng gia nhập đại minh tôn giáo vì thế đối với những chuyện cơ mật của họ không hiểu rõ lắm chỉ biết rằng nguyên tử tu hành theo quyển ngự tẫn vạn pháp căn nguyên trí kinh một trong ba đại bí điển của đại minh tôn giáo ngũ minh tử là khí phong lực thủy hỏa ngũ ma là nùng vụ sương mù tức hỏa ác phong độc thủy và ám khí còn đại tôn và nguyên tử là những người thần bí nhất trong giáo giáo chúng không hề nói với người ngoài về họ khấu trọng vươn người đứng dậy nói tối nay đến đúng giờ nhé rồi hai gã cáo từ ra về hai người ngồi trên con thuyền nhỏ khấu trọng nhanh chóng cởi bỏ ngoại bào đem tình trung nguyệt ấn vào tay từ tử lăng đeo mặt nạ vào rồi hạ giọng, ta chi theo lão thán giả, xem lão đi liên lạc với người nào, từ đó tương kế tự kế, ngươi đi tìm tiên tử của ngươi đi, xem nàng ta nghĩ gì, rồi không cần từ tử lăng đồng ý hay không, lên bờ đi mất, từ tử lăng nhẹ nhàng trèo, con thuyền lướt đi, gã hiểu ý định tương kế tự kế của khấu trọng, sự thật đây chính là cơ hội tốt để cứu kim hoàn chân và chu lão thán, lão thán giả không ngại đường xa ngàn dặm dẫn dụ sư phi huyên đến long tuyền khẳng định không có ý định tốt đẹp gì. Tại Trung thổ, từ hàng Tịnh trai được Bạch Đạo Võ Lâm coi như thánh địa. Muốn đối phó với truyền nhân xuất thế của Tịnh trai là Sư Phi Huyên. Nói thì dễ nhưng làm được rất khó. Tuy nhiên, tại tiểu Trường An rất xa trung nguyên này thì lại là chuyện khác hẳn. Sư Phi Huyên mới đến đây hôm nay, lão thán giả đang đợi nàng đến, sau đó sẽ triển khai âm mưu. Trùng hợp thế nào mà hai gã lại tìm tới. Lão thán giả muốn thay đổi kế hoạch trước hết cần phải tìm cách loại trừ hai người bọn họ. Sau đó ung dung đối phó với sư phi huyên. Vì thế, lão thán hiện giờ sẽ thông chi cho đồng đảng để chuẩn bị trước. Nếu như toàn bộ bọn người của lão thán giả định ra mai phục ở trang viện ngoài thành đó, bọn gã có thể thừa cơ đột nhập, cứu kim hoàn chân và chu lão thán gia. Chuyện quan trọng nhất là phải tìm ra được nơi hai người kia bị tù cấm. Khấu trọng vì thế phải theo dõi mà tìm ra manh mối từ trên người của lão thán giả để tìm tà đế xá lợi. Vợ chồng Kim Hoàn chân hoặc một trong hai người khẳng định phải ở vùng phụ cận Long Tuyền. Như thế cơ hội thành công của khấu trọng rất lớn. Con thuyền bất ngờ tăng tốc, chuyển qua một đoạn sông Uốn Khúc, một tòa Phật tháp hiện ra nằm trong khu rừng bên phía trái. Đây là Phật tự duy nhất ở tiểu Trường An, mang tên Thánh Quang Tự. Bái tử đình vốn là người từ trước tới nay không tin vào Phật giáo. Hiện giờ, hắn lại rất có khả năng tin theo thiên trúc tà giáo của Phục Nan Đà. Có thể chỉ vì Trường An thật có rất nhiều Phật tử nên tiểu Trường An cũng không thể không có." Như sư Phi Huyên nói, trong Thánh Quang tự không những hương hỏa rất kém, tăng lữ cũng không quá 10 người, chủ trì Thánh Quang tự là do bái tử đình mời từ Trường An đến. Xem ra là một cao tăng đức độ, tăng lữ trong chùa cũng là những đồ đệ ở Trường An đã theo người đến đây. Từ từ lăng rời thuyền lên bờ, đi thẳng đến cửa chùa, vào trong chùa tìm thấy hòa thượng đầu tiên liền nói ra ám ngữ hòa thượng như không hề có hứng thú nhìn xem gã là ai chắp tay nói thí chủ xin mời theo ta rồi người đó đi trước dẫn đường từ tử lăng không ngờ gặp sư phi huyên lại dễ dàng như thế lập tức tim đập loạn xạ vui mừng muốn nhảy cẫng lên cảm giác đó thật khó mà hình dung nên có thái độ như thế nào với nàng đây rốt cuộc nàng đã suy nghĩ đến đâu vị tiên tử này định xử lý chuyện ngoại nhân như mình dám mạo phạm tới nàng ấy như thế nào đây bỗng nhiên tất cả những hình ảnh xinh đẹp của các mỹ nữ khác được khắc ghi trong đầu gã đều trở nên mơ hồ thay vào đó toàn bộ tâm trí gã giờ bị từng nụ cười từng cái nhíu mày của sư phi huyên xâm chiếm nếu như thật sự có thể từ bỏ tất cả để hưởng thụ cảm giác mê người của tình yêu nam nữ ở nơi đất khách quê người nhưng mang đầy ý vị của trung thổ này cùng với vị tiên tử xinh đẹp tạo nên một mối tình giang dở sau này những hồi ức mỹ lệ sẽ theo gã tới chân trời góc biển thứ cảm giác vừa đau đớn vừa ngọt ngào mới nghĩ đến đã khiến người ta tâm hồn bay bổng hòa thượng dẫn gã đi xuyên qua một cái cửa hình bán nguyệt tiến vào một khu nhà có kiến trúc lạ mắt giống như một tòa thiện đường nói thí chủ mời vào phương trượng đang đợi ở trong bốn phía đều là rừng cây cảnh vật thanh tĩnh u mỹ xa xa vọng lại tiếng tụng kinh hòa cùng với tiếng mõ từ từ lang ngạc nhiên nói ta muốn gặp là mặt hòa thượng không biểu lộ vẻ gì ngắt lời gã tiểu tăng hiểu rồi thí chủ gặp phương trượng tự sẽ rõ nói rồi hòa thượng đó quay người bước đi từ từ lăng trong lòng cảm thấy có gì đó không ổn thỏa lại cảm thấy như lạnh sống lưng liền hít vào một hơi sâu cất bước tiến vào thiện đường trong phòng đối diện với cửa là cung thờ phật tam bảo phía trước có một mộc đỉnh đốt hương khói bốc nghi ngút hương bay khắp thiện đường một vị lão tăng cao gầy ngồi quay mặt ra ngoài mắt nhìn mũi mũi hướng tâm pháp tướng trang nghiêm tay lần chàng hạt, miệng lầm bẩm gì đó. Tựa hồ như không biết có khách đến. Phía trước mặt lão có một cái bồ đoàn, giống như để sẵn đó cho từ từ lăng. Vào chùa thì phải bái Phật. Từ từ lăng cởi giày ra, chắp tay vái ba cái, rồi tiến lại bồ đoàn ngồi xếp bằng đối diện với vị lão tăng. Nhưng vẫn không nói gì, thánh quang đại sư vẫn bất động, dưới những nếp nhăn đôi mắt bỗng mở ra, như hai ngọn đèn chiếu về phía hắn. Nói, làm sao để tu hành, từ từ lăng thầm kêu đến rồi, mỉm cười nói, xin đại sư chỉ điểm. Thánh quang đại sư nói, phàm nói về tu hành, chính là từ bỏ tạp niệm, biết rõ tam giới vô pháp, bổn lai vô vật thì mới hiểu được tu hành. Ngày xưa, có một vị cao tăng cả đời giữ gìn giới luật, một hôm khi đi trong đêm đột nhiên dẫm phải một vật vỡ ra thành tiếng. Nghi ngờ là một con cóc mẹ đang mang vô số cóc con trong bụng. Hối hận vô cùng, đêm về nhà sư nằm mộng thấy vô số cóc về đòi mạng. Giật mình tỉnh giấc, Đến sáng ra xem thì ra đó chỉ là một quả cà mà thôi. Từ từ Long thầm than trong lòng. Đã biết Thánh Quang Lão Tăng muốn đem cố sự này để điểm hóa cho gã. Đối với Phật gia mà nói. Tam giới vốn không có vật gì là thật. Tất cả mọi việc đều là ảo tưởng. Cũng như thứ mà vị Tăng luôn giữ gìn giới luật trong chuyện cổ kia đạp phải. Rốt cuộc là cóc hay là cà? Nếu là cóc khi trời sáng sao lại nhìn ra là cà? Nếu như là cà sao lại nằm mộng thấy cóc đến đòi mạng? đó chỉ là lòng chưa sạch bụi trần cảnh do tâm sinh thế nên mới lưu truyền trong tam giới không thể siêu thoát cố sự này rõ ràng là muốn nói chuyện mình ngông cuồng thỉnh cầu sư phi huyên từ đó mà suy ra kết quả sau khi sư phi huyên suy nghĩ khẳng định không có gì tốt đẹp tại sao sư phi huyên không đem kết quả quyết định của nàng trực tiếp nói với gã lại muốn thông qua miệng của thánh quang đại sư để nói ra điều này khiến gã vừa đau khổ vừa bối rối nếu như không phải muốn nói với nàng chuyện lão thán giả nói không chừng gã đã rũ áo ra đi ngay lập tức rồi từ tử lăng lúc này chỉ biết cười khổ nói đa tạ đại sư chỉ bảo tiểu tử hiểu rồi xin hỏi tiểu tử có thể gặp mặt sư tiểu thư không tiểu tử còn có chuyện quan trọng muốn báo thánh quang đại sư bình tĩnh nói phi huyên vừa rời long tuyền quay lại tịnh trai rồi hai câu này giống như tiếng sét giữa trời quang đánh cho từ tử lăng toàn thân run rẩy đầu óc trở nên trống rỗng. Thánh quang đại sư vẫn bình tĩnh quan sát phản ứng của gã. Hết rồi, tất cả đã hết, tất cả những khát vọng, chờ đợi, mong mỏi trong khoảnh khắc đã bị tan thành mây khói. Không hề lưu lại một chút vết tích nào. Từ từ lăng dần bình tĩnh lại. Ngọn lửa trong lòng dần dần nguội tắt. Từ từ lăng gã đối với sinh mệnh vốn không có cầu mong gì. Chỉ muốn được sinh hoạt tùy ngộ nhi an. Nếu như không phải khấu trọng ở bên lôi kéo đốc thúc gã tuyệt không trở thành một cao thủ danh chấn thiên hạ như ngày hôm nay. Đã có mong muốn thì cũng sẽ có thất vọng. Đây khẳng định là cú sốc về mặt tình cảm nghiêm trọng nhất đối với gã tiếp theo sau chuyện của Thạch Thanh Tuyền. Từ từ lăng cảm thấy tê tái. Thậm chí còn không muốn hỏi Thánh Quang Đại Sư tại sao Sư Phi Huyên còn chưa đối phó xong chuyện của Thạch Chi Hiên và Kim Hoàn Trân. Đã vội vàng trở về tịnh trai. Lúc này, gã chỉ cảm giác được là mình đã đứng lên. Đi đến bên cửa cầm giày lên. Thánh Quang Đại Sư nói, thí chủ, từ từ lăng bỗng sinh ra một cảm giác hoang đường hết sức cực đoan. Sự tình bắt đầu đã hoang đường, kết thúc lại càng hoang đường hơn. Gã vừa suy nghĩ vừa chậm rãi chuyên tâm đi giày đứng từ góc độ Phật ra mà xem xét. Bản chất của mỗi sự việc, căn bản chính là hoang đường. Khó mà phân giải được nam nữ tại sao lại yêu nhau. Con người sao lại muốn tàn sát lẫn nhau. Vũ trụ vô biên này tồn tại có ý nghĩa gì? Từ từ lăng ha hà cười nói. Ta thật sự đã hiểu. Nhưng thật sự cũng chưa hiểu. Xin phép đại sư, nói xong thì bỏ đi, gã cất bước xuống khỏi thiện đường, mắt nhìn không thấy ai, tai cũng không nghe thấy thanh âm niệm Phật nữa. Tử viện rất hùng vĩ, bóng cây che phủ khắp nơi, thế mà trong mắt gã, những thứ huy hoàng đó lại giống như hoang vu vậy. Từ từ lăng vắt chiếc áo choàng da dê lên vai, đột nhiên bật cười thành tiếng, rồi lại lắc đầu thở dài, cất bước đi tiếp, cuộc sống không có phi huyên đang đợi Tử Lăng ở phía trước gã không hề tưởng tượng được sư phi huyên ở trong lòng mình lại chiếm địa vị quan trọng đến như vậy từ tử lăng bây giờ như chẳng còn cảm nhận được màu sắc của thế giới xung quanh trước đó mặc dù gã đề xuất yêu cầu tình ái với nàng nhưng vẫn có ý đùa cợt bị phi huyên cự tuyệt là điều đương nhiên tuy nhiên không ngờ sự mất mát lại đau khổ đến vậy có thể thấy nàng thật là quá tuyệt tình giống như tránh ôn dịch quay về tịnh trai vậy trên đường trở về sảnh chính toàn thân từ tử lăng bỗng nhiên chấn động không thể tin được nhìn về phía trước sư phi huyên thân vận nam trang đang ngồi ở tiểu đình giữa sân ngọc dung tĩnh tại như mặt nước đang nhìn gã từ từ lăng thất thanh nói nàng sư phi huyên mỉm cười đó là để xem trước tình huống phân ly từ lăng huynh có còn can đảm vượt ải tình không từ từ lăng lắc đầu cười khổ nói chiêu này của tiểu thư còn lợi hại hơn cả viêm dương đại pháp của tất huyền tiểu đệ cam bái hạ phong rồi từ từ tiến vào tiểu đình ngồi xuống xong gã thở dài thật lợi hại gương mặt thông minh của sư phi huyên hoàn toàn không gợi lên điều gì dường như chuyện vừa rồi hoàn toàn không có liên quan gì đến mình nàng nhẹ nhàng giải thích một khi có tình cảm nếu phi huyên bỏ đi thì gọi là vô tình bất luận hữu tình hay vô tình đều không hề dễ chịu vì thế phi huyên mới nói ải tình khó qua từ từ lang toàn thân cảm thấy yếu ớt gật đầu nói ta đầu hàng rồi ta có thể rút đề nghị đó lại được không sư phi huyên cười nhẹ từ Từ Lăng chàng có phải là nam tử Hán đại trượng phu hay không? Lời nói ra khỏi miệng rồi, rút lại thế nào được nữa. Từ Từ Lăng giật mình quay sang nhìn nàng, Sư Phi huyên nhẹ nhàng nhún vai, nói: "Từ Lăng huynh chắc đã phát hiện ra Chu lão thán là một tên giả mạo phải không?" Từ Từ Lăng ngạc nhiên, thì ra nàng đã khám phá ra từ sớm rồi. Sư Phi huyên điềm đạm nói: "Chúng ta rất ít khi có thể bình tĩnh đàm đạo, bây giờ nói chuyện một lát có được không?" từ từ lăng giống như đang tiếp xác không kiếm của nàng gượng cười nói nói chuyện gì được đây sư phi huyên bỗng nhiên bật cười thật là buồn cười quá không phải chàng nói muốn toàn lực theo đuổi phi huyên sao giờ muốn nói chuyện gì cũng hỏi người ta quả thật là buồn cười từ từ lăng ngửa mặt lên cười nói nói đúng lắm tiểu đệ đúng là tự làm tự chịu không trách ai được dám hỏi tiểu thư có phải coi tiểu đệ là một bộ phận trong việc tu hành của nàng không sư phi huyên lưỡng lự nói kiếm đạo là thiên đạo cảnh giới kiếm tâm thông minh cũng là cảnh giới viên giác thanh tịnh có gì không phải là một bộ phận trong việc luyện kiếm của phi huyên lời của tử lăng huynh thật khiến người ta mơ hồ từ tử lăng cũng dần bình tĩnh lại tiến vào cảnh giới tĩnh trung nguyệt bởi vì gã hiểu rằng không chuẩn bị ứng chiến khẳng định trong chiến trường tình ái này chắc chắn sẽ bại trận đối với sư phi huyên mà nói kiếm đạo không những là thiên đạo mà còn là nhân đạo Hồi 505, hữu duyên tương hội. Sư Phi Huyên Kiên Nhẫn giải thích, trước khi xảy ra chuyện ở Sơn Hải Quan, chỉ có Kim Hoàn chân liên lạc với ta, Phi Huyên chưa từng gặp mặt Chu lão Thán, sở dĩ Phi Huyên có thể khám phá ra vấn đề ở chỗ Chu lão Thán thuần túy là do một thứ trực giác. Cảm thấy lão khẩu bất đối tâm, Phi Huyên sau khi nhập thành đã âm thầm theo dõi lão. Sáng nay, Tử Lăng huynh gặp Phi Huyên ở Đông thị là vì Chu lão Thán cũng gặp gỡ đồng đảng ở cửa hàng da dê mà huynh đang theo dõi kẻ này dám mạo danh chu lão thán thì cũng là người không thể coi thường được. Từ từ lăng thấy nàng không hề tiến thêm bước nào lại cảm thấy thất vọng. Nhưng vẫn suy nghĩ về vấn đề nàng đang nói. Lão thán già rất có khả năng là huynh đệ song sinh với lão thán thật. Chỉ có thế thì vợ chồng chu lão thán mới không đề phòng. Rơi vào bẫy của lão. Nếu không, với tạo nghệ công phu của hai vợ chồng lão thán, trừ phi toàn thể ngũ minh tử và ngũ ma cùng xuất động. Bằng không khó có cách nào một mẻ tóm gọn hai người. Sư Phi Huyên ngạc nhiên hỏi. Chàng đã gặp Chu Lão Thán thật rồi ư, từ từ lăng giải thích một lúc. Sư Phi Huyên bừng tỉnh nói. Chẳng trách chàng có thể lừa được Lão ta, vì Lão không biết chàng đã từng gặp qua Chu Lão Thán thật. Nói như vậy, bọn chúng đã từ miệng của vợ chồng Chu Lão Thán ép cung ra được nhiều việc. Bao gồm cả việc vặt vãnh được hai người giải cứu nữa. Tiếp đó lại cười nhẹ. Từ Lăng Huynh có diệu kế gì không? Từ Tử Lăng trả lời. Mấu chốt của việc thành hay bại phụ thuộc vào việc trước cuộc gặp tối nay với lão thán giả có tìm được nơi vợ chồng Kim Hoàn Trân bị cầm tù hay không? Sau đó chúng ta chia làm hai đường. Một mặt đi cứu người. Mặt khác toàn lực xuất kích. Phải một đòn có thể tiêu diệt được chủ lực của Đại Minh Tôn Giáo. Sư Phi Huyên lắc đầu nói. Khấu trọng chi theo chưa chắc đã có kết quả gì. Sáng nay sau khi lão thán giả rời khỏi cửa hàng ra dê. Người của Đại Minh Tôn Giáo mới đến có thể thấy phương pháp liên lạc của bọn chúng không cần phải trực tiếp gặp nhau. Đài Minh Tôn Giáo cẩn thận như vậy, làm sao khấu trọng đến được nơi vợ chồng Kim Hoàn Trân bị cầm tù chứ? Từ từ lăng đứng dậy, ung dung cười nói, mọi việc đều do con người. Tiểu thư có thể ở đây đợi tin tức, mọi chuyện cứ giao cho bọn ta xử lý. Sư Phi Huyên cũng thấy hơi ngạc nhiên, rõ ràng là không ngờ gã lại bỗng nhiên ly khai. Nói đi là đi, ngầm cảm thấy từ từ lăng đang phản kích lại mình nhướng hàng mi đẹp lên nói, chàng giống như đã có toàn bộ kế hoạch trong đầu vậy. Phi Huyên thật sự vẫn chưa minh bạch tại sao chàng lại chắc chắn như thế. Từ Từ Lăng làm ra vẻ cao thâm mạt chắc cười nhẹ. Thế sự vô thường, ai dám nói mình nắm chắc chứ? Tiểu đệ chỉ có thể tận lực mà làm thôi. Nói xong an nhiên bỏ đi, Từ Từ Lăng quay lại tứ hợp viện, liền thấy Khấu Trọng đang cùng Thật Văn nói chuyện. Khi Thật Văn nhận lệnh đi khỏi, Khấu Trọng tức giận nói: Ta hận không thể băm lão thán giả ra cho sói ăn. Lão dẫn ta đi dạo quanh các hoa viên trong thành. Khiến ta mệt muốn chết. Sau đó lại quay lại ổ chó của lão. Từ từ lăng đã sớm biết điều đó. Ngồi xuống bên cạnh hồ nước nóng rồi hỏi. Hiện giờ ngươi có dự tính gì? Khấu trọng khí tức đầy bụng đến bên cạnh gã ngồi xuống. Trả lời, con bà nó, còn tính gì nữa? Ta quyết định làm lớn một phen. Khẳng định là lão thán giả đã dùng thủ pháp gì đó để truyền tin cho đồng đảng. Lão tử ta sẽ cho lão có đi mà không có về. Sắp đặt thiên la địa võng. Nhất cử bắt hết bọn người của đại minh tôn giáo. Sau đó trao đổi phạm nhân. Đem con bà nó ngũ minh tử. Ngũ ma gì gì đó đổi lấy vợ chồng lão thán. Hà hà. Nói vậy thì bọn chúng vẫn còn lời quá. Để cho công bằng thì bọn ta nên giết sạch chỉ để lại hai tên đem trao đổi thôi. Từ từ lăng nói. Ngươi muốn nhờ và người của biệt lạc cổ nạp thai à. Khấu trọng nói vẻ hùng hồn. Không nhờ bọn họ thì nhờ ai. Ai bảo họ là huynh đệ của chúng ta? Ngươi không đồng ý ư?" Từ Tử Lăng cười nói, "Ta còn tham lam hơn ngươi, ta muốn giết cho bọn chúng không còn một manh giáp, đồng thời cứu thoát vợ chồng Kim Hoàn Chân nữa." Khấu Trọng vô cùng hứng thú, hưng phấn hỏi, "Nghĩ ra kế hay gì vậy?" Từ Tử Lăng không trả lời mà hỏi lại, "Đại Minh tôn giáo tại sao lại muốn giam cầm vợ chồng Kim Hoàn Chân?" Khấu Trọng đáp, "Đương nhiên là vì tà đế xá lợi." Gã lại nói, Xít nữa thì quên không bảo ngươi, Ngọc Thành không hề lưu lại ám ký hồi đáp ở cửa nam. Từ từ lăng nhìn sắc mặt trầm buồn của hắn. An ủi, chuyện này chớ nên có kết luận vội vàng. Có thể vì hắn không có cách phân thân. Khấu trọng nói, sợ nhất là tối nay lúc tấn công vào trang viện. Người của chúng ta lỡ tay giết luôn hắn. Từ từ lăng chợt hỏi. Ngươi xem chuyện kết bái huynh đệ của Đỗ Hưng và hứa khai sơn thế nào? Khấu trọng không vì từ từ lăng chuyển sang chủ đề khác mà thấy sốt ruột. Nhíu mày hỏi lại, Nghe khẩu khí của ngươi, tựa hồ đã nhận ra hai người đó có gì không ổn. Phải không? Sau đó gã gật đầu. So ra ta thích đỗ hưng hơn. Hứa khai sơn thực quá rào hoạt. Có khi nào không phải bọn chúng cấu kết với nhau làm bậy mà đỗ hưng đã bị hứa khai sơn lợi dụng. Từ từ lăng đáp, đây cũng là một khả năng. Ta muốn nói chính là đại minh tôn giáo không hề muốn chọc giận kình địch như sư phi huyên. Chỉ vì cái trò ngư mục hỗn châu của bọn chúng ở Sơn Hải quan bị chúng ta ngẫu nhiên khám phá liền tương kế tựu kế đưa ra chiêu bài chu lão thán giả khấu trọng nói nói như vậy hứa khai sơn chẳng phải là người của đại minh tôn giáo ư ta dám khẳng định hắn không phải đại tôn thì là nguyên tử vì tài trí võ công của hắn không hề dưới liệt hà từ tử lăng nói hứa khai sơn có phải là người của đại minh tôn giáo không tối nay tự sẽ rõ thôi khấu trọng ngạc nhiên làm sao biết được từ tử lăng đáp đạo lý rất đơn giản đêm đó ở ngoài cửa chính của Yến Sơn Tửu Trang ở Sơn Hải Quan. Ta đã từng nói cho hứa khai Sơn biết trang phục, diện mạo của Kim Hoàn Trân và Chu Lão Thán. Vì thế họ hứa mới biết ta đã từng gặp Chu Lão Thán. Khấu trọng vỗ đùi nói. Ta hiểu rồi, nếu Lão Thán giả biết chuyện này là có thể hiểu được chúng ta đã khám phá ra Lão Mạo Danh. Đối với loại cao thủ như Khấu Trọng và Từ Tử Lăng mà nói. Chỉ cần nhìn qua một lần là có thể nhớ kỹ tướng mạo. Cử chỉ thần sắc của đối phương không thể nhầm lẫn, trừ phi như sử dụng mặt nạ nhạc sơn giả không hề có khuyết điểm. Rồi lại khiến người ta nghi thần nghi quỷ bằng hoán nhật đại pháp. Mới có thể lừa cho Trúc Ngọc Nghiên không chút nghi ngờ được. Từ từ lăng nói, vì thế tối nay chúng ta rất có khả năng sẽ dùng chiêu tương kế tự kế. Còn đối phương sẽ thực hiện kế trung hữu kế. Vì thế kế hoạch vẹn toàn là trước tiên cứu vợ chồng Kim Hoàn chân ra. Từ trên người họ biết được thực lực của Đại Minh Tôn Giáo. Sau đó tập trung lực lượng chúng ta có đánh một kích trí mạng như lôi đình vạn quân vào giáo phái này. Khẳng định Bồ Tát sẽ vô cùng cảm kích chúng ta. Khấu trọng nhìn gã một hồi lâu, ngạc nhiên nói, người rất ít khi chủ động tích cực đối với một sự việc như thế. Có phải vì có tiên tử lão nhân ra tham dự, từ từ lăng trầm giọng, đó cũng là một nguyên nhân, nhưng chủ yếu là muốn bắt bọn người đại minh tôn giáo phải thường mạng cho bọn ma quý ba người. Bọn họ vì hai ta mà chết, không rửa được hận này lòng thật không yên. Sau khi về trung thổ chúng ta còn phải tính sổ với bọn tích trần, vinh yêu nữ và thượng quan long. Song mục khấu trọng sát cơ đại thịnh, nói, nhanh nói ra diệu pháp tìm ra vợ chồng kim hoàn chân đi. Từ từ lăng đáp, chuyện này phải nhờ Trúc Ngọc Nghiên giúp đỡ. Khấu trọng bỗng nhiên hiểu ra, không khỏi kêu tuyệt, xem ra ra cắt tái thế. Tôn vũ phục sinh cũng chỉ bằng được tài trí của ngươi thôi. Chúng ta lập tức đi tìm Trúc Ngọc Nghiên, nhưng làm thế nào tìm bà ta đây? Từ từ lăng nói, để ta tìm bà ta tiện hơn. Ngươi trước tiên hãy đi tìm Việt Khắc Bồng. Sau đó đến cửa Nam xem Ngọc Thành có hồi đáp gì không. Sau đó chúng ta sẽ gặp lại ở đó. Nghiên cứu hành động bước tiếp theo. Khấu Trọng lắc đầu nói. Nhân lúc còn chút thời gian. Ta sẽ đến trang viên ở ngoài thành đó quan sát hình thế trước. Nếu như căn bản không có thôn xóm hay trang viên nào như thế. Bọn ta có thể tiết kiệm chút cước lực. Không phải phí công một chiến. Từ từ lăng âm thầm tiến vào khách sạn nơi Trúc Ngọc Nghiên lưu trú. Đến hiên phía đông, búng ba cái vào cửa sổ. Trúc Ngọc Nghiên là cao thủ mà trong võ lâm trung thổ hay ngoại vực không ai dám đụng đến. Bất kể người đó có tự phụ đến đâu, Trừ Phi không còn cách nào khác, nếu không sẽ không chọc giận bà ta, ngay đến cả Long Tuyền chi chủ bái tử đình. Dù biết rõ lãnh tụ của đệ nhất đại phái trong Ma môn ở Trung Nguyên đã vào thành, nhưng vẫn mắt nhắm mắt mở, giả như không biết, hoặc là phải đăng môn bái kiến. Gây dựng cảm tình nhưng hành động này đương nhiên có chút mạo hiểm vì có nguy cơ bị bà ta đóng cửa không tiếp. Rất có khả năng Trúc Ngọc Nghiên đang ở trong phòng. Vì bà ta phải thi triển ma công cảm ứng xá lợi. Tìm hiểu vị trí của Thạch Chi Hiên. Quả nhiên thanh âm của Trúc Ngọc Nghiên vọng ra. Vào đi, cửa phòng không khóa. Từ từ lăng đẩy cửa bước vào. Trúc Ngọc Nghiên đang ngồi xếp bằng trên ghế. Để lộ ra Ngọc Dung tuyệt đẹp. Mục quang lạnh lẽo nhìn hắn đăm đăm, Giống như không hề có một chút tình cảm của người thường. Nhưng Từ Từ Lăng hiểu đằng sau bề ngoài vô tình đó thật sự ẩn tàng tình cảm phong phú đã bị dồn nén từ rất lâu. Bà ta muốn cùng Thạch Chi Hiên đồng quy ư tận, chính là vì yêu quá thành hận. Từ Từ Lăng đóng cửa lại, thi lễ xong ngồi xuống chiếc ghế bên trái bà ta cách khoảng vài xích. Gã vẫn chưa có cơ hội nói ra ý của mình, Trúc Ngọc Nghiên đã lạnh giọng hỏi: "Ngươi nghĩ về Loan Nhi thế nào?" Trong tâm của Từ Từ Lăng hiện lên hình ảnh đôi chân trần xinh đẹp của Loan Loan tỳ nàng tươi đẹp thuần khiết nhưng cũng lại khiến người ta kinh hãi điểm đạm nói có loan tiểu thư lãnh đạo âm quý phái chắc chắn sẽ vang danh sự lợi hại của loan loan không ai hiểu rõ bằng gã và khấu trọng trúc ngọc nghiên gật đầu nói nói chuyện với ngươi thật không uổng vì sao lại đến tìm ta từ từ lang đáp vãn bối tới đây muốn mời trúc tông chủ xuất thủ đối phó đại minh tôn giáo trúc ngọc nghiên hờ hững cất tiếng ta muốn đối phó chỉ có thạch chi hiên không có ý định hay tâm tình xa vào những chuyện vụn vặt. Từ từ lăng cười nhẹ. Nếu như sư phi huyên gặp phải bất chắc gì ở Long Tuyền. Tấu xào Trúc tông chủ lại ở cùng một địa phương. Không hiểu sẽ có hậu quả thế nào. Trúc Ngọc nghiên nhíu mày. Đại minh tôn giáo dám đối phó với đồ nhi của Phạm Thanh Huệ ư, liều lĩnh đắc tội với bà ta sao? Từ từ lăng lần đầu tiên nghe người nói ra danh tính chủ nhân Phạm Thanh Huệ của từ hàng tịnh trai. Biết rằng Trúc Ngọc Nghiên đã hiểu rõ tính nghiêm trọng của vấn đề. Vô luận bà ta có phủ nhận thế nào? Vì xưa nay đã có quan hệ mật thiết với đại minh tôn giáo. Khẳng định người đứng đầu của âm quý phái này khó mà đứng ngoài việc này được. Từ từ lang đem chi tiết chuyện đại minh tôn giáo lợi dụng lão thán giả dẫn dụ sư Phi Huyên đến Long Tuyển nói hết ra. Đôi mắt Trúc Ngọc Nghiên rực lên những tia sáng lang lệ. Lạnh giọng nói, chuyện này tuy không dính dáng đến ta, nhưng nếu sư Phi Huyên có chuyện gì bất chắc, Phạm Thanh Huệ khẳng định sẽ xuất sơn đại khai sát giới bất quá sư phi huyên cũng chỉ là hàng hậu bối không đáng để ta tạo nên cường địch như vậy từ từ lăng ngạc nhiên nói tiền bối lẽ nào không nhìn ra đại minh tôn giáo không những muốn thò móng vuốt vào trung nguyên còn muốn thay thế địa vị của âm quý phái các người ư nếu không sao lại dám xen vào chuyện của tiền bối và thạch chi hiên chứ hiện tại bên chúng ta nhân cường mã tráng muốn có bao nhiêu người là có bấy nhiêu thậm chí có thể lợi dụng đột lợi người có thế lực mạnh nhất ở vùng này đánh mạnh vào đại minh tôn giáo hoặc bất kỳ kẻ nào muốn giúp đỡ chúng. Làm sao trúc tông chủ lại có thể bỏ qua cơ hội tốt như thế chứ? Trúc Ngọc nghiên than nhẹ, có những chuyện người ngoài khó mà hiểu rõ được, nếu ta và các ngươi hợp tác, như vậy là quay đầu lại đối phó với đồng đạo ở tái ngoại. Khi đó âm quý phái khó mà bảo vệ được vị trí đứng đầu ma môn. Tiếp đó lại nhẹ nhàng nói, nhưng ta tuyệt không phản đối các ngươi đi đối phó đại minh tôn giáo từ từ lăng nói vãn bối không dám ép tiền bối vào chỗ bất nghĩa vì thế trước khi đến đây đã sớm nghĩ ra một phương pháp lưỡng toàn kỳ mỹ chúc tông chủ có thể giúp bọn vãn bối một việc lớn mà không ai vì thế có thể hoài nghi người hợp tác với bọn ta được chúc ngọc nghiên phì cười đôi mắt tuyệt mỹ lườm gã một cái vẻ băng lạnh trên khuôn mặt đã tan đi như mùa xuân đến khẽ mắng từ tiểu quỷ không ngờ lại nghĩ ra chiêu số xào trá này muốn nô ra giả thần giả quỷ Vợ đi tìm chỗ ở của Thạch Chi Hiên ư, từ từ lăng nhìn mà hai mắt ngẩn ngơ. Trúc Ngọc Nghiên trước mắt giống như là tỉ muội với loan loan. Thần thái thật mê người. Trúc Ngọc Nghiên không cần gã nói tiếp. Trở về vẻ lạnh lùng. Bình tĩnh. Được rồi. Lộ tuyến phải được sắp đặt chính xác. Nên nhớ các ngươi đợi bọn chúng đem kim hoàn chân hoặc chu lão thán giải về nơi giam cầm xong. Một ngày sau mới có thể động thủ cứu người. Chỉ có một điều kiện duy nhất các ngươi phải giết sạch bọn người đại minh tôn giáo không trừ một ai. Có đáp ứng không? Từ từ lang nhớ đến đoạn Ngọc Thành. Cười khổ, bọn ta sẽ cố gắng làm hết sức theo ý của tông chủ. Khấu trọng đi quan sát địch nhân xong liền về thành. Lúc này mặt trời đã xuống ở ngọn núi phía tây. Gã thuận đường đến cửa nam nhưng không hề thấy ám ký của đoạn Ngọc Thành. Bất giác trong lòng chịu nặng. Trong bốn người theo bọn gã chở muối lên phía bắc. Đoạn Ngọc Thành là người có tư chất cao nhất. Người lại dễ nhìn được khấu trọng cực kỳ xem trọng, nếu như hắn phản bội Song Long Bang đầu nhập Đại Minh tôn giáo, có thể khiến gã vô cùng thương tâm. Trong khi suy nghĩ, gã đã bước chân tới Chu Tước Đại Nhai náo nhiệt, chỉ còn vài ngày nữa là đến mồng 1 tháng 4, ngày diễn ra đại điển lập quốc, người ở bốn phương đều đến chúc mừng, lại thêm nhiều người đến để tham gia nhiệt náo hoặc vì mục đích riêng. Khắp nơi không khí đầy vẻ hào hứng trước đại khánh điển sắp đến. Sự hưng vượng bên trong, qua đó có thể tưởng tượng được Hiện giờ còn cách ước hẹn với lão thán giả khoảng 3 canh giờ. Thời gian vẫn sớm, khấu trọng đang định đến phủ Việt khác bồng chào hỏi. Đột nhiên từ phía trên có người kêu vọng xuống. Thiếu soái đã lâu không gặp. Khấu trọng ngạc nhiên nhìn lên. Trên một tòa tửu lâu hai tầng kiến trúc hoàn toàn bằng gỗ có hai người đang ngồi đối ẩm. Nhìn xuống cảnh nhiệt náo trên đại nhai. Tự do thoải mái, chính là đại long đầu hứa khai sơn của bắc mã bang và. Bá vương, đỗ hưng, khấu trọng lướt mắt nhìn xuống nhận ra bên dưới thì ra là một trạm vận chuyển lừa ngựa quy mô rất lớn gã cười ha hả một tràng búng mình lên hạ xuống hành lang rồi an nhiên ngồi xuống hứa khai sơn đưa cho gã một chén rượu đỗ hưng cũng vui vẻ châm tử thái độ thân thiết đỗ hưng cười ha hả nói thiếu soái đúng là danh bất hư truyền hai trận đánh ở hách liên bảo và bôn lang nguyên khiến đại danh của người truyền khắp ngõ ngách của đại thảo nguyên hôm nay chúng ta vừa mới nhập thành lại nghe được tin tức thiếu soái bán chiến mã của tiểu tử Hô Diên Kim ở Hoa Lâm. Hà hà, hứa khai sơn hỏi, vì sao không thấy phong hàn huynh và tử lăng huynh? Khấu trọng nâng chén đáp, bọn ta ai cũng bận cả. Nào, mọi người cạn chén, ba người ồn ào đối ẩm, không khí sôi nổi, kẻ nào không biết chắc cứ tưởng bọn gã là hảo hữu chi giao. Can đảm tương chiếu, đỗ hưng lấy tay quẹt mấy giọt rượu vương trên bộ dâu. Nói, thiếu soái hình như đã mất dấu lang tặc đúng không khấu trọng cười nhẹ chúng ta không phải mất dấu lang tặc chỉ là vì sự tình phức tạp vượt quá tính toán ban đầu sợ rằng dục tốc bất đạt đành để thôi vọng sống thêm vài ngày nữa đỗ hưng lại châm thêm một chén rượu cho gã giơ ngón tay cái tỏ ý tán thưởng con bà nó đỗ hưng ta bội phục nhất là loại anh hùng hảo hán chân chính như thiếu soái đối mặt với thiên quân vạn mã không xem ra gì trước đây tiểu đệ có gì không phải xin dùng chén rượu này để bồi tội con bà nó đợi chút nữa đỗ hưng ta sẽ đưa thiếu soái đến kinh long tử quán nổi danh nhất ở vùng này chuyên bán các loại danh tử cũng là nơi các cô nương xinh đẹp nhất thường hay lui tới chưa đến kinh long tức là chưa tới long tuyền khấu trọng động dung nói không ngờ lại có nơi như thế nhất định phải đi mở mang kiến thức mới được bất quá tối nay không được rồi hứa khai sơn nói tối mai được không nhưng phải mời cả phong hàn huynh và tử lăng huynh cùng dự nhiệt náo đó mọi người đều là huynh đệ còn chuyện gì thống khoái bằng được cùng nhau uống rượu chứ khấu trọng nói tối mai không có vấn đề gì ta đi gặp cái tên bái tử đình xong sẽ đến đây tìm hai vị đỗ hưng nhấc chén nói lớn cạn ba người cùng cạn chén khấu trọng đến thời khắc này vẫn chưa biết nên xem hai người là bạn hay địch gã đưa tay ngăn đỗ hưng rót rượu cười nói chén thứ ba để tối mai hãy uống hứa khai sơn vui vẻ nói thiếu soái có việc gì cần huynh đệ trong bang hội của bọn ta ở nơi này giúp. Xin cứ phân phó đừng ngại. Bảo đảm mọi việc sẽ ổn thỏa. Tuy tiểu đệ ở nơi này không là gì. Nhưng không ai không nể mặt đỗ đại ca đâu. Muốn làm chuyện gì cũng rất tiện lợi. Khấu trọng làm ra vẻ nhìn nhận đỗ hưng bằng con mắt khác. Đoạn hỏi, đỗ bá vương với mã cắt giao tình thế nào? Đỗ hưng tỏ vẻ coi thường. Tuy đỗ hưng ta xuất thân bang hội. Hiện tại là long đầu của bác bá bang nhưng vẫn làm ăn đàng hoàng. Tuy có lúc bằng hữu nhờ và nên không thể không giao tiếp với bọn mã tặc. Nhưng thật ra trong lòng rất khinh bỉ những kẻ không có trí khí. Trên giang hồ muốn được người ta kính trọng, tuyệt không thể làm những chuyện trộm gà trộm chó. Thương thiên hại lý, khấu trọng cười nói, thế là được rồi, ta không cần phải khách khí với mã cắt nữa. Ồ, đôi mắt gã bị hút về phía rừng người. Xe ngựa tranh nhau đi ở dưới đường. Hai người kia cũng dõi theo ánh mắt của khấu trọng. Thấy trước một cửa hàng chuyên bán nhạc khí có khoảng hơn 10 tên võ sĩ đột quyết. Người người tinh thần hăng hái. Trong đó có một người đặc biệt cao lớn hiên ngang uy vũ. Khí độ hơn người, hông đeo trường đao, giống như hạc giữa bầy gà. Đỗ Hưng và Hứa Khai Sơn còn đang đoán những người này là ai thì khấu trọng đã phi thân xuống chu tước đại nhai. Nhãn thần của thanh niên cao thủ đột quyết lập tức như tên bắn về phía khấu trọng. Khấu trọng chạm chân xuống đất, cởi bỏ ngoại bào lộ ra tỉnh trung nguyệt danh chấn trung thổ và ngoại vực. Cười ha hà nói, đây có phải là hữu duyên thiên lý năng tương hội. Không ngờ tại đây lại có thể cùng khả huynh tiếp tục cái duyên chưa dứt ở Trường An. Những người bộ hành vội tránh sang hai bên. Tình thế đại loạn, khả đạt chí khoát tay chặn đám thủ hạ. Bước lên một bước, tay nắm chuôi đao, hào khí như mây cười dài nói. Thiếu soái nếu vẫn có hứng thú, khả mỗ tất nhiên sẽ phụng bồi. Những người đi đường lúc này đã giặt hết sang hai bên vỉa hè đám đông chen lấn nhau đến chiếc kim cũng khó lọt. Xe ngựa đều bị dừng lại. Lúc này khoảng trống giữa hai người trên đại nhai vốn đủ để 12 con ngựa phi song song không còn chướng ngại gì nữa. Trên đường tuy có lính tuần, nhưng hai người một là thanh niên cao thủ được hiện lợi đại hãn đột quyết sùng ái, một người là thiếu soái khấu trọng danh chấn thiên hạ. Huynh đệ của đột lợi. Ai dám can thiệp ngăn trở chứ? Đang, cả hai đồng thời bạt xuất bảo đao. Đại chiến lập tức nổ ra hồi 506, hiến lễ trên đường. Sư Phi Huyên đứng nhìn qua cửa sổ. Ánh tà dương dọi vào trong phòng làm thân hình nàng hiện lên như một bức điêu khắc không chút tì vết. Tiên tư vô cùng kỳ mỹ. Chỉ có thể dùng bốn chữ. Siêu phàm thoát tục, để hình dung tất cả. Từ từ lăng đến bên cạnh. Bất giác tâm hồn bị vẻ đẹp mỹ lệ hài hòa như thiên nhiên của nàng cuốn hút. Đôi mắt đẹp của nàng vẫn hướng ra ngoài cửa sổ chăm chú ngắm nhìn đôi hồ điệp đang bay lượn vờn nhau trong hoa viên tựa như hoàn toàn không biết từ từ lăng đã đến bên mình. Nàng vẫn đang vận nam trang, gương mặt trắng trẻo như mỹ ngọc, sung mãn tràn đầy sức sống của tuổi thanh xuân. Chỉ cần nàng chút bỏ những chuyện thế tục, phàm gian sẽ trở thành tiên giới. Từ từ lăng thầm trách mình đã khuấy động cuộc sống tịch mịch nhưng thanh tịnh của nàng. Những vẫn không kìm được bèn hỏi. Sư tiểu thư ngắm nhìn đôi hồ điệp kia có tham thấu ra được lẽ thiền và đạo lý gì trong đó không? Sư phi huyên điểm tĩnh đáp. Chàng muốn nghe đáp án nào đây? thực chất hay giả dối từ từ lăng cười khẽ cả hai đều không có kết quả tốt đẹp gì chỉ hy vọng tiểu thư cho biết đáp án thực chất và giả dối có gì khác biệt đôi mắt đẹp của sư phi huyên lấp lánh ẩn hiện những tia sáng thâm thúy mặt chắc thong thả nói đáp án thực chất là người ta không cố gắng từ đôi hồ điệp đó mà tầm cầu lẽ thiền nào cả bởi vì sự tồn tại của chúng vốn đã là chuyện đáng quý nhất rồi từ từ lăng cũng ngắm nhìn đôi hồ điệp đang bay lượn vườn hoa gật đầu ta đã hiểu ý tứ của tiểu thư. Khi ta không có thành kiến, vứt bỏ vạn niệm ra khỏi đầu, vô tư ngắm nhìn đôi hồ điệp kia, trong lòng sẽ có một cảm giác kỳ dị giống như tìm được một loại chân lý huyền diệu vậy. Thế còn đáp án giả là sao? Sư Phi Huyên bình tĩnh dịu dàng nói, tử lăng huynh đúng là người lúc nào cũng muốn chi đến cội nguồn. Chẳng trách chàng thân lại kiêm được sở trường hai nhà Phật đạo. Chuyện đáp án giả, xin thứ cho Phi Huyên dừng ở đây, tạm thời không thể nói được. Tử lăng huynh đến đây tìm phi huyên. Chắc là có tin tức gì hay phải không? Từ tử lăng bỗng nhiên bật cười. Tiểu đệ đã sớm đầu hàng nhận thua. Đúng là ta tới để cầu tiểu thư chỉ điểm cho. Sư phi huyên than nhẹ. Tử lăng huynh có biết tại sao phi huyên lại có cảm giác chu lão thán khẩu bất đối tâm không? Từ tử lăng ngạc nhiên hỏi lại. Loại trực giác thần bí đậm chất linh tính đó. Chẳng lẽ lại có thể tìm hiểu sao? Sư phi huyên làm như chuyện đương nhiên nói. Đó là cảnh giới kiếm tâm thông minh từ từ lăng kịch chấn. Không ngờ sư tiểu thư đã đạt đến canh giới tối cao kiếm tâm thông minh trong từ hàng kiếm điển. Sư phi huyên cuối cùng cũng thu hồi mục quang đang hướng ra ngoài cửa sổ. Đưa đôi mắt đẹp chăm chú nhìn từ từ lăng. Một bên mặt nàng bị ánh tà dương che khuất, tạo nên hai nửa sáng tối đối lập, càng tôn thêm vẻ mỹ lệ vốn dĩ không gì có thể so sánh của nàng. Khiến cho khung cảnh thêm phần thần bí, rất khó dùng lời diễn tả, tiếng nói nhu nhã thoát ra từ đôi môi hơi hé mở. Kiếm tâm thông minh của Phi Huyên vẫn còn một điểm sơ hở. Đó chính là từ từ lăng chàng, đôi mắt anh tuấn của Từ Từ Lăng rực sáng, gã nhìn thẳng vào mục quang của sư Phi Huyên, mắt không hề chớp, chậm rãi nói từng chữ một, "Tiểu thư khẳng khái nói ra như vậy." Từ Từ Lăng cảm thấy vinh hạnh và cảm kích, chẳng trách tiểu thư hay nói ải tình khó qua, ta muốn tập dượt ái tình, không hiểu có miễn cưỡng vượt qua ải này không? Nếu có thể giúp tiểu thư bổ cứu điểm sơ hở này, tiểu đệ sẽ dốc hết sức sư phi huyên cười nhẹ chàng sao lại hóa ra là người khiêm tốn thế sự thật chàng là người vô cùng cao ngạo còn may chỉ là sự cao ngạo của một kẻ nhàn vân dã hạc từ từ lăng gượng cười thì ra xưa nay không ai nhận ra sự khiêm tốn của tiểu đệ tệ nhất là ngay cả bản thân mình cũng không có khả năng tự mình xem xét điều chỉnh được sư phi huyên nở nụ cười hàm tiếu chàng cứ làm như là có nhiều thời gian lắm vậy mặt trời xuống núi rồi kìa người ta còn có một chuyện muốn nói câu chuyện đạp cóc đạp cả kia là do phi huyên nhờ thánh quang đại sư nói cho chàng nghe đó song đao rời vỏ giống như hai đạo thiểm điện giao kích cả hai đều huy đao mãnh công hoàn toàn không câu nệ chiêu số lấy nhanh đánh nhanh đao tới đao lui khí lực và tốc độ đều không thua kém người công ta thủ ta thủ ngươi công cuộc tỷ võ vô cùng kịch liệt người xem đều như nín thở tứ phía vốn náo nhiệt giờ im lặng không một tiếng động tiếng người ngựa từ phía xa vọng tới thật là tương phản tiếng leng keng phát ra liên miên không dứt như tiếng pháo nổ rồi chợt lắng mất vào không gian chỉ có những tay cao minh như đỗ hưng hứa khai sơn đang ở trên lầu quan chiến là nhìn ra đao pháp của hai người đã đạt đến cảnh giới vô chiêu thắng hữu chiêu biến phức tạp thành đơn giản kín đáo đến mức tát nước không vào thế của hai bên cũng khá tương đồng công một đao xong lại phải thủ một đao không bên nào có cơ hội liên công hai đao mỗi đao phát ra đều như lấy mạng đổi mạng tình thế cực kỳ kịch liệt hung hiểm người xem toàn thân phát lạnh tay đẫm mồ hôi đang hai đao hốt nhiên lại chạm nhau khấu trọng cười ha hà nói hảo đao pháp chẳng trách khả huynh có thể đánh khắp trường an mà không có đối thủ khả đạt chí cũng cao ngạo cười nói một ngày còn chưa đánh bại được thiếu soái tiểu đệ đâu dám khoa ngôn là không đối thủ hai người đồng thời xuất phát kinh khí keng một tiếng cả hai cùng lùi lại tình trung nguyệt trên tay khấu trọng hóa thành một luồng sáng vàng rực Đao phong hướng thẳng vào khả đạt trí. Đấu trí trong lòng bốc lên cuồn cuộn. Gã thầm nghĩ cuồng xa đao pháp của đối phương quả thật lợi hại. Hôm nay nếu không tận dụng cơ hội này trừ hắn đi. Có ngày tất hậu hoạn vô cùng. Đúng vào lúc này, một âm thanh của nữ nhân vang lên lanh lành. Còn không dừng lại cho ta. Khả đạt trí cũng đang đánh đến lúc hưng phấn. Thực không hề muốn bãi chiến. Vừa rồi hai bên cuồng công một lúc, mới chỉ là muốn thăm dò hư thật của đối phương giờ nếu tiếp tục khai chiến sẽ là cuộc đấu giữa ý chí tâm pháp chiến thuật và tài trí vào đúng thời khắc đại chiến chuẩn bị bộc phát thì âm thanh động lòng người đó vọng lại khả đạt trí miễn cưỡng lộ ra nụ cười khổ sở khấu trọng mình hổ cũng chấn động ngạc nhiên nhìn qua phía đó thượng tú phương không hề thoa chút son phấn đơn giản tự nhiên nhưng sắc đẹp vẫn khiến người ta ngừng thở nàng mặc áo khoác dài che kín thân hình nhưng không vì thế mà giảm đi sự hấp dẫn ngược lại còn thêm vào một thứ cảm giác thần bí nữa. Đi bên cạnh nàng là một nữ võ sĩ trẻ tuổi người mặt hạt. Hồng đeo trường kiếm, chiều cao thậm chí ngang với khả đạt trí và khấu trọng. Điểm đặc sắc nhất là tóc được tết thành hai bím. Đầu tiên hạ xuống hai bên. Sau đó vòng về phía sau hợp lại thành một. Để thẳng dọc theo sống lưng. Sắc đẹp tuy không bằng thượng tú phương đang đứng bên cạnh. Nhưng hoạt bát linh động. Khí tức và sinh lực sung mãn. Cũng rất hấp dẫn. Tuy khuôn mặt nàng hơi dài một chút, nhưng thân hình vừa cao vừa cân đối hết sức thu hút. Cộng thêm đôi mắt đẹp vừa sáng vừa đen khiến người ta không còn để ý tới khuyết điểm đó của nàng. Bất quá, lúc này mục quang của nữ võ sĩ mặt hạt đang chừng chừng nhìn khấu trọng tràn đầy địch ý, nhưng cũng ẩn chứa sự tò mò. Keng, khấu trọng và khả đạt trí tuy không tình nguyện nhưng cũng đành phải cho đao vào vỏ. Người người trên đường đã đoán ra mỹ nhân mới đến là thượng tú phương. Lập tức tiếng reo hò nổi lên. Thượng Tú Phương nhướng đôi mi đẹp lên, cơn giận vẫn chưa tan hỏi, các người ngoài việc dùng vũ lực giải quyết ra, không còn phương pháp nào khác sao? Nữ võ sĩ giơ tay ra hiệu, cỗ xe ngựa hoa lệ từ từ lại gần, khấu trọng làm sao nghĩ ra được mình lại gặp Thượng Tú Phương trong tình huống thế này. Trong lòng ngấm ngầm cảm thấy nàng với khả đạt trí không phải không có hào cảm. Vì thế mới trách cả hai người cùng lúc, trong lòng tự nhiên cảm thấy tư vị khó chịu, khả đạt trí hắng giọng lúng túng nhìn qua khấu trọng một cái. Nói, ta và thiếu soái chỉ là đánh vài chiêu chào hỏi đùa giỡn thôi. Không phải đánh thật đâu. Lần đầu tiên trong lòng khấu trọng cảm thấy muốn tán thưởng khả đạt trí. Là vì y hoàn toàn có thể đem chuyện gã khai chiến mà đổ tội. Bất giác mặt đỏ lên. Tiến lên vái chào thượng Tú Phương rồi nói. Là ta không phải. Đã làm kinh động đến Tú Phương tiểu thư. Xin thứ tội. Xe ngựa dừng lại sau lưng thượng Tú Phương nữ võ sĩ mặt hạt bèn mở cửa xe cho nàng thượng tú phương bỏ mũ ra chỉ thấy mái tóc đen tuyền nhu nhuyễn tựa dòng suối buông xuống một cách tự nhiên chảy qua đôi vai rủ xuống chiếc eo thon thả đôi môi khẽ hé nụ cười kiều mị quyến rũ lan tỏa khiến mọi người xung quanh đều phải nín thở trên ngọc dung vẫn còn vương tiếu ý nghe thấy những thanh âm mê người bậc nhất đương kim vang lên tạm tin các ngươi tối mai gặp lại Nàng vừa mới hiển lộ một chút phương dung tuyệt thế thì hồn phách khấu trọng đã tan biến đi mất. Gã còn đang hồi tưởng lại khung cảnh khi nói chuyện với nàng trước kia thì có người kêu lớn. Tú Phương đại tiểu thư xin dừng bước. Thượng Tú Phương đang định lên xe. Nghe thấy tiếng gọi liền chuyển mình nhìn sang phía có người vừa nói. Một người từ trong đám đông đi ra. Tay nâng một chiếc hộp sắt. dáng vẻ cực kỳ cung kính bước về phía Thượng Tú Phương. Khả đạt trí và bọn võ sĩ đột quyết đồng thanh quát lớn lập thành một tường người chặn kẻ đó lại, nữ võ sĩ mặt hạt cũng đến sát bên cạnh Thượng Tú Phương để sẵn sàng bảo vệ cho nàng. Người mới đến toàn thân tà khí, mị lực yêu dị mạnh mẽ, chính là Liệt Hà, kẻ đứng đầu ngũ minh tử của Đại Minh Tôn giáo. Liệt Hà đứng phía bọn người khả đạt trí đang chặn đường nói lớn. Xin đừng hiểu lầm, Liệt Hà ta là người vô cùng ngưỡng mộ Tú Phương tiểu thư, đặc biệt đến đây hiến tặng thần kỳ bí phổ, xin tiểu thư thu nhận. Tiểu đệ còn là bằng hữu của Khấu Thiếu Soái, Thiếu Soái có thể bảo chứng tiểu đệ không thể và cũng không dám mạo phạm tiểu thư." Thượng Tú Phương giật mình nói, "Thần kỳ bí phổ, Khấu Trọng đương nhiên không hiểu được, thần kỳ bí phổ là cái thứ quỷ quái gì? Nhưng xem thần sắc của Thượng Tú Phương cũng đoán được rằng đây là bảo vật mà người nào yêu âm nhạc đều mơ tưởng đến. Dựa vào thân phận và địa vị của Liệt Hà, lễ vật kiến diện mà hắn đưa ra vào lúc này sẽ không lạc đi đâu được." tiểu tử này thật sự rất có phương pháp theo đuổi người đẹp trước tiên phải kiếm được thứ nàng thích bước đầu khiến đối phương sinh ra ấn tượng sâu đậm trong lòng lại còn kéo bản thân khấu trọng xuống nước nữa gã cười khổ nói liệt huynh chắc là bất trí đến mức ngu xuẩn rồi khả đạt chí hiển nhiên đã nghe qua đại danh của liệt hà động dung nói thì ra là liệt hà của hồi hột muốn dâng lễ cho tú phương tiểu thư đưa khả đạt chí ta là được rồi nét mặt liệt hà lộ vẻ khó xử sau đó lại dở giọng cầu xin. Khả huynh có thể ân chuẩn tiểu đệ tự mình đem bí phổ trình tú phương tiểu thư không? Nhân tiện giải thích thêm vài câu về bí phổ không? Thượng tú phương nói, xin hãy để liệt công tử qua đây. Khả đạt trí không thể không đáp ứng. Đột nhiên hắn có cảm giác mình và khấu trọng đều thành kẻ thứ ba. Liệt hà vô cùng mừng rỡ. Nhưng vẫn lộ vẻ rụt rè e ngại sẽ làm thượng tú phương cảm thấy đường đột. Hắn tiến đến cách thượng tú phương cách chừng năm bước. Quỳ một chân xuống. Nâng hộp sắt lên cao quá đầu, run giọng nói, bí phổ dâng lên, mong Tú Phương tiểu thư nhận cho. Cả một đoạn đại nhai tĩnh lặng đến mức cho dù cây kim xuống cũng có thể nghe thấy. Nhưng thật sự không có ai lộ thần sắc khó chịu, việc đi lại trên chu tước đại nhai hoàn toàn đình trệ. Người người tranh nhau xem có chuyện gì xảy ra, khấu trọng không quên quay đầu nhìn lên hai người Đỗ Hưng và Hứa Khai Sơn trên tầng hai. Đương nhiên đặc biệt lưu ý phản ứng của họ Hứa đối với Liệt Hà chỉ thấy hai người mắt không hề chớp ngắm nhìn vẻ đẹp của Thượng Tú Phương. Dường như đối với Liệt Hà không có nửa phần hứng thú. Nữ võ sĩ mặt hạt thay Thượng Tú Phương nhận lấy hộp sắt trên tay Liệt Hà. Mở ra rồi đưa ra cho nàng xem. Chỉ có Thượng Tú Phương và nữ võ sĩ là có thể nhìn thấy trong hộp chứa cái gì. Thượng Tú Phương đưa bàn tay băng cơ ngọc cốt, trắng như xương tuyết và vô cùng mềm mại lật qua bí phổ trong hộp. Thần sắc trên mặt lộ vẻ kinh ngạc mừng rỡ nói. Đây là quy tư quyển liệt công tử lấy được ở chỗ nào vậy? Liệt Hà đứng dậy, cúi đầu chắp tay nói. Bí phổ tổng cộng có 10 quyển. Ngoài quy tư quyển còn có cao xương, sa sư, hồi hột, đột quyết, thất vi, thổ lỗ hồn, đảng hạng, khiết đan, thiết lạc chín quyển nữa. Trong đó bao quát các loại nhạc vũ nổi tiếng. 50 năm trước do một người ở quy tư kêu là nhạc vũ chi thần, hô cáp nhân dùng tinh lực cả đời siêu tầm, ghi chép lại bất quá nhạc phổ và những lời bình được viết bằng phương pháp phổ nhạc và văn tự quy tư. May mắn là tiểu đệ đối với chuyện này cũng đã từng bỏ ra một chút công phu. Chỉ cần tú phương tiểu thư không chê, tiểu đệ sẽ nói ra hết. Khấu trọng thầm kêu lợi hại. Liệt hà có thể nói là đã điểm trúng chỗ yếu của thượng tú phương. Tuy chưa chắc bằng việc này chiếm được lòng nàng, nhưng chỉ cần giúp tài nữ này hoàn thành mong ước cả đời. Rõ ràng là hắn đã tiến được một bước lớn quả nhiên thượng tú phương như quên ngay sự tồn tại của khấu trọng tươi cười vui vẻ nói chúng ta lên xe nói chuyện cho kỹ liệt hà mừng rỡ như điên hướng tới khấu trọng nói sau này sẽ tìm thiếu soái uống rượu nói chuyện khấu trọng trong lòng thầm chửi nhìn tên tiểu tử kia theo thượng tú phương lên xe nữ võ sĩ mặt hạt đương nhiên cũng đi theo sát xe ngựa khởi hành khả đạt chí và bọn võ sĩ đột quyết cũng lần lượt lên ngựa khả đạt chí cưỡi ngựa đi đến bên cạnh khấu trọng lướt mắt nhìn về phía Đỗ Hưng và hứa khai sơn cười khổ nói: Ta cũng hẹn thiếu soái lát nữa uống rượu nói chuyện vậy. Tiếp đó hạ giọng nói: Hiện giờ điều ta muốn làm nhất là một đao chém chết tên khốn liệt hà này. Hai người đồng thời cười lớn, tiếng cười lồng lộng hàm chứa cả sự cam chịu và cay đắng. Vừa mới rồi bọn gã đúng là ngươi không chết thì ta chết. Đến giờ lại sinh ra cảm giác đồng bệnh tương lân, từ từ lang rời khỏi Thánh Quang Tự. Trên không một đàn chim từ phía thành thị bay qua lại thấy một đám mây hồng phản chiếu dáng chiều đang trôi lững lờ. Cảnh tượng khiến trong thâm tâm gã này sinh những cảm giác xúc động khó mà hình dung. Không phải mừng rỡ, cũng không phải sầu muộn. Từ từ lăng thở hắt ra một hơi dài. Việc tiếp xúc với tâm tư ẩn sâu trong lòng sư phi huyên khiến gã vô cùng kích động. Nhưng trái tim của gã vẫn một vẻ tịch mịch yên bình. Lúc đối mặt với sư phi huyên, mỗi khắc trải qua đều. Kinh tâm động phách, như gảy lên dây đàn trong tim gã chưa hề nghĩ mình dám dũng cảm mạo phạm và đường đột với một tiên tử như thế nhưng cảm giác đó có thể khiến gã điên đảo mê say khó mà tự mình khống chế đối với sư phi huyên mà nói ái tình nam nữ chỉ là một phần trong tu hành của nàng là ma chướng trên con đường đạt đến tiên đạo nhưng trong những lời nói của nàng sự tồn tại này có ý nghĩa sâu sắc chỉ khi ở bên cạnh nhau nàng mới hiểu được chân lý của sinh mệnh cảm thụ được ý nghĩa của nó đồng thời trong thâm tâm từ tử lăng cũng hiểu rõ nếu gã không thể vượt qua tình cảm nam nữ đời thường thì vĩnh viễn không thể cùng sư phi huyên đạt đến trạng thái liên hệ tinh thần hòa hợp hoàn toàn được tựa như có người biết mình đạp phải trái cả nhưng mặt khác lại cứ nghĩ đã đạp chúng một con cóc trong lúc gã đang thầm than thở chợt có người gọi từ huynh từ tử lăng dừng bước ở chân cầu cười nhẹ điệp công tử khỏe chứ không ngờ lại gặp ngươi ở đây âm hiền hạc đến bên cạnh gã lạnh lùng nói hứa khai sơn ở đây đương nhiên ta phải đến rồi từ từ lăng nhìn hắn âm hiền hạc vẫn lạnh lùng như trước tựa hồ nhân thế không có sự vật gì khiến hắn động tâm bao gồm cả hứa khai sơn ở trong đó gã liền hỏi âm huynh chuẩn bị ám sát hứa khai sơn ư âm hiền hạc lạnh lùng không nói chỉ nhẹ gật đầu từ từ lăng trong lòng chợt động nói âm huynh có thể giúp tiểu đệ tạm thời hoãn hành động ám sát được không âm hiền hạc nhíu mày hỏi từ huynh có việc gì cần ta làm vậy từ từ lăng nói âm huynh có thể giúp ta âm thầm giám thị hứa khai sơn xem hắn từ bây giờ đến sáng mai có hành động gì không âm hiền hạc nhìn gã một hồi lâu từ từ gật đầu nói từ huynh đã bảo ta làm thế đương nhiên là có thâm ý từ từ lăng cười nhẹ ta muốn xem hắn có phải người của đại minh tôn giáo không âm hiền hạc hơi ngạc nhiên hỏi lại đại minh tôn giáo các ngươi không phải từng nói tao nương tử và Lang Tặc là do bọn chúng sai khiến đó chứ? Còn cần chứng tỏ điều gì nữa?" Từ Từ Lang nghiêm mặt nói, "Hy vọng âm huynh cũng giống bọn ta, trước khi có chứng cứ xác đáng sẽ không đoán bừa, vì chúng ta có tin tức, Lang Tặc rất có khả năng là người của Bái Tử Đình." Âm Hiển Hạc thất thanh kêu, "Bái Tử Đình?" Từ Từ Lang nói, "Vì thế tiểu đệ mới dám nhờ âm huynh giúp cho việc này." Âm Hiển Hạc gật đầu nói, "Ta nhất định không phụ ủy thác của Tử huynh." sau khi hỏi kỹ địa điểm liên lạc, âm hiển hạc dưới ánh hoa đăng như u linh biến mất vào bóng tối trong thành. Về đến tứ hợp viện, từ từ lăng thấy khấu trọng đang cùng bất cổ nạp thai nghiên cứu chiến lược đại kế. Đem những viên đá nhỏ ra sắp xếp trên bãi cỏ cạnh hồ nước nóng. Hai người nói chuyện đang đến lúc vô cùng cao hứng. Từ từ lăng phát giác rằng rất khó mà quên đi tình cảm giữa gã và sư phi huyên. Bởi vì lúc này trong lòng gã đầy ấp tư vị ái tình mê người sư phi huyên cuối cùng cũng phải tự mình thừa nhận từ tử lang gã là nam tử duy nhất có thể khiến nàng trung tình là điểm sơ hở duy nhất trong cảnh giới kiếm tâm thông minh của nàng đối với sư phi huyên gã luôn luôn thấy bản thân mình không xứng với nàng nàng gần như thuộc về tiên giới bất kỳ kẻ phàm phu tục tử nào cũng không có tư cách phối ngẫu với tiên tử vào thời khắc này hình bóng thạch thanh tuyền bỗng trở nên xa xăm và mơ hồ nữ tử này cũng là một người từng khiến gã động chân tình khấu trọng cười nói, lăng thiếu ra quay lại vừa đúng lúc, ta vừa nói chuyện với lão bạt độ cả ngày bằng tiếng đột quyết. Quả nhiên không tiến thì lùi, giờ nói lại cái tiếng này gặp phải không ít khó khăn. Tiếp đó lại than dài một hơi, đúng là oan ra đường hẹp, ta không những gặp phải hai tên khốn đỗ hưng và hứa khai sơn. Cùng lúc gặp lại cả tiểu tử khả đạt trí trên đường và ôi, đau hết cả đầu. Từ từ lăng chấn động nói. Cuối cùng ngươi cũng gặp lại thượng tú phương rồi. Khấu trọng quay về phía bất cổ nạp thai ra dấu bảo nhẫn nại một lát. Tiếp đó quay lại phía từ từ lăng cười khổ. Ngươi không cần phải lo lắng giữa ta và thượng tú phương sẽ xảy ra chuyện gì. Ta và khả đạt trí cả hai đều dương mắt ếch lên nhìn cái tên liệt hà hoành đao đoạt ái. Dâng cho nàng cái thần kỳ bí phổ gì gì đó. Con bà nó, lại đây, nghe diệu kế phá đại minh tôn giáo của bọn ta đã. Câu cuối cùng gã dùng tiếng đột quyết để nói bất cổ nạp thai với cái đầu lởm chởm như lông lợn hưng phấn giảng dài đối với tòa trang viên này vị trí có lợi nhất của chúng ta là ở ngoài thôn chỉ cần bọn ta bố trí phục binh ở cốc khẩu có thể phong tỏa toàn bộ trang viên đợi hai người phát tín hiệu bọn ta sẽ lập tức dùng khoái mã xông vào giết sạch không chừa một ai từ từ lăng hỏi ngươi đã trinh sát con đường đó chưa trong trang viên có những người nào khấu trọng nói giữa thanh thiên bạch nhật thì rất khó mà tiến vào xem xét được gì để tránh đà thảo kinh xà. Ta chỉ đứng ở đỉnh núi phía xa quan sát. Trang viên tuy lớn, nhưng người cũng không nhiều. Từ từ lăng nói với bất cổ nạp thai. Việc tìm kiếm vợ chồng thâm mạt hoàn có tiến triển gì không? Bất cổ nạp thai đáp. Bọn chúng chắc là không ở trong thành. Từ từ lăng chỉ về phía những viên đá nhỏ biểu thị trang viên. Hỏi, đó là cái gì? Khấu trọng đáp, là một sơn cốc không quá cao lắm. Tuy nhiên trên núi cây cối chẳng chịt. Chỉ có một lối vào. Bất cổ nạp thai giải thích. Trang viên đó nằm ở trong sơn cốc. Cực kỳ bí mật, đúng là nơi dễ thủ khó công. Từ từ lăng nhíu mày. Khu vực này khá bằng phẳng. Sông hồ khắp nơi, dạng hình thế này không phải rất đặc biệt ư, khấu trọng biến sắc nói. Người nói cũng có đạo lý. Nếu ta là bái tử đình, tuyệt không để cho người ngoài chiếm cứ lấy vị trí như thế để xây dựng một nơi tường cao hào sâu có năng lực phòng ngự quân sự như thế. Mẹ ta ơi, suýt nữa bị lão thán giả gạt rồi. Bất Cổ Nạp Thay gật đầu đồng ý, nói như vậy, trang viên chắc là của bái tử đình, hoặc là của người có quan hệ mật thiết với hắn. Kỳ quái nhất là thuật văn lăn lộn ở Long Tuyền đã lâu, nhưng hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của trang viên này. Khấu trọng giận dữ nói, rõ ràng lão thán giả muốn dùng kế tá đao sát nhân. Bất quá nếu như vậy không phải sẽ tự bộc lộ thân phận sao? Từ Từ Lăng nói, đó không đơn giản là tá đao sát nhân, mà còn là điệu hổ ly sơn để chúng có thể tập trung toàn lực đối phó sư phi huyên kẻ chủ sự của đại minh tôn giáo còn giảo hoạt xảo trá hơn chúng ta tưởng sử dụng toàn là những chiêu thêm dầu vào lửa kích động ly gián là loại người muốn càng loạn càng tốt đối với hắn thì hay nhất là chính đạo và ma môn ở trung nguyên tàn sát lẫn nhau để bọn chúng thừa cơ hội ngao cò tương tranh ở giữa thủ lợi khấu trọng vẫn giận giữ nghiến răng kèn kẹt vậy làm thế nào dạy cho bọn chúng một bài học nhớ đời đây bất cổ nạp thai đề nghị hay là chúng ta đang đêm tập kích tiểu hồi viên xông vào sát nhân phóng hỏa biểu diễn một chút gì đó cho bọn chúng xem từ từ lăng nói gây chuyện bên trong thành hậu quả khó lường mọi việc phải đợi lão bạt quay về rồi mới tính tiếp nếu không sẽ khiến thiên hạ đại loạn muốn tìm ra phu phụ thâm mặt hoàn càng thêm khó khăn bất cổ nạp thai vui vẻ nói đại ca bảo ta phải nghe phân phó của hai người hai người bảo làm gì ta sẽ làm cái đó khấu trọng ôm đôi vai lực lưỡng của hắn cười mọi người đều là huynh đệ sao lại có chuyện ai phải nghe ai tối nay bọn ta trước bắt sống lão thán giả để tìm hiểu tình hình các ngươi là kỳ binh cứ án binh bất động chờ khi bọn ta có thêm một ít tin tức tốt đã sau khi ba người thương nghị kế hoạch hành sự chi tiết xong bất cổ nạp thai rời đi khấu trọng cười nói bái tử đình phái xuất một nữ võ sĩ cao gần như ngang ngửa với ta và ngươi đi bảo vệ thượng tú phương nữ nhân xinh đẹp này có điểm rất đặc biệt hấp dẫn phi thường Kể cả ngươi nếu ngắm qua rồi cũng không quên được đâu. Từ từ lăng cười chửi. Cái tính háo sắc lại nổi lên rồi. Khấu trọng gục gặc vẻ đắc ý. Yêu cái đẹp là chuyện thường tình của con người. Ài, ta phải nhanh chóng nghĩ ra một cái tuyệt hay để thu thập tên tiểu tử liệt hà này rồi. Gã chỉ là thuận miệng nói vậy chứ thực sự không phải như thế. Đoạn lại nói tiếp, lão bạt sao vẫn chưa quay lại nhỉ. Nếu trước khi gặp bái tử đình vào đêm mai y có thể kiếm được tin tức thì có thể lập tức nhờ huynh đệ cổ nạp thay đánh cướp hàng hóa cho chúng ta khi đó việc thương lượng với bái tử đình đêm mai càng thêm nhiều màu sắc thấy từ tử lăng trầm ngâm không nói gì khấu trọng lại hỏi ngươi và tiên tử của chúng ta có phát triển gì mới không đã cầm tay nàng ta chưa từ tử lăng cười khổ thật không nên nói với ngươi về chuyện này đầu óc toàn nghĩ chuyện bẩn thỉu khấu trọng cười một chàng dài nói cầm tay người ta thì có gì mà bẩn trừ phi hơn 10 ngày nay ngươi không rửa tay từ từ lăng nổi cáu không nói chuyện đùa với ngươi nữa thế có quay lại cửa nam thành không sắc mặt khấu trọng chợt trầm xuống ta có lúc nào rảnh rỗi để đi đâu từ từ lăng biết gã sinh lòng bất mãn đối với đoạn ngọc thành hoài nghi hắn vong tình phụ nghĩa liền kéo hắn đi về phía đại môn rồi nói nhân lúc bọn ta vẫn còn một ít thời gian nay đến nam môn một chuyến xem sao sau đó tìm việt khắc bồng đi ăn cơm hưởng thủy đi thôi hai gã đến cửa nam thành vẫn không thu thập được gì thêm đoạn ngọc thành vẫn không hề lưu lại ám ký từ tử lăng thấy sắc mặt khấu trọng không vui liền an ủi gã ít nhất là đoạn ngọc thành cũng không có bán đứng bọn ta nếu không hắn có thể hợp tác với bọn người đại minh tôn giáo bố trí vây bắt hay ám hại chúng ta hoặc có thể cung cấp vài tin tức giả để dụ bọn ta mắc câu khấu trọng nói vấn đề là ở chỗ đó nếu như hắn thật sự lưu lại ám ký Kêu bọn ta đến đâu đó gặp mặt. Làm sao chúng ta biết được đó không phải là cái bẫy? Từ từ lăng nói. Đến lúc đó hãy tính. Hai gã thả bộ dọc theo chu tước đại nhai. Đi về phía ngoại tân quán. Trên phố nhiều hoa đăng treo trên cao khiến đại nhai sáng như ban ngày. Chỉ thấy người xe tranh chen chúc. Phồn hoa nhiệt náo. Thỉnh thoảng lại có người hoặc đưa mắt chào. Hoặc chỉ trò nói chuyện với nhau. Thể hiện biết bọn gã là ai. Bỗng nhiên một người chặn hai gã lại. Thi lễ nói, may gặp thiếu soái và từ gia ở đây. Tệ chủ nhân có lời mời hai vị đến gặp. Người này thân mặc hán phục, nói tiếng Hán nhưng thổ âm của dị tộc rất nặng, vẻ ngoài tinh tế linh xảo không hề giống tộc người túc mạt mạt hạt. Nghiêm chỉnh mà nói thì khá thô hào nhưng lại có điểm gian xảo. Khấu trọng ngạc nhiên, quý chủ nhân là ai? Người đó hạ giọng nói nhỏ. Tệ chủ thiết phất do, Lần gặp gỡ này tuyệt không có ác ý, hai gã nghe vậy liền nhìn nhau hội ý, Thiết Phất Do là tù trưởng của Hắc Thủy Mạt Mạt bộ, một nhánh khác của Mạt Hạt tộc, thế lực của hắn có thể so sánh ngang ngửa với Bái Tử Đình. Hắn chính là người khống chế thống vạn và ủng hộ đột lợi. Trước đây ở ngoài Hoa Lâm đã cùng với Thâm Mạt Hoàn và quân trực hoang của Khiết Đan Liên thủ phục kích bọn gã. Hiện tại bỗng nhiên lại khách khách khí khí sai người đến mời bọn gã đến gặp mặt. Đương nhiên là có mưu đồ rồi khấu trọng dùng ánh mắt hỏi ý kiến từ tử lăng thấy gã nhẹ nhẹ gật đầu liền bảo mời dẫn đường người đó dẫn hai gã đến một gian hàng đồ sắt đã sớm đóng cửa bên phía trái hai đại hán mở cửa cho bọn gã mời hai người tiến thẳng vào bên trong đi qua một cái sân lớn chỉ thấy một mình thiết phất do từ hậu đường đi ra nghênh đón tay tù trưởng hắc thủy bộ lùn thấp vạm vỡ này vẫn đang mặc y phục võ quan pha lẫn khí khái vương giả cười ha hà nói tiểu đệ nếu trước đây có chỗ nào đắc tội, mong hai vị đại nhân mở lượng hải hà mà bỏ qua cho. Hắn nói tiếng Hán vô cùng chuẩn xác. Hai gã vẫn biết những lãnh tụ hoặc nhân vật trong vương tộc của các bộ tộc vùng tái ngoại đều giỏi Hán ngữ. Nhưng vẫn cảm thấy bất ngờ. Khấu trọng thấy hắn chỉ có một mình để biểu lộ thành ý, trong lòng thầm khen. Cười nói, đó chỉ là hiểu nhầm mà thôi. Bọn ta cũng chỉ là vì có người nhờ vả. Tiệt không có ý tứ giúp lão bái lập quốc thiết phất do tỏ vẻ vui mừng mời vào trong rồi hãy nói chuyện nội đường bố trí giản đơn sau khi mọi người ngồi xuống bên một cái bàn lớn giữa phòng liền có hạ nhân dân trả lên thiết phất do nói hai vị xem chừng chưa có ăn tối từ từ lăng nói đại vương không cần khách khí lát nữa bọn ta còn có một cái hẹn khác thủ hạ của thiết phất do đã lui hết ra ngoài chỉ còn ba người ở lại thiết phất do nói như thế để tiểu đệ nói ngắn thôi vậy nếu hai vị có thể đưa ngũ thải thạch cho tiểu đệ thiết phất do này bảo đảm trong vòng một tháng sẽ đem tám vạn tấm da dê tới sơn hải quan để hai vị kiểm tra và thu nhận khấu trọng nhíu mày nói đại vương chắc đã nghe câu hoài bích chi tội nếu ngũ thải thạch ở trong tay đại vương tất có thể đại trấn thanh uy trong tám bộ tộc mặt hạt nhưng cũng vì thế mà trở thành đích ngắm của ngoại tộc trong phúc có họa đại vương đã suy nghĩ kỹ về tình huống này chưa thiết phất do cười nhẹ Ta đã cùng huynh đệ đột lợi của hai người đạt được một hiệp nghị. Hắn sẽ toàn lực giúp ta đoạt lấy Ngũ Thải Thạch. Từ từ lang than, giả như đột lợi và hiệt lợi làm lành với nhau, tình huống lúc đó sẽ biến thành thế nào? Sắc mặt thiết phất do hơi biến, hắn trả lời, có phải hai người nghe được Phong Thanh điều gì không? Theo lý mà nói, đột lợi và hiệt lợi đã thành cục thế nước lửa đối đầu, không thể có khả năng giảng hòa. Khấu Trọng vẫn thản nhiên, bọn ta đâu có thu được tin tức hay Phong Thanh gì. Tất cả là phán đoán thôi. Đột lợi tuy là một hảo hán tử, nhưng cũng không thể không tính toán đến tiền đồ và lợi ích của người trong bộ tộc. Sự tranh đấu giữa hắn và hiện lợi đã khiến vùng thảo nguyên Đông Bắc Phong vân biến sắc. Các bộ tộc đều sẵn sàng quật khởi. Việc lập quốc của bái tử đình là ví dụ rõ ràng nhất. Trong chuyện này còn có Mỹ diễm phu nhân của Y Ngô và đại minh tôn giáo của hồi hột thêm dầu vào lửa. Như sợ thiên hạ không đủ loạn. Với tình thế như vậy, nếu tất huyền ra mặt. Ngươi đoán hậu quả sẽ thế nào? Đến lúc đó nếu đột lợi khuyên đại vương người trả ngũ thải thạch cho A bảo giáp của khiết đan. Đại vương người sẽ bị hãm vào thế tiến thoái lưỡng nan. Cho dù là hiệt lợi hay đột lợi đều sẽ dùng mọi thủ đoạn ngăn cản bất cứ ai định dùng ngũ thải thạch để thống nhất mặt hạt bát bộ. Những lời của khấu trọng đều không phải là dọa nạt nói bừa. Bởi gã đã từng chính mắt chứng kiến đột lợi sau khi biết chuyện ngũ thải thạch. Lập tức ngừng việc tiến công hiệt lợi có thể thấy hắn tuyệt không chấp nhận để xuất hiện cục diện mạt hạt bát bộ thống nhất thiết phất do ngồi ngẩn một lúc hắn cuối cùng cũng là lãnh tụ tinh minh tài trí hơn người chỉ vì chuyện thống nhất mạt hạt có sức dụ hoặc quá lớn giống như tài lợi làm mù mắt nên xem xét không được chu toàn một hồi lâu trầm giọng hỏi vậy hai người định xử trí ngũ thải thạch thế nào khấu trọng nói ta muốn hỏi đại vương một câu trước người có cam tâm nhìn bái tử đình bị diệt tộc không thiết phất do lại ngẩn người ra Đoạn lắc đầu đáp, nếu thế sẽ là một đà kích cực kỳ nghiêm trọng đối với mặt hạt tộc. Khiến việc chống lại sự bành trướng của đột quyết của bọn ta càng thêm khó khăn. Khi đó chỉ có thể nhìn sắc mặt hiện lợi mà hành sự thôi. Khấu trọng vui vẻ nói. Vậy là được rồi, nói thẳng ra, cho đến giờ phút này, bọn ta vẫn chưa nghĩ ra cách nào xử trí ngũ thải thạch. Bái tử đình đối với bọn ta là địch không là bạn. Nhưng bọn ta cũng không hy vọng dân chúng trong thành long tiền này ngọc đá đều tan dưới vó sắt của quân đột quyết. Chỉ đành tùy cơ ứng biến. Xem xem có phương pháp nào lưỡng toàn kỳ Mỹ không. Song mục của thiết phất do thần quang đại thịnh. Chăm chú nhìn khấu trọng. Chậm rãi nói. Chuyện thiếu soái và tử huynh. Cùng với bạt phong hàn tại hách liên bảo kháng cự kim lang đại quân của hiện lợi. Ta vẫn tưởng là do người ta nói quá lên. Đến giờ ta bắt đầu thấy hai người đúng thật là anh hùng hảo hán chân chính bên mình vì người khác, thiết phất do ta nguyện trở thành bằng hữu của hai vị. rồi hắn vỗ ngực nói tiếp, truyền tám vạn tấm da dê để thiết phất do ta gánh vác đi. từ từ lăng hỏi, đại vương có phải định đổi vàng lấy da dê không? khấu trọng hỏi tiếp, là trao đổi với hô duyên kim hay mã cắt vậy? thiết phất do hơi do dự, đảo mắt một cái đáp, ta với hô duyên kim và mã cắt đều không có giao tình, chỉ là thông qua a bảo giáp của khiết đan để giao dịch, mọi việc đều phải theo quy củ hai gã kinh nghiệm giang hồ đã quá phong phú. Chỉ cần nhìn qua ánh mắt là đã biết hắn nói dối. Những gì mà, kết bằng hữu với hai vị, toàn là thủ đoạn xã giao. Bên trong không hề có nửa điểm thành ý, khấu trọng và từ tử lăng tại trung thổ vốn là những nhân vật ngang trời dọc đất. Ở tái ngoại này lại có hai đại thế lực đột lợi và biệt lạc cổ nạp thai huynh đệ chống lưng. Bản thân lại là cao thủ hàng đầu. Bởi vậy, các thế lực thù địch thu thập bọn gã không thành tự nhiên muốn chuyển sang lung lạc. Khấu trọng cũng không muốn ép. Truy vấn tại sao hắn cùng thâm mặt hoàn và A bảo giáp kết thành liên minh đến phục kích bọn gã. Tránh để hắn phải rơi vào thế khó. Gã nói, đại vương không cần phải động tay vào chuyện này. Bọn ta tuyệt không theo quy củ giao dịch với kẻ cướp của đại thảo nguyên. Chúng ta không những sẽ bắt bọn chúng phải nôn mớ ra dê cướp được ra. Còn phải sát nhân thường mạng nữa. Hai người cáo từ ly khai. Quay về chu tước đại nhai đông nghịt người. Chỉ xem tình huống trước mắt lập tức minh bạch vì sao đột lợi không để cho bái tử đình lập quốc thành công lại cũng hiểu rõ tại sao bái tử đình lại mạo hiểm lập quốc long tuyền bản thân được thiên nhiên yêu đãi khí hậu dễ chịu thủy thổ yêu việt bái tử đình chỉ cần lập quốc thành công sẽ có thể tạo ra khung cảnh vô cùng hấp dẫn người khác khiến khách thương các nơi sẽ lần lượt đến đây lập nghiệp và giao dịch trong tình hình đó một hải quốc vô luận nhân khẩu thu nhập và quốc lực sẽ tăng lên không ngừng thành một thế lực to lớn ở vùng đông bắc khấu trọng nói vào bên tai từ tử lăng nếu ta không đoán sai thiết phất do rất có khả năng biết vợ chồng thâm mặt hoàn trốn ở chỗ nào từ tử lăng gật đầu đồng ý hàn triều an hồ diên kim và thâm mặt hoàn là ba tay mã tặc có thực lực nhất ở đại thảo nguyên có câu thỏ chết cáo buồn huống chi bọn chúng đều là đồng đạo ngươi nói bọn chúng có che giấu cho nhau không khấu trọng nói khả năng đó tính ra nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ Long tiền đâu có rộng rãi gì. Nếu không có người che giấu cho thâm mặt hoàn. Hắn làm sao dám chạy đến nơi này. Người ta đoán đầu tiên là bái tử đình. Hiện tại xem ra Hàn Triều An cũng không phải là không có khả năng. Từ từ lăng nói. Đến rồi. Ngoại tân quán gồm nhiều tòa nhà liên tiếp. Hai bên san sát. Tất cả đều có tường cao sân rộng. Mỗi tòa nhà chiếm một khoảnh đất lớn. Có thể chứa được những đoàn sứ tiết tới hơn trăm người. Cửa giữa của ngoại tân quán mở lớn. Người ra ra vào vào vô cùng náo nhiệt, hai gã lần lượt đi qua từng tòa nhà. Bỗng nhiên trong mắt xuất hiện một bóng trắng. Bọn gã kinh ngạc nhìn lại thì thấy mỹ nhân tiểu sư di phó quân tường và cao ly vương ngự tiền thủ tịch kim chính tông từ phía trái ngoại tân quán đi ra. Hai bên liền chạm mặt nhau. Phó quân tường lúc này không hề dùng khăn che khuôn mặt xinh đẹp. Thấy hai gã lập tức trợn chừng đôi mắt đẹp lên. Quát lên lanh lành. Đứng lại. Hai người chỉ biết cười khổ. Không làm sao được đành phải dừng bước. Kim Chính Tông ngầm đánh giá từ tử lăng. Trầm giọng hỏi. Đây có phải là từ huynh? Từ tử lăng cười nhẹ. Chính là tiểu đệ. Rồi gã quay sang phó quân tường. Kính chào tiểu sư di. Phó quân tường dẫm chân một cái. Giận dữ nói. Còn kêu bậy cái gì vậy? Ai là sư di của ngươi? Đại sư tỷ không có hai đứa con súc sinh vong tình phụ nghĩa như hai ngươi. Khấu trọng thầm nghĩ chính vì không phải là kẻ vong tình phụ nghĩa mới phải đắc tội với vị tiểu sư muội của mẹ này. Đành cười nói, Tiểu sư Di dù không nhận bọn ta cũng được, bất quá tục ngữ có câu một ngày là mẹ, suốt đời là mẹ, thứ tự trưởng ấu đã xác định, bọn ta trong lòng hay trên miệng đều phải xưng người là tiểu sư Di. Phó quân tường rõ ràng không có cách nào đối phó với gã. Giận đến nỗi sắc mặt tái xanh, nhưng trong lòng cũng hiểu rõ nàng và Kim Chính Tông không có cách nào mà thu thập hai gã. Gắng kiềm cơn giận nói: "Hiện giờ bổn cô nương không có thời gian đùa giỡn với các ngươi." sau này sẽ đem các ngươi ra tính sổ kim chính tông cười nói có cơ hội chắc chắn sẽ thỉnh giáo sự cao minh của thiếu soái lần nữa phó quân tường hừ lạnh một tiếng phất áo bỏ đi kim chính tông cũng vội vàng đuổi theo nhìn theo bóng hai người hòa lẫn vào dòng người khấu trọng cười khổ hiểu lầm càng ngày càng sâu sắc không sao giảm bớt chỉ hy vọng câu nói sư công đích thân đến trung nguyên của nàng không phải là sự thật nếu không bọn ta ắt chạy đâu cũng không thoát ta thà là đối phó với Viêm Dương Đại Pháp của Tất Huyền chứ không hề muốn đón tiếp, dịch kiếm thuật của sư công, Từ Tử Lăng cũng có cùng cảm giác đó. Đối với Tất Huyền còn có thể liều mạng phản kích, còn đối với sư phụ của mẹ chẳng lẽ lại đánh nhau sống chết được sao? Hai người đang định bỏ đi, một thanh âm thân thiết quen thuộc từ ngoại tân quán truyền ra. Gọi lớn, thì ra là đúng là các người. Hai gã đều ngạc nhiên nhìn qua. Hồi 507, Đạp Nha Đạp Mô, về đến tứ hợp viện, từ từ lăng thấy khấu trọng đang cùng bất cổ nạp thai nghiên cứu chiến lược đại kế. Đem những viên đá nhỏ ra sắp xếp trên bãi cỏ cạnh hồ nước nóng. Hai người nói chuyện đang đến lúc vô cùng cao hứng. Từ từ lăng phát giác rằng rất khó mà quên đi tình cảm giữa gã và sư phi huyên. Bởi vì lúc này trong lòng gã đầy ấp tư vị ái tình mê người. Sư phi huyên cuối cùng cũng phải tự mình thừa nhận từ từ lăng gã là nam tử duy nhất có thể khiến nàng trung tình. Là điểm sơ hở duy nhất trong cảnh giới kiếm tâm thông minh của nàng đối với sư phi huyên gã luôn luôn thấy bản thân mình không xứng với nàng nàng gần như thuộc về tiên giới bất kỳ kẻ phàm phu tục tử nào cũng không có tư cách phối ngẫu với tiên tử vào thời khắc này hình bóng thạch thanh tuyền bỗng trở nên xa xăm và mơ hồ nữ tử này cũng là một người từng khiến gã động chân tình khấu trọng cười nói lăng thiếu ra quay lại vừa đúng lúc ta vừa nói chuyện với lão bạt cả ngày bằng tiếng đột quyết quả nhiên không tiến thì lùi Giờ nói lại cái tiếng này gặp phải không ít khó khăn. Tiếp đó lại than dài một hơi. Đúng là oan ra đường hẹp. Ta không những gặp phải hai tên khốn đỗ hưng và hứa khai sơn. Cùng lúc gặp lại cả tiểu tử khả đạt trí trên đường và ôi, đau hết cả đầu. Từ từ lăng chấn động nói. Cuối cùng ngươi cũng gặp lại thượng tú phương rồi. Khấu trọng quay về phía bất cổ nạp thai ra giấu bảo nhẫn nại một lát. Tiếp đó quay lại phía từ từ lăng cười khổ ngươi không cần phải lo lắng giữa ta và thượng tú phương sẽ xảy ra chuyện gì. Ta và khả đạt trí cả hai đều dương mắt ếch lên nhìn cái tên liệt hà hoành đao đạt ái. Dâng cho nàng cái thần kỳ bí phổ gì gì đó. Con bà nó, lại đây, nghe diệu kế phá đại minh tôn giáo của bọn ta đã. Câu cuối cùng gã dùng tiếng đột quyết để nói. Bất cổ nạp thai với cái đầu lởm chởm như lông lợn hưng phấn giảng giải. Đối với tòa trang viên này, vị trí có lợi nhất của chúng ta là ở ngoài thôn chỉ cần bọn ta bố trí phục binh ở cốc khẩu, có thể phong tỏa toàn bộ trang viên, đợi hai người phát tín hiệu, bọn ta sẽ lập tức dùng khoái mã xông vào giết sạch không chừa một ai. Từ Từ Lăng hỏi, ngươi đã trinh sát con đường đó chưa? Trong trang viên có những người nào? Khấu Trọng nói, giữa thanh thiên bạch nhật thì rất khó mà tiến vào xem xét được gì. Để tránh đà thảo kinh xà, ta chỉ đứng ở đỉnh núi phía xa quan sát. Trang viên tuy lớn, nhưng người cũng không nhiều. Từ từ lăng nói với bất cổ nạp thai. Việc tìm kiếm vợ chồng thâm mạt hoàn có tiến triển gì không? Bất cổ nạp thai đáp. Bọn chúng chắc là không ở trong thành. Từ từ lăng chỉ về phía những viên đá nhỏ biểu thị trang viên. Hỏi, đó là cái gì? Khấu trọng đáp, là một sơn cốc không quá cao lắm. Tuy nhiên trên núi cây cối chẳng chịt. Chỉ có một lối vào. Bất cổ nạp thai giải thích. Trang viên đó nằm ở trong sơn cốc. Cực kỳ bí mật, đúng là nơi dễ thủ khó công. Từ từ lăng nhíu mày khu vực này khá bằng phẳng. Sông hồ khắp nơi, dạng hình thế này không phải rất đặc biệt ư, khấu trọng biến sắc nói. Người nói cũng có đạo lý. Nếu ta là bái tử đình, tuyệt không để cho người ngoài chiếm cứ lấy vị trí như thế để xây dựng một nơi tường cao hào sâu có năng lực phòng ngự quân sự như thế. Mẹ ta ơi, suýt nữa bị lão thán giả gạt rồi. Bất cổ nạp thai gật đầu đồng ý. Nói như vậy, trang viên chắc là của bái tử đình, hoặc là của người có quan hệ mật thiết với hắn. Kỳ quái nhất là thuật văn lăn lộn ở Long Tuyền đã lâu. Nhưng hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của trang viên này. Khấu trọng giận dữ nói. Rõ ràng lão thán giả muốn dùng kế tá đao sát nhân. Bất quá nếu như vậy không phải sẽ tự bộc lộ thân phận sao? Từ từ lăng nói. Đó không đơn giản là tá đao sát nhân. Mà còn là điệu hổ ly sơn. Để chúng có thể tập trung toàn lực đối phó sư phi huyên. Kẻ chủ sự của đại minh tôn giáo còn rào hoạt xảo trá hơn chúng ta tưởng sử dụng toàn là những chiêu thêm dầu vào lửa kích động ly dán là loại người muốn càng loạn càng tốt đối với hắn thì hay nhất là chính đạo và ma môn ở trung nguyên tàn sát lẫn nhau để bọn chúng thừa cơ hội ngao cò tương tranh ở giữa thủ lợi khấu trọng vẫn giận giữ nghiến răng kèn kẹt vậy làm thế nào dạy cho bọn chúng một bài học nhớ đời đây bất cổ nạp thai đề nghị hay là chúng ta đang đêm tập kích tiểu hồi viên xông vào sát nhân phóng hỏa biểu diễn một chút gì đó cho bọn chúng xem từ từ lăng nói gây chuyện bên trong thành hậu quả khó lường mọi việc phải đợi lão bạt quay về rồi mới tính tiếp nếu không sẽ khiến thiên hạ đại loạn muốn tìm ra phu phụ thâm mặt hoàn càng thêm khó khăn bất cổ nạp thai vui vẻ nói đại ca bảo ta phải nghe phân phó của hai người hai người bảo làm gì ta sẽ làm cái đó khấu trọng ôm đôi vai lực lưỡng của hắn cười mọi người đều là huynh đệ sao lại có chuyện ai phải nghe ai tối nay bọn ta trước bắt sống lão thán giả để tìm hiểu tình hình các ngươi là kỳ binh, cứ án binh bất động, chờ khi bọn ta có thêm một ít tin tức tốt đã. Sau khi ba người thương nghị kế hoạch hành sự chi tiết xong, bất cổ nạp thai rời đi, khấu trọng cười nói, bái tử đình phái xuất một nữ võ sĩ cao gần như ngang ngửa với ta và ngươi đi bảo vệ thượng tú phương. Nữ nhân xinh đẹp này có điểm rất đặc biệt, hấp dẫn phi thường, kể cả ngươi nếu ngắm qua rồi cũng không quên được đâu. Từ từ lăng cười chửi, cái tính háo sắc lại nổi lên rồi khấu trọng gục gặc vẻ đắc ý, yêu cái đẹp là chuyện thường tình của con người, ài, ta phải nhanh chóng nghĩ ra một cái tuyệt hay để thu thập tên tiểu tử liệt Hà này rồi. Gã chỉ là thuận miệng nói vậy chứ thực sự không phải như thế. Đoạn lại nói tiếp, lão bạt sao vẫn chưa quay lại nhỉ, nếu trước khi gặp Bái Tử Đình vào đêm mai y có thể kiếm được tin tức, thì có thể lập tức nhờ huynh đệ Cổ Nạp Thay đánh cướp hàng hóa cho chúng ta. Khi đó việc thương lượng với Bái Tử Đình đêm mai càng thêm nhiều màu sắc thấy từ từ lăng trầm ngâm không nói gì. Khấu trọng lại hỏi, ngươi và tiên tử của chúng ta có phát triển gì mới không? Đã cầm tay nàng ta chưa? Từ từ lăng cười khổ. Thật không nên nói với ngươi về chuyện này. Đầu óc toàn nghĩ chuyện bẩn thỉu. Khấu trọng cười một chàng dài nói. Cầm tay người ta thì có gì mà bẩn. Trừ phi hơn 10 ngày nay ngươi không rửa tay. Từ từ lăng nổi cáu, Không nói chuyện đùa với ngươi nữa. Thế có quay lại cửa Nam Thành không? Sắc mặt khấu trọng chợt trầm xuống. Ta có lúc nào rảnh rỗi để đi đâu? Từ từ lăng biết gã sinh lòng bất mãn đối với đoạn Ngọc Thành. Hoài nghi hắn vong tình phụ nghĩa. Liền kéo hắn đi về phía đại môn rồi nói. Nhân lúc bọn ta vẫn còn một ít thời gian. Nay đến Nam Môn một chuyến xem sao. Sau đó tìm việc khác bồng đi ăn cơm hưởng thủy. Đi thôi, hai gã đến cửa Nam Thành vẫn không thu thập được gì thêm. Đoạn Ngọc Thành vẫn không hề lưu lại ám ký. Từ từ lăng thấy sắc mặt khấu trọng không vui. Liền an ủi gã ít nhất là đoạn ngọc thành cũng không có bán đứng bọn ta nếu không hắn có thể hợp tác với bọn người đại minh tôn giáo bố trí vây bắt hay ám hại chúng ta hoặc có thể cung cấp vài tin tức giả để dụ bọn ta mắc câu khấu trọng nói vấn đề là ở chỗ đó nếu như hắn thật sự lưu lại ám ký kêu bọn ta đến đâu đó gặp mặt làm sao chúng ta biết được đó không phải là cái bẫy từ từ lăng nói đến lúc đó hãy tính hai gã thả bộ dọc theo chu tước đại nhai đi về phía ngoại tân quán. Trên phố nhiều hoa đang treo trên cao khiến đại nhai sáng như ban ngày. Chỉ thấy người xe tranh chen trúc phồn hoa nhiệt náo, thỉnh thoảng lại có người hoặc đưa mắt chào, hoặc chỉ trò nói chuyện với nhau, thể hiện biết bọn gã là ai. Bỗng nhiên một người chặn hai gã lại, thi lễ nói, may gặp thiếu soái và từ gia ở đây. Tệ chủ nhân có lời mời hai vị đến gặp, người này thân mặc hán phục, nói tiếng hán nhưng thổ âm của dị tộc rất nặng vẻ ngoài tinh tế linh xảo không hề giống tộc người túc mạt mạt hạt. Nghiêm chỉnh mà nói thì khá thô hào nhưng lại có điểm gian xảo. Khấu trọng ngạc nhiên, quý chủ nhân là ai? Người đó hạ giọng nói nhỏ. Tệ chủ thiết phất do. Lần gặp gỡ này tuyệt không có ác ý, hai gã nghe vậy liền nhìn nhau hội ý, thiết phất do là tù trưởng của hắc thủy mạt mạt bộ. Một nhánh khác của mạt hạt tộc. Thế lực của hắn có thể so sánh ngang ngửa với bái tử đình. Hắn chính là người khống chế thống vạn và ủng hộ đột lợi. Trước đây ở ngoài Hoa Lâm đã cùng với Thâm Mạt Hoàn và Côn Trực Hoang của Khiết Đan Liên thủ phục kích bọn gã. Hiện tại bỗng nhiên lại khách khách khí khí sai người đến mời bọn gã đến gặp mặt. Đương nhiên là có mưu đồ rồi. Khấu Trọng dùng ánh mắt hỏi ý kiến từ Từ Lăng, thấy gã nhẹ nhẹ gật đầu, liền bảo mời dẫn đường, người đó dẫn hai gã đến một gian hàng đồ sắt đã sớm đóng cửa bên phía trái. Hai đại hán mở cửa cho bọn gã, mời hai người tiến thẳng vào bên trong, đi qua một cái sân lớn chỉ thấy một mình thiết phất do từ hậu đường đi ra nghênh đón. Tay tù trường hắc thủy bộ lùn thấp vạm vỡ này vẫn đang mặc y phục võ quan. Pha lẫn khí khái vương giả, cười ha hà nói, tiểu đệ nếu trước đây có chỗ nào đắc tội, mong hai vị đại nhân mở lượng hải hà mà bỏ qua cho. Hắn nói tiếng hán vô cùng chuẩn xác. Hai gã vẫn biết những lãnh tụ hoặc nhân vật trong vương tộc của các bộ tộc vùng tái ngoại đều giỏi hán ngữ. Nhưng vẫn cảm thấy bất ngờ. Khấu trọng thấy hắn chỉ có một mình để biểu lộ thành ý, trong lòng thầm khen. Cười nói, đó chỉ là hiểu nhầm mà thôi. Bọn ta cũng chỉ là vì có người nhờ vả. Tiệt không có ý tứ giúp lão bái lập quốc. Thiết phất do tỏ vẻ vui mừng. Mời vào trong rồi hãy nói chuyện. Nội đường bố trí giản đơn. Sau khi mọi người ngồi xuống bên một cái bàn lớn giữa phòng liền có hạ nhân dân trà lên. Thiết phất do nói, hai vị xem chừng chưa có ăn tối. Từ Tử lăng nói, đại vương không cần khách khí, lát nữa bọn ta còn có một cái hẹn khác thủ hạ của thiết phất do đã lui hết ra ngoài chỉ còn ba người ở lại thiết phất do nói như thế để tiểu đệ nói ngắn thôi vậy nếu hai vị có thể đưa ngũ thải thạch cho tiểu đệ thiết phất do này bảo đảm trong vòng một tháng sẽ đem tám vạn tấm da dê tới sơn hải quan để hai vị kiểm tra và thu nhận khấu trọng nhíu mày nói đại vương chắc đã nghe câu hoài bích chi tội nếu ngũ thải thạch ở trong tay đại vương tất có thể đại chấn thanh uy trong tám bộ tộc mặt hạt. Nhưng cũng vì thế mà trở thành đích ngắm của ngoại tộc. Trong phúc có họa, đại vương đã suy nghĩ kỹ về tình huống này chưa? Thiết phất do cười nhẹ. Ta đã cùng huynh đệ đột lợi của hai người đạt được một hiệp nghị. Hắn sẽ toàn lực giúp ta đoạt lấy ngũ thải thạch. Từ từ lang than, giả như đột lợi và hiện lợi làm lành với nhau. Tình huống lúc đó sẽ biến thành thế nào? Sắc mặt thiết phất do hơi biến. Hắn trả lời, có phải hai người nghe được phong thanh điều gì không theo lý mà nói đột lợi và hiệt lợi đã thành cục thế nước lửa đối đầu không thể có khả năng giảng hòa khấu trọng vẫn thản nhiên bọn ta đâu có thu được tin tức hay phong thanh gì tất cả là phán đoán thôi đột lợi tuy là một hảo hán tử nhưng cũng không thể không tính toán đến tiền đồ và lợi ích của người trong bộ tộc sự tranh đấu giữa hắn và hiệt lợi đã khiến vùng thảo nguyên đông bắc phong vân biến sắc các bộ tộc đều sẵn sàng quật khởi Việc lập quốc của bái tử đình là ví dụ rõ ràng nhất. Trong chuyện này còn có Mỹ Diễm Phu Nhân của Y Ngô và Đại Minh Tôn Giáo của Hồi hột thêm dầu vào lửa. Như sợ thiên hạ không đủ loạn. Với tình thế như vậy, nếu Tất Huyền ra mặt, ngươi đoán hậu quả sẽ thế nào? Đến lúc đó nếu đột lợi khuyên Đại Vương Người trả ngũ thải thạch cho A Bảo Giáp của Khiết Đan. Đại Vương Người sẽ bị hãm vào thế tiến thoái lưỡng nan cho dù là hiệt lợi hay đột lợi đều sẽ dùng mọi thủ đoạn ngăn cản bất cứ ai định dùng ngũ thải thạch để thống nhất mặt hạt bát bộ. Những lời của khấu trọng đều không phải là dọa nạt nói bừa. Bởi gã đã từng chính mắt chứng kiến đột lợi sau khi biết chuyện ngũ thải thạch. Lập tức ngừng việc tiến công hiệt lợi. Có thể thấy hắn tuyệt không chấp nhận để xuất hiện cục diện mặt hạt bát bộ thống nhất. Thiết phất do ngồi ngẩn một lúc, hắn cuối cùng cũng là lãnh tụ tinh minh tài trí hơn người. Chỉ vì chuyện thống nhất mặt hạt có sức dụ hoặc quá lớn. Giống như tài lợi làm mù mắt nên xem xét không được chu toàn. Một hồi lâu trầm giọng hỏi. Vậy hai người định xử trí ngũ thải thạch thế nào? Khấu trọng nói. Ta muốn hỏi đại vương một câu trước. Người có cam tâm nhìn bái tử đình bị diệt tộc không? Thiết phất do lại ngần người ra. Đoạn lắc đầu đáp. Nếu thế sẽ là một đà kích cực kỳ nghiêm trọng đối với mặt hạt tộc. Khiến việc chống lại sự bành trướng của đột quyết của bọn ta càng thêm khó khăn. Khi đó chỉ có thể nhìn sắc mặt hiện lợi mà hành sự thôi. Khấu trọng vui vẻ nói. Vậy là được rồi, nói thẳng ra, cho đến giờ phút này, bọn ta vẫn chưa nghĩ ra cách nào xử trí ngũ thải thạch. Bái tử đình đối với bọn ta là địch không là bạn. Nhưng bọn ta cũng không hy vọng dân chúng trong thành long tiền này ngọc đá đều tan dưới vó sắt của quân đột quyết. Chỉ đành tùy cơ ứng biến. Xem xem có phương pháp nào lưỡng toàn kỳ Mỹ không? Song mục của thiết phất do thần quang đại thịnh. Chăm chú nhìn khấu trọng. Chậm rãi nói. Chuyện thiếu soái và tử huynh cùng với bạt phong hàn tại hách liên bảo kháng cự kim lang đại quân của hiện lợi. Ta vẫn tưởng là do người ta nói quá lên. Đến giờ ta bắt đầu thấy hai người đúng thật là anh hùng hảo hán chân chính. Quên mình vì người khác, thiết phất do ta nguyện trở thành bằng hữu của hai vị. Rồi hắn vỗ ngực nói tiếp, chuyện tám vạn tấm da dê để thiết phất do ta gánh vác đi. Từ từ lăng hỏi, đại vương có phải định đổi vàng lấy da dê không? Khấu trọng hỏi tiếp, là trao đổi với hô duyên kim hay mã cắt vậy? Thiết phất do hơi do dự. Đảo mắt một cái đáp. Ta với Hô Diên Kim và Mã Cát đều không có giao tình. Chỉ là thông qua A Bảo Giáp của Khiết Đan để giao dịch. Mọi việc đều phải theo quy củ. Hai gã kinh nghiệm giang hồ đã quá phong phú. Chỉ cần nhìn qua ánh mắt là đã biết hắn nói dối. Những gì mà, kết bằng hữu với hai vị. Toàn là thủ đoạn xã giao. Bên trong không hề có nửa điểm thành ý, khấu trọng và từ tử lăng tại trung thổ vốn là những nhân vật ngang trời dọc đất ở tái ngoại này lại có hai đại thế lực đột lợi và biệt lạc cổ nạp thai huynh đệ chống lưng. Bản thân lại là cao thủ hàng đầu. Bởi vậy, các thế lực thù địch thu thập bọn gã không thành tự nhiên muốn chuyển sang lung lạc. Khấu trọng cũng không muốn ép. Chi vấn tại sao hắn cùng thâm mặt hoàn và A bảo giáp kết thành liên minh đến phục kích bọn gã. Tránh để hắn phải rơi vào thế khó. Gã nói, đại vương không cần phải động tay vào chuyện này. Bọn ta tuyệt không theo quy củ giao dịch với kẻ cướp của đại thảo nguyên chúng ta không những sẽ bắt bọn chúng phải nôn mớ ra dê cướp được ra. Còn phải sát nhân thường mạng nữa. Hai người cáo từ ly khai. Quay về chu tước đại nhai đông nghịt người. Chỉ xem tình huống trước mắt. Lập tức minh bạch vì sao đột lợi không để cho bái tử đình lập quốc thành công. Lại cũng hiểu rõ tại sao bái tử đình lại mạo hiểm lập quốc. Long tuyền bản thân được thiên nhiên yêu đãi. Khí hậu dễ chịu. Thủy thổ yêu Việt. Bái tử đình chỉ cần lập quốc thành công sẽ có thể tạo ra khung cảnh vô cùng hấp dẫn người khác khiến khách thương các nơi sẽ lần lượt đến đây lập nghiệp và giao dịch trong tình hình đó một hải quốc vô luận nhân khẩu thu nhập và quốc lực sẽ tăng lên không ngừng thành một thế lực to lớn ở vùng đông bắc khấu trọng nói vào bên tai từ tử lăng nếu ta không đoán sai thiết phất do rất có khả năng biết vợ chồng thâm mặt hoàn trốn ở chỗ nào từ tử lăng gật đầu đồng ý hàn triều an hồ diên kim và thâm mặt hoàn là ba tay mã tặc có thực lực nhất ở đại thảo nguyên có câu thỏ chết cáo buồn huống chi bọn chúng đều là đồng đạo ngươi nói bọn chúng có che giấu cho nhau không khấu trọng nói khả năng đó tính ra nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ long tiền đâu có rộng rãi gì nếu không có người che giấu cho thâm mặt hoàn hắn làm sao dám chạy đến nơi này người ta đoán đầu tiên là bái tử đình hiện tại xem ra hàn triều an cũng không phải là không có khả năng từ tử lăng nói đến rồi ngoại tân quán gồm nhiều tòa nhà liên tiếp hai bên san sát Tất cả đều có tường cao sân rộng. Mỗi tòa nhà chiếm một khoảnh đất lớn. Có thể chứa được những đoàn sứ tiết tới hơn trăm người. Cửa giữa của ngoại tân quán mở lớn. Người ra ra vào vào. Vô cùng náo nhiệt. Hai gã lần lượt đi qua từng tòa nhà. Bỗng nhiên trong mắt xuất hiện một bóng trắng. Bọn gã kinh ngạc nhìn lại thì thấy mỹ nhân tiểu sư di phó quân tường và cao ly vương ngự tiền thủ tịch kim chính tông từ phía trái ngoại tân quán đi ra. Hai bên liền chạm mặt nhau phó quân tường lúc này không hề dùng khăn tre khuôn mặt xinh đẹp thấy hai gã lập tức trợn chừng đôi mắt đẹp lên quát lên lanh lành đứng lại hai người chỉ biết cười khổ không làm sao được đành phải dừng bước kim chính tông ngầm đánh giá từ tử lăng trầm giọng hỏi đây có phải là tử huynh từ tử lăng cười nhẹ chính là tiểu đệ rồi gã quay sang phó quân tường kính chào tiểu sư di phó quân tường dẫm chân một cái giận dữ nói còn kêu bậy cái gì vậy ai là sư di của ngươi đại sư tỷ không có hai đứa con xuất sinh vong tình phụ nghĩa như hai ngươi khấu trọng thầm nghĩ chính vì không phải là kẻ vong tình phụ nghĩa mới phải đắc tội với vị tiểu sư muội của mẹ này đành cười nói tiểu sư di dù không nhận bọn ta cũng được bất quá tục ngữ có câu một ngày là mẹ suốt đời là mẹ thứ tự trưởng ấu đã xác định bọn ta trong lòng hay trên miệng đều phải xưng người là tiểu sư di phó quân tường rõ ràng không có cách nào đối phó với gã dẫn đến nỗi sắc mặt tái xanh. Nhưng trong lòng cũng hiểu rõ nàng và Kim Chính Tông không có cách nào mà thu thập hai gã. Gắng kiềm cơn giận nói. Hiện giờ bổn cô nương không có thời gian đùa giỡn với các ngươi. Sau này sẽ đem các ngươi ra tính sổ. Kim Chính Tông cười nói. Có cơ hội chắc chắn sẽ thỉnh giáo sự cao minh của thiếu soái lần nữa. Phó quân tường hừ lạnh một tiếng. Phất áo bỏ đi, Kim Chính Tông cũng vội vàng đuổi theo. Nhìn theo bóng hai người hòa lẫn vào dòng người. Khấu trọng cười khổ hiểu lầm càng ngày càng sâu sắc không sao giảm bớt chỉ hy vọng câu nói sư công đích thân đến trung nguyên của nàng không phải là sự thật nếu không bọn ta ắt chạy đâu cũng không thoát ta thà là đối phó với viêm dương đại pháp của tất huyền chứ không hề muốn đón tiếp dịch kiếm thuật của sư công từ tử lăng cũng có cùng cảm giác đó đối với tất huyền còn có thể liều mạng phản kích còn đối với sư phụ của mẹ chẳng lẽ lại đánh nhau sống chết được sao hai người đang định bỏ đi một thanh âm thân thiết quen thuộc từ ngoại tân quán truyền ra. Gọi lớn, thì ra là đúng là các người. Hai gã đều ngạc nhiên nhìn qua. Hết chương 507. Xin chào và hẹn gặp lại bạn ở tập tiếp theo. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh bạn nhé.